rất là mờ. Hải Dương này có đơn của mình mà hay có đơn của mình lắm, không có đơn này cũng 500 thôi mà không hiện được à? Trần Hằng ở Phú Thọ này có mấy đơn này chị Bình? Hello, xin chào tất cả, chị nhận được áo rồi đẹp lắm đúng không? À, cảm ơn chị Thúy Hồng nhá. Xin chào tất cả các chị tham gia vào buổi livestream tối ngày hôm nay nhá. Các chị mới vào chia sẻ like cho em với ạ. Một lần với trang cá nhân mình và 2-3 lần vào các hội nhóm lớn nào. Lưu ý là chia sẻ like cho em với nhá. Tất cả các chị mà không chia sẻ like cho em thì đơn hàng của các chị sẽ không có đâu. À, nay lóa quá chị ơi, hôm nay lóa à? À, hôm nay em bật cái đèn ở sưởi ở dưới cho nên nó hơi lóa. Chị che bớt cái bóng kia em nha. Cái bóng kia cho thấp xuống đi cho cao quá nó ngang tầm mặt em luôn. Xin chào chị Diệu Anh nhá. Rồi em đang cho chỉnh ánh sáng chị nhá. Chia sẻ like cho em với ạ. Một lần vào trang cá nhân mình và 2-3 lần vào cuộc nhóm lớn. Các chị đã nhìn rõ chưa nhỉ? Các chị đã nhìn rõ hơn chưa? Xin chào tất cả các chị nhá. Chia sẻ like cho em với nhá. Hôm nay thì là em có rất là nhiều áo mới, áo đẹp này. Chị mua một áo cộc mà mãi không nhận được shop ơi. Chị Hải Đường ơi, chị để lại cho em số điện thoại là chậm đơn nào. Thấy mình không, em có nhìn thấy chị Hào Nguyễn nhá. Xin chào chị Đào Nguyễn Thị, xin chào chị Thanh Đặng, xin chào tất cả các chị này. Lưu ý là chia sẻ like cho em một lần vào trang cá nhân của mình và 2-3 lần cùng nhóm lớn. Nhìn thấy em không, em có nhìn thấy chị Ngọc Huyền Khánh Hưng nhá. Có nhìn thấy tất cả các chị này, chia sẻ like cho em với ạ. Một lần vào trang cá nhân của mình và 2-3 lần vào cộng nhóm lớn để em nhìn thấy tất cả các chị nhá. Nhìn thấy tất cả các chị. Bật đèn sưởi nhìn tối lắm chị ơi, không đèn sưởi của nó ở dưới thôi chứ không phải ở trên đâu. Cho hàng chị Trường Trường ơi, hàng của chị bên em đã chốt đơn là đơn đã đi rồi chị nhá. Có ai gọi điện chốt đơn cho chị chưa? Hôm em có nhìn thấy trong Messenger và em có cho nhân viên chốt trực tiếp cho chị rồi. Thì có ai đã chốt và gửi đi cho chị chưa ạ? Ok của chị Hải Đường có số điện thoại rồi này. Áo trễ sau lưng, áo trễ sau lưng em bao nhiêu vậy? Áo đằng sau lưng em mà chị, áo đấy hôm nay bán cho các chị với giá là 170.000, tí nữa em sẽ xả luôn. Hôm nay thì thông báo với các chị là em có da dáng dài nhá. Em có áo da dáng dài nhá chị nhá. Vậy à, chào chị Hoa Cỏ May nhá. Xin chào tất cả các chị. Đó, chia sẻ like cho em với ạ. Một lần với trang cá nhân của mình này, 3 lần với cộng nhóm lớn của em với nhá. Tổng cộng được chia sẻ nó rơi vào 4 lần. Đó, nhanh tay chia sẻ like cho em nhá. Em mới nhìn thấy các chị có 15 lượt chia sẻ thôi. Vào từ nãy đến giờ nó là 3 phút 3 giây rồi mà em thấy các chị chia sẻ like cho em với ạ. Đèn sửa làm áo không phải đâu chị Hoa Cỏ May ơi. Thực ra là cái áo này để ở chế độ bình thường ấy. Bình thường thì là nó sẽ rất đẹp chứ không phải là do ánh sáng của đèn sưởi đâu. Đèn sưởi em chỉ thắp ở dưới chân chứ không sắp ở trên chị nhá. Áo em nào bao nhiêu? Áo đang mặc này hôm nay cho chị cái áo phao xanh rêu. Chị Duy Mạnh Nguyễn ơi, hiện tại bên em bây giờ đang cháy hàng áo phao chị nhá. Không còn một con nào. Hôm qua về được 400 áo nhưng hôm nay không còn một con nào chị ạ. Chỉ còn có size size gì chị nhỉ? Màu xanh rêu ấy. Xanh rêu em chỉ còn đúng một con size S thôi chị ạ. Đó, rồi ok, chia sẻ lại em nhá. Áo em đang mặc này tí nữa em sẽ bán luôn cho các chị với giá của nó tri ân là 195.000. Thay vì người ta đang bán cho các chị với giá của nó là 200, trên 200 thì bên em những cái mác hàng này em chỉ bán cho các chị với giá của nó là 195.000 thôi. Mà toàn bộ hàng của nó là hàng cánh dự, hàng Quảng Châu lại một nhá. Em đặt áo công xong chả thấy gửi hàng cho em. Thu Hồng ơi, bên em đã chốt hàng tức là đã gửi đơn cho các chị rồi. Áo chị mặc bao nhiêu? Áo đang mặc này bán với giá tớ nhận quần legging rồi, ưng ý lắm. Sẽ ủng hộ dài dài. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Bích Hằng nhá. Quần legging hôm nay rất là đẹp. Em cho các chị xem mã mới tinh của quần legging ngày hôm nay nhá. Mà bán cho các chị áo đang mặc này em bán với giá của nó là 195.000. Các chị nhìn em nhá. Đây là quần legging của buổi tối ngày hôm nay. Đó, tại làm sao từ nãy đến giờ em không đứng lên? Bởi vì là em đứng lên các chị sẽ bỏ qua, không chia sẻ like cho em và vào đặt hàng ngay. Cho nên em phải giấu đi. Đó, nhìn em nhá. Đây là quần legging mới tinh ngày hôm nay.
Túi của nó rất là sâu và hàng này của nó là hàng Quảng Châu cao cấp loại 1. Riêng hàng này thì các chị yên tâm về chất, về dáng và yên tâm về tất cả về cái hình thức may của nó nhá. Nó rất là đẹp. Đó, nhìn em bé ạ, đằng sau của nó này, tất cả những hàng này mặc lên nó tôn dáng của mình rất là đẹp. Và đây của nó là cạp cao. Tí nữa em sẽ bán quần này sau. Riêng dòng quần này hôm nay em có đúng 100 con. Quá 100 con thì em sẽ không có hàng trả cho chị và rất nhiều chị sẽ bị thiếu, bởi vì là tránh trường hợp như chị mới nhận được hàng, chị mới nhận được hàng rồi rất là đẹp rồi, em cảm ơn chị nhá. Áo mặc em không có màu đỏ đâu. Rồi ok, chia sẻ like cho em nhé. Các chị không chia sẻ like, em sẽ bán tăng mỗi con áo 10.000. Còn các chị mà chia sẻ like cho em sẽ bán giảm cho các chị là 10.000. Ok chưa? Bởi vì là làm sao? Con áo này người ta đang bán cho các chị rẻ nhất là 205.000. Có áo 65kg không? Chị Hồng Hoa ơi, tất cả bên em đều có size có số cho các chị 65kg đổ xuống các chị mặc vừa. Chị ơi, áo Z 420 về chưa chị ơi? 420 về chưa? Con áo 420 là con này đúng không? Còn con nào? Con này không còn, con này không về hàng nữa rồi. Nó rất là ít hàng. À, áo Hương mặc là mã 1, đúng rồi chị Ly Phạm ơi, áo em mặc là mã 1 nhá. 65kg các chị có mặc vừa con áo này. Em nhìn thấy các chị đã lên đến 458 người rồi. Các chị cố gắng lên cao của em một tí nữa. Chị thắp bóng điện lên đi, để ở cái góc nào ấy. Để như thế này thì mặt em nó rất là tối. Đó, để cái bóng nó thấp xuống ra. Hoặc là để nó xa ra đầu, để xa ra tịt góc kia cho em. Đừng để gần, chị để xa tịt ra cái đầu góc kia. Đó, chia sẻ like cho em nhá. À, chị ơi, chia sẻ like ấy, mình lưu ý là chia sẻ like từ từ thôi. Ví dụ như là chia sẻ like một bây giờ các chị chia sẻ này, 5 phút nữa các chị chia sẻ, sau đó 5 phút nữa các chị lại chia sẻ, chứ đừng chia sẻ liền một lúc nhá. Mua hai áo lên cánh rơi con ong bán 125 một áo mà mua hai cái hơn một tháng chả thấy hàng. À chị ơi, thế thì đặt con khác của em về nhá. Nếu như con hàng của chị mà như thế thì là nó sẽ bị quay về rồi, nó chắc là nó bị quay về rồi hoặc là bị tổn ở đâu đó, thì mai em kiểm tra đơn cho chị. Cho em số điện thoại này. Con áo này tí nữa em sẽ bán luôn, 65kg đổ xuống các chị mặc vừa. Chia sẻ like cho em với ạ, một lần là trang cá nhân của mình và ba lần của nhóm lớn của em Hương rồi nhá. Đó, em mới nhìn thấy các chị có 15 được chia sẻ là như thế nào nhờ. Chia sẻ mạnh tay lên của em với ạ. Hay là cái này, cái máy này của em nhầm hay là làm sao chứ? Làm gì có chuyện mà các chị vẫn chia sẻ 15 lần đúng không? Đó, à 136 được chia sẻ rồi. Cố gắng chia sẻ nhanh tay lên cho em với ạ. Ơ, Ly Phạm đặt nhanh thế. Áo da cổ lông em còn chị nhá, áo da cổ lông em vẫn còn chị Duyên Hà nhá. Đó, có váy da không? Em không có váy da, hôm nay để hết váy da rồi. Đó, chia sẻ like cho em với ạ. Đây là cả bộ của em ngày hôm nay. Đây là áo nhá, con áo này 195.000. Con quần này 135.000 cho các chị. Tí nữa em sẽ bán luôn bây giờ. Tất cả áo cả quần 65kg đổ xuống là các chị đều có thể mặc vừa. Nhìn em nhá, tất cả đây là dáng quần của nó này, cạp cao rất là đẹp luôn. Riêng hàng này bên em bán quá nhiều rồi, không chất vải gì. Áo của em nó là áo ren, toàn bộ phần thân này của nó áo ren hết và đá thêu kết hợp chỉ vàng. Và quần của nó đều là hàng Nesting U Mì loại 1 chị nhá. Áo đang bán với giá của nó là 195.000 chị nhá. 420 mà không về nữa à chị ơi, em thích áo đấy lắm hu hu. Chị Vũ Nụ ơi, chị mặc màu gì? À bên em hiện tại con áo đấy còn màu gì không chị Bình? Không còn một con nào à? Thế thì cái đấy để mai em đặt xem là nó ở đâu, em đặt xem là nó còn hàng không. Bởi vì là thực ra em nói chân thành với chị một câu như này này, để mà mua hàng phục vụ cho Tết hoặc là phục vụ cho cái các chị mặc ở cái dịp đi chơi tháng riêng thì các chị nên đặt từ bây giờ đi. Bây giờ là thời điểm hàng về rất là nhiều. Đó, chỉ sau độ khoảng 15 đến 20 ngày nữa khi Tết Dương lịch diễn ra thì tất cả hàng bên Quảng Châu nó sẽ bị dừng hàng, không về hàng nữa. Và tất cả xưởng bên đó sẽ dừng không làm hàng nữa, cho nên sẽ không có hàng chị nhá. Càng chọn để hẳn ra góc của kìa. Cho nên là nó càng không có chị ạ. À, thấy em không có nhìn thấy chị Phương Nguyễn nhá. Áo đang mặc có sai, Mỹ Nguyễn ơi có sai. Tí nữa em sẽ bán luôn bây giờ. Nào chia sẻ like cho em để em cắt bom nào. Cắt bom cho các chị trước nhá. Đây là của chị Trần Hằng này, ở đội 4, xóm Chanh, Sơn Hùng, Thanh Sơn, Phú Thọ. Chị nào vừa hỏi em con áo da lông vũ 440.000 ấy nhỉ? À con áo da, đúng rồi, con áo da cổ lông. Bây giờ em sẽ cắt luôn con áo này. Đây là một con áo da cổ lông mã 5, 440.000, 58kg, cao 1m60. Em nói chân thành với các chị, đối với các chị người to như thế thì các chị rất ít khi mua được áo da. Không có, nếu không phải hàng Quảng Châu chuẩn thì không bao giờ các chị mua được áo da. Thế nhưng mà để mà bán like trên này như thế này, rất ít người bán hàng nó có được cái tiêu chuẩn và điều kiện từ chất cho đến dáng cho đến size các chị mặc vừa để gửi đến cho các chị. Và được các chị được đặt hàng. Thế nhưng đây tất cả hàng các chị đều không nhận hàng nhá. Và con áo chị đấy em phải kéo nào. Và con áo này thì em bán có 440.000. Các chị mua ngoài thị trường, các chị phải mua với giá của nó là gần 1 triệu. Rẻ nhất của nó cũng phải 650. Thế nhưng các chị lại bom hàng của em. Em có nhìn thấy chị Hằng Nga nhá, có nhìn thấy chị Yến Hoàng, em có nhìn thấy chị Trương Trương nhá. Con áo này sẽ bán cho các chị là 195.000. Và em chỉ có đúng 50 con. Bán hết 50 con này em sẽ dừng lại luôn. Bởi vì tránh trường hợp bên em chốt đơn ra quá nhiều, mất thời gian mà lại không có hàng trả cho chị nhá. Hàng này chỉ về một lần. Đó, chia sẻ like của em với ạ. Chưa thấy shop nào đẹp như hàng shop của chị. À đúng rồi, cảm ơn chị Hoàng Minh Hoàng nhá.
Đó, cảm ơn các chị. Các chị mua được, các chị có quyền để đánh giá và được kiểm tra hàng trước thanh toán. Một quần mèo, ôi dồi ôi, lại một quần mèo à. Quần mèo em còn đang cháy hàng quần mèo đây chị ơi. Hôm nay còn đang thiếu quần mèo cả các chị đây, sáng mai nó mới về. Tất cả các chị mà có quần mèo của tối hôm qua gần như là một nửa đơn của các chị sáng mai mới đi được nhá. Bởi vì sáng mai em mới có hàng quần mèo trả cho các chị. Em còn đang cháy quần mèo cơ, dịp lạnh như thế này. Đặc biệt là ra cái tháng 1, tháng 2 nó lạnh. Năm nay nó lạnh muộn thì nó sẽ lạnh vào cái tầm đấy. Và riêng tháng 1, tháng 2 thì mình lại mưa nhiều. Càng mưa nhiều thì nó lại càng lạnh. Và quần áo thì độ ẩm của nó lại càng cao. Quần áo lại rất là khó khô. Cho nên em khuyên chân thành các chị, trong cái lúc nó đang rẻ và đẹp như thế này thì cố gắng là mua để tích nhá. 60kg mặc có mặc vừa nhá chị nhá. Đó, nhìn em này, 60kg có mặc vừa con áo này. Các chị nhìn em nhá, 58-60 mặc vừa con áo này. Đây là con áo da cổ lông. Các chị chia sẻ nhanh tay lên cho em. Một lần là trang cá nhân của mình, ba lần của nhóm lớn. Đó, sau đó để em gọi điện cho chị này xem vì sao chị không lấy hàng của em nhá. Mang lên cho em, chia sẻ like cho em các chị nhá. Lưu ý là một lần là trang cá nhân của mình. Áo đang mặc em có đủ size thì cúc hoàng nhá. Có đủ size, đủ số rồi các chị. Xem vì sao chị không nhận hàng nhá. Mặc con áo này rất là đẹp, chưa kiểm tra hàng một tí nào. Hàng gửi đi 2 hôm đến nơi. Em muốn thăm dò ý kiến của các chị xem nó là lý do vì sao. À thế à? À, cái này thì chị Lâm khuyên phải chủ động nhá. Chị Bình điện lượng cho em số này nè. Chị Lâm khuyên cho em số điện thoại nào. Lâm khuyên cho em số điện thoại để em kiểm tra đơn luôn cho chị bây giờ nhá. Áo em mặc có nhá. Đúng rồi, áo da này mặc đẹp lắm. Đây nhá. Không nghe máy. Áo khoác. Làm gì có áo khoác đâu. Alo. Rồi đấy ạ. Chị Trần Hằng đúng không ạ? Vâng. Em có một đơn hàng của chị gửi về cho chị là một cái áo da mà áo da cổ lông màu đen 440.000, vì sao chị không nhận hàng? Vì sao chị không nhận hàng? Hôm đấy em bận nên là anh đấy cứ điện mãi em lại không có nhà, xong anh lại quay đầu luôn. Chị ơi, cái này bọn em phát hàng phát 3 lần chứ không phải một lần chị nhá. Chị để ý điện thoại của em với chứ bây giờ. 2-3 hôm nhưng mà hôm đấy là em đi về quê không có nhà. Thế các chị đi về quê không có nhà, các chị hẹn bưu tá người ta vẫn để hàng cho các chị mà. Bây giờ các chị cứ đặt hàng xong đó các chị không nhận, quay về một đơn áo của em chuyển phát nhanh. Các chị nhận hàng thì mất có... Các chị nhận hàng mất có 22.000. 22.000 tiền ship mà bây giờ quay lại bên em mất hơn 50.000 chị ạ. Mà lãi thì chả được lãi, lỗ vốn. 55.000 cả phí quay về chị nhá. Hôm anh ấy bảo là bao nhiêu nhỉ? 60 à, hay là 53.000 tiền ship à? 50. Hôm nhân viên của chị bảo là hạ 440 là cả tiền ship, thế là hôm em hỏi thì anh ấy bảo là gần 500. 493.000. Vậy lý do là vì sao chị không nhận hàng? Chị bận hay là do lý do phí ship đắt? Thì em hỏi đấy, nhưng mà hôm đấy là em đi về quê em không có nhà. Thế là 2-3 hôm thì anh ấy cứ điện, xong rồi anh bảo là thế chị không có nhà thì em quay đầu. Thế là chị là anh quay đầu chứ. Thế là thành các chị bom hàng của em rồi đấy. Bởi vì thứ nhất là như này này, bên em bán hàng chưa bao giờ miễn phí ship cho ai chị nhá. Kể cả các chị mua từ 15-20 triệu em chưa miễn phí ship cho ai bao giờ. Đó, thế mà bây giờ các chị đến này, tổng phí ship của chị quay về. Nhân viên của chị bảo là 440 là cả tiền ship. Nhà em khẳng định với chị. Nhà em khẳng định với chị, không nhân viên nào dám nói là miễn phí ship cho chị. Bởi vì làm sao? Em làm chủ mà bây giờ các bạn ý, chẳng nhẽ các bạn đi làm công một ngày được 50-60 nghìn, bây giờ các bạn ý trừ vào tiền ship cho chị à? Mà nhà em đang đứng trước 900 chị ở đây nhá. Không có ai là em miễn phí ship cho các chị cả. Kể cả mua 20 triệu cho đến 30 triệu tiền hàng, đến 100 triệu em không miễn phí ship chị nhá. Các chị đặt hàng, các chị toàn lý do lý chấu các chị không nhận hàng thôi. Mất việc của người khác nhá. Chị để ý hộ em cái ạ. Vâng, em chào chị nhá. Đấy nhá, các chị nghe rõ nhá. Lý do bên em chưa bao giờ miễn phí ship cho ai. Không bao giờ miễn phí ship cho ai. Đó, trừ trường hợp em tặng bom cho các chị. Thế mà bây giờ chị bảo là đấy, lúc thì bảo là không có nhà, lúc thì bảo là phí ship mất bao nhiêu tiền. Như tổng cả phí đi cả phí về duyệt hoàn cho em là 52.000. Đây các chị nhá, nhìn hộ em dành số 52.000 nhá. Không lại bảo em nói nhầm. Còn nhân viên nhà em khẳng định không ai dám nói câu là miễn phí ship cho các chị cả. Các bạn ý đi làm một ngày mới được có 100-200.000 thôi. Không có ai miễn phí ship ra để giả cho các chị đâu. Các chị đừng có nói những cái câu vô lý như thế. Comment cho em ấy ạ. Comment cho em ấy nhá. Đây của em, thực ra là như này này.
Em muốn nhắn nhủ cho các chị thôi, chứ còn để tranh cãi với những người này em không có thời gian để tranh cãi, tốn tiền điện thoại. Nhưng mà em chỉ muốn là để cho các chị đang theo dõi ở em trên này, 800 chị ở trên này, lưu ý hộ em với. Mình mua cái gì mình cũng phải nhìn cho kỹ, mình đặt cho kỹ, mình xem cho kỹ. Bây giờ các chị báo nhân viên của bên em: chị ơi, em mua con áo này về nhưng mà em mặc em nhìn thấy nó thế nọ, nó thế kia, trong khi đó em thế nọ thế kia. Em nói thật với các chị nhá, nhìn như thế nào. Bây giờ các chị đều có mắt, các chị có mắt các chị mới xem được. Và bản thân em cũng thế, em cũng có con mắt thẩm mỹ, em cũng ngắm những con áo đẹp như này đó. Thế mà về các chị không nhận hàng, các chị để bảo là ôi em ơi, nó ở trên nó thế nọ, nó thế kia, nó các kiểu. Mà hàng nhà em không phải bán cho một chị, em bán cho quá nhiều chị luôn. Còn có những chị bưu tá gọi 5 lần không nhận hàng. Quay lại với lý do là ngay như chị Mary Hương, em nói luôn nhá. Đây là đơn của chị Mary Hương này. Đó, đơn của chị quay về, em mất gần 200.000 tiền phí ship, hai đơn không phải là một đơn. Đó, đây là 45.000 tiền phí ship này. Vào tận trong Nghệ An 46.000 và cả gói này của em về là mất gần 100.000 tiền phí ship. Bây giờ hai gói hàng của em, gói kia là gần 800.000. Mà các chị nhìn xem em được lãi là bao nhiêu tiền. Mà đây là chuyển phát nhanh, bưu tá gọi lên gọi xuống, chị không nghe máy, không nhận hàng. Toàn gọi là chờ đợi, gọi là linh tinh. Sau đó là bưu tá gọi điện cho bên em đã gọi điện cho chị đấy rồi, chính em là người gọi lấy số riêng. Chị nhận hàng của em cái bưu tá mà đến nơi rồi, chị thế nhưng mà hôm qua hai đơn quay về thì chị lại lên đây chị hỏi em là: em ơi không gửi hàng cho chị à, bưu tá không giao hàng cho chị đâu. Em nói thật với các chị này, em cũng đến lệnh các chị như thế nhá, em chịu thôi, em không giải quyết được các trường hợp của các chị đâu. Còn như thế này là em rất không hài lòng đối với các chị. Đây là bom số 1 nhá. Chị nào lấy comment cho em bom số 1 này tặng luôn các chị với giá là 0 đồng và miễn phí ship cho các chị nhá. Bom số 1. Rồi ok, bom số 1 này em nhìn thấy chị Hòa Bình nhá. Của chị Hòa Bình đuôi là 861 này. Đấy, 861. Nhìn thấy chị nào em chốt nhanh luôn cho các chị đấy cho nó nhanh, không có thời gian để chờ đợi. Đây là chị Nga Nguyễn này. Chị Nga Nguyễn này ở Hải Dương, 01697 116 313 ở huyện Kim Thành nhá. Ở Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Chị Nga Nguyễn này không biết là phải khách quen nhà em không, nhưng mà em nhìn cái tên này Nga Nguyễn này em thấy quen lắm. Mà Nga Nguyễn này mấy lần bom hàng của em rồi chứ không phải là một lần nhá. Cái tên Nga Nguyễn này thôi chứ còn chị Nga Nguyễn này có phải hay không thì em không biết. Các chị nhìn em này. Đó, một con áo beo. Con áo beo này tí nữa em bán luôn các chị với giá của nó là 190.000. Tí nữa em bán luôn, hàng lại về các chị nhá. 190.000 tí em bán luôn. Thế mà đây chị bom hàng của em này. Đó, bom luôn hàng của em con này. Không lần nào một tí nào cả. Một con quần thể thao, đã xả cho các chị con quần thể thao này với giá của nó là 99.000 rồi, không có lãi lỗ vốn rồi chị nhá. Và đây là một con áo công 149.000. Nó có đắt đỏ gì đâu cho các chị đâu, nó chả đắt đỏ một tí nào. Và em nói thật các chị nhá, 149.000 hàng này của em là hàng FT3. Đây là hàng Quảng Châu lại một chứ không phải hàng linh tinh vớ vẩn nhá. Em đã nói rồi em bị nhỡ hàng, em xả cho các chị. Tri ân đặc biệt cho khách hàng hôm đó 100 con áo công này. Thế mà các chị vẫn cố tình các chị bom hàng của em. Đó, em nói chân thành, em nói ở đây không phải là để, tức là em thì chưa có lời nào để xúc phạm các chị trên này cả. Như em nói thì tất cả các chị em mình thông cảm cho nhau về những cái người buôn, người bán và những cái người mua. Các chị đã quá sướng. Các chị chỉ cần bỏ ra đồng tiền, có người gọi điện chốt đơn, có người gửi đến tận nơi, mang đến tận nơi cho các chị. Có thể là bưu tá dễ dãi, người ta còn cho các chị thử trực tiếp. Thế nhưng mà mình mua hàng thì mình có ý thức một tí. Đó là em nói thật một câu như thế. Bây giờ các chị toàn lý do lý chấu thôi, em rất là bực mình. Các chị comment cho em đây là bom số 2 nhá. Bom số 2 của em ạ. Rồi, bom số 2 của em ấy nhá. Bom số 2 này em nhìn thấy chị Oanh Huy nhá. Của chị Oanh Huy đuôi số điện thoại của chị là 185. 185 đây là con bom số 2 nhá. Bom số 3 của em với nào. Bom số 3 con quần này. Số 3 con quần này 60kg của các chị mặc vừa. Hiện tại con quần này em còn đủ size đủ số cho các chị. Chị nào lấy thì comment cho em nhá. Bom số 3. Ok chị Phạm Thúy, em sẽ bán con áo em mặc ngay bây giờ cho các chị. Bom số 3 của em với ạ. Chị Nguyễn Thanh Thúy ơi, em có nhìn thấy chị nhá. Bom số 3 kèm số điện thoại em này. Em nhìn thấy chị Hoa Cỏ May nhá. Đuôi số của chị Hoa Cỏ May là 157 này. 157 của chị Hoa Cỏ May là con bom số 3. Đây là con bom số 4. Áo công này hiện tại bên em cháy hàng. Bây giờ các chị chỉ cần đánh giá cho em một câu thôi. 149.000 con áo công này nó có đẹp hay nó xấu. Tay của nó là tay gen. Tất cả phần thân này của nó phần thân kim sa nhá. Bom số 4 kèm số điện thoại em với ạ. Nhanh lên để em còn bán hàng cho các chị nhá. Hôm nay em có rất là nhiều hàng chứ không có ít đâu. Nhanh tay nhanh tay, bom số 4 của em này. Số 4 kèm số điện thoại em nhá các chị nhá. Số 4 của em với ạ. Nhanh tay để em chốt hàng các chị nhá. Rồi ok, bom số 4 này em nhìn thấy chị Lan Hương. Của chị Lan Hương nhá, đuôi số của chị là 479 này. 479 của chị Lan Hương là con số 4 nhá. Đây là con số 4 của chị. Đây là con bom số 3 của Mary Hương đây. Đó, bom số 3 của Mary Hương đây, em xem nó có cái gì. Từ giờ em đã nói ngay hôm qua rồi, ngay trực tiếp chị ở đây em không bán hàng cho chị đấy nữa. Chị nào còn ở đây xem hôm qua của em thì các chị biết, em trả lời thẳng luôn em không bán hàng. Mà chưa bao giờ những người bán hàng như em từ chối khách cả các chị nhá. Chỉ có chị, các chị chỉ từ chối chúng em thôi. Đó, đây là con quần. Nó có đáng bao nhiêu tiền đâu. Con quần này là con quần pha da. Hiện tại em còn đang cháy hàng. Comment cho em, đây là con bom số 5 kèm số điện thoại.
số 5 kèm số điện thoại của em nhá. Đây là số 5 kèm số điện thoại em này, em nhìn thấy các chị ạ. Người nhắn tin mua hàng thì không trả lời. Chị Đỗ Mai Trúc ơi, bên em thực ra với các chị này, để Vivek trả lời các chị, bên em ngày rất là bận, chưa có thời gian để trả lời hết. Chỉ có trong ngày chủ nhật thì bên em có thời gian để check thôi. Nhưng mà check thì không check hết được các chị. Các chị đừng nhắn tin, bây giờ cái gì cũng thế thôi, mình gọi điện cho nó nhanh. Gọi một lần không được, các chị gọi 5-3 lần, gọi đến 10 lần cho em, chắc chắn sẽ có người gọi lại cho các chị nhá. Đó, chị nào đấy, à rồi ok, của chị Tiểu thử nhận được rồi đúng không? Bom số 5 của em này, đây là con bom số 5 nhá. Rồi ok, em nhìn thấy chị Nguyễn Hương. Bom số 5 của chị nhá, của chị Nguyễn Hương, đuôi của chị là 020480. 020480 của chị Nguyễn Hương này. Đây là một con quần này nữa này. Đây là hai con quần này, nó có đáng bao nhiêu tiền đâu. Nó quá là rẻ luôn, nó chả đáng bao nhiêu tiền. Hai cái chứ không phải một cái nhá. Bom số 5 của em đấy ạ. Rồi, em nhìn thấy chị Thanh Lê Lê. Thanh Lê Lê nhá, đuôi của chị là 177 của chị Thanh Lê Lê này. 177 của chị Thanh Lê Lê nhá. Các chị lưu ý là các chị có đơn hàng, các chị phải chú ý hộ em với ạ. Chia sẻ like cho em nhá. Một lần với trang cá nhân của mình, ba lần của nhóm lớn thôi em với ạ. Đó, đây một đơn hàng nữa, cũng là của Mary Hương. Đây là hai đơn của chị chứ không phải là một đơn. Đó, hai đơn liền. Đây nhá, Mary Hương này, đây cũng Mary Hương này. Đấy không là lại bảo là em nói điêu. Em hỗ trợ chị lấy hàng nhiệt tình rồi chứ không phải là không. Đây này, đơn của chị có quần lót đây này. Đó, rất là đẹp. Cái con quần lót này của nó rất là đẹp. Đây nhá, có hai con quần lót, ba con quần lót với giá là 30.000, có đắt gì đâu. Chị nào lấy chốt nhanh cho em này. Rồi em nhìn thấy chị Ngọc Anh này. Em nhìn thấy chị Ngọc Anh nhá. Chị Thủy Thành nhà nghỉ một con nữa nhá. Một con quần lót nữa này. Thủy Thành nhà nghỉ một con quần lót nhá. Chị Ngọc Anh một con này. Rồi của chị Nguyễn Thức một con nữa nhá. 553 của chị Nguyễn Thức. Đuôi cuối cùng. Đây là con áo công. Các chị chia sẻ like cho em chưa nhỉ? Các chị đã chia sẻ like cho em đi. Lên 1.000 đi, một tí thôi là lên 1.000. Đây là con áo công nhá. Tí nữa chiên các chị tất con áo công này với giá của nó là 160.000. Chị nào chưa mua được thì tí nữa các chị mua áo công này hộ em và hàng không có nữa. Thông báo với các chị là riêng size M, size X, tức là size XL thì em còn được khoảng 18 con. Đối với size L thì em còn 80 con. Và đối với cái con size M thì em còn 100 con. Đó, các chị chú ý hộ em nhé. Và em chỉ xả một lúc thôi là em hết. Các chị chú ý hộ em để đặt cái con áo này. Đây nhá, đây của em này. Con bom số mấy rồi chị? Đây ạ. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Con bom này của em là con bom số 6. Comment cho em bom số 6 kèm số điện thoại này. Số 6 kèm số điện thoại của em nhé. Nốt con bom này thì em sẽ tập trung vào bán hàng luôn. Bom số 6 kèm số điện thoại cho luôn em này. Số 6 kèm số điện thoại nhá. Số 6 này em nhìn thấy chị Ngọc Hà. Của chị Ngọc Hà đuôi số điện thoại của chị là 682. 682 của chị Ngọc Hà là con số 6 này. Đó, rồi, ok. Em sẽ kết thúc bán hàng bom ở đây. Bây giờ thì em sẽ vào bán hàng. Đối với con áo này, nó là áo Quảng Châu. Nó là áo Quảng Châu loại 1 các chị nhá. Tất cả tang mác của nó đầy đủ. Và hàng này của nó thì nó là dòng cao cấp, có túi đi phụ kèm theo. Và toàn thân của nó là thân ren và cổ của nó là cổ đính đá như thế này. Các chị nhìn em trực tiếp cái cổ nhá. Đây ạ, tất cả cổ nó đính đá. Cái nào nó ra cái đấy chứ nó không phải là đính linh tinh hay loằng ngoằng. Chỉ là mang tính chất gọi là chi tiết. Mà con này của nó rất là đẹp, nó sang trọng. Chị nào lấy con áo này thì chốt cho em, đây là mã số 1. Còn chị nào đối với quần, quần này các chị 65kg và chúng các chị cũng mặc vừa. Em bán với giá là 135.000. Tất cả những mã mới tinh này của em nó đều là mã chạy thử để các chị thử nghiệm nhá. Nhìn của em với ạ. Mã này em bán cho các chị với giá của nó là 135.000. Tổng của nó, con áo là 195, con quần là 135. Chị nào lấy chốt cho em ạ. Áo là mã số 1, quần là mã số 2. Nhanh tay chốt của em nhá. Áo mã số 1, quần mã số 2. Và đây là áo co giãn 4 chiều 65kg đổ xuống là các chị mặc vừa. Chị nào lấy thì chốt luôn cho em với ạ. Mã số 1, mã số 1 nhá. Chốt nhanh của em với nào. Mã số 1 này em có đúng 50 con. Chốt hết 50 con em sẽ thôi ngay. Bởi vì nó không có hàng để trả cho các chị. Nếu như mà đặt hàng quá nhiều, mai các chị chốt quá nhiều, nhân viên bên em chốt mà không có đơn giả thì nó cũng phí ra. Đó, các chị nhanh tay em lưu ý là chia sẻ like cho em nhá. Chị mình cắt của em cái dây nào. Đây là mã số 1 của em này. Đó, em có ít thôi không có nhiều. Các chị chốt của em nhá. Mã số 1 kèm số điện thoại em chốt đúng hết trên tay em sẽ dừng ngay bởi vì hàng hết không có hàng. Thì em sẽ bán mã khác cho các chị. Comment của em đấy ạ. Mã số 1 rồi em nhìn thấy chị Trang Hà của chị Thanh Oanh nữa này. Ok của chị mã 1 mã 2 của chị Trần Hà nhá. Ok của chị Phương có nhá, của chị Phạm Oanh có nhá. Còn mã 2 của các chị ở trên nữa này. Rồi em nhìn thấy nhiều rất là nhiều chị ở trên chốt rồi này. Có khoảng chục con chốt rồi em để lại cho các chị không phải em không có hàng. Chị Lan cũng một con nữa này, chị Nguyễn Thị Nhung một con nữa nhá. Cho em mã số 1 kèm số điện thoại chị nhá. Ok của chị Nguyễn Thị Nhung có nhá. Chị Nguyễn Thị Phan, chị Phan Anh có này, ok Nhung Lê có này, của chị Thu Kem có này, của chị Lê Thị Hiền có nhá, của chị Lan Vũ có nhá.
Chị nào lấy chốt cho em mã số 1 của chị Trần Hòa có này. Mã số 1 kèm với điện thoại em chị Lê nhá. Lưu ý là chia sẻ like để các chị có đơn nhá. Chia sẻ like cho em một lần vào trang cá nhân của mình, 2 3 lần vào cộng nhóm đúng của em nhá. Quần sau lưng bao nhiêu? Quần sau lưng tí thì em sẽ bán luôn bây giờ. Áo đang bán là 195.000. Ok của chị Bùi Thị Tố Lan một con nữa ạ. Chốt nhanh em nhá, chị Hạnh Hoàn một con này. Mã số 1 kèm với điện thoại em nhá. Không là các chị không có hàng, em cũng chốt đúng trên tay em thôi. Đó, ở ngoài chắc là còn 20-30 con thì không biết là khách sỉ đã liên lạc lại chưa. Chị Ngựa Sắc có này, chị Dung Dương có này, của chị Phạm Tuyết Hường có nhá. Chưa bao giờ mua được của gái, lần đầu tiên mua được về chị Phạm Anh. Ok chị nhá, chị Su Kem có này, của chị Lệ Quyết có ạ, 195.000 chị nhá, toàn thân của nó là gen. Ok chị Nguyễn Thị Thịnh cho em cái điện thoại, chị Nguyễn Quỳnh có này, của chị Phạm Tuyết Hường có nhá. Cho em mã số 1 kèm cái điện thoại của chị Nga Lê nữa ạ. Của chị Ngựa Sắt, nay chị bị chặn, chị Ngựa Sắt mở ra hộ em với, hôm nay em mới nhìn thấy chị nhá. Chị Ngựa Sắt có này, em bán áo bao nhiêu? 195.000 thôi, rẻ nhất Vịnh Bắc Bộ luôn, không ai rẻ hơn đâu nhá. Trường Trường một con nữa này, chị Nguyễn Thị Hiền một con nhá, chị MT Ánh Hồng một con này, chị Nguyễn Trương một con ạ. Chị nào lấy chốt cho em mã số 1 chị Quyên Nguyễn có nhá. Chị Su Kem em chốt rồi mà, Su Kem em đã chốt rồi nhá. Chị Kim Thoa có mã số 1 này, mã số 1 của chị Nhung Lê. Cho em mã số 1 áp dụng chia sẻ livestream các chị nhá. Đương nhiên là có size có số thì 65kg trở xuống các chị mới mặc vừa. Chị Tâm Phạm có này, chị Thắng Hà có ạ, chị Lệ Quyết có nhá. Em chốt cho chị Lệ Quyết rồi mà. 65kg trở xuống là các chị có thể mặc vừa con áo này rồi, nó rất là đẹp. Ok chị Nguyễn Lan nhá. Chị nào lấy chốt luôn cho em bé ạ. Chị mua với em nhiều rồi, đúng rồi, em nhìn thấy chị Ngựa Sắt rồi. Quần nửa vầng trăng có này, của chị Trương Trương có này, của chị Hương Thanh có ạ. Cho em mã số 1 các chị nhá. Thích áo công ra vừa lúc nãy, tí nữa em bán luôn chị Phan Anh Oanh nhá. Em bán luôn áo công đấy bây giờ đấy ạ. Chị Quý Võ cái này, chị Tân Hương có này, Thu Nga có này. Chị nào chốt cho em bé ạ. Chị Hương Lê có nhá. Mã số 1 kèm số điện thoại, chị Cúc Hoàng có rồi, cho em số điện thoại này. Chiều nay chị nhận được áo rồi, đẹp lắm, cảm ơn chị Đỗ Thủy nhá. Rồi chị em mèo chiếc nữa, chị Mai Phương nữa. Tất cả các chị được kiểm tra hàng trước thanh toán. Ok chị Nguyễn Linh Đan nhá. Chị nào lấy đi chốt cho em mã số 1 kèm số điện thoại, còn áo beo nữa không? Tí em bán áo beo luôn bây giờ chị nhá. Quý Viên Võ có áo beo nó mặc rất là sướng, chị Thị Liên có này. Của chị Ngọc Nhung Bùi có nhá. Mã số 1 của em ấy nhá, chị Trần Thu Thủy có ạ. Hôm nay chị nhận được hàng rồi, đẹp lắm, nghiện em rồi. Cảm ơn chị Luyến Văn nhá. Ok chị Mạnh Cường có này, chị Nụ Vũ ơi có lấy thì chốt luôn cho em nhá. Hương ơi chị đặt bên em 5-6 áo với quần từ hôm thứ tư chưa nhận được. Hoàng Phương Thảo để lại cho em số điện thoại, mai kiểm tra đơn cho chị nhá. Cẩm Thúy Đoàn có này, Cẩm Thúy Đoàn mã số 1 em chốt cho chị ạ. Cho mình xem áo mã số 1. Chị Hán Hằng ơi, áo mã số 1 em đang mặc trên người nhá. Chị Bùi Kiều Mai có ạ, chị Thanh Thanh Nguyễn có nhá, chị Nguyễn Phượng có này. Mã số 1 của em nhá. Em thấy đọc rồi, em cảm ơn chị Lệ Quyết nhá. Rồi, ok chị Tú Linh có rồi ạ, chị Thu Nga có này, chị Lê Hải có này. Mã số 1 của em chị Nguyễn Xuân Hoa có nhá. Rồi đẹp mà thêm chiếc nữa chị. Giúp em ơi, để dành cho mỗi người một chiếc đi, bởi vì là tí nữa sẽ có một cái mã nữa cho các chị cứ yên tâm. Đó, hết mã này tí em sẽ có mã khác cho các chị luôn nhá. Chị Hà Đức có nhá, chị Bích Ngọc có này. Ok chị Bảo Nhi có ạ, mã số 1 của em nhá. Chị Ly Trần có này. Mã số 1 của em với nhá. Lát chị mua công nữa ok của chị Bùi Tố Loan nhá. Tí em bán công luôn bây giờ. Chị Hoàng Phương Thảo có ạ. Chị mua rồi tặng chị cái áo bom. Ngoài cao ơi sẽ có quà riêng chứ không tặng bom được. Bom này ai may mắn là người được thôi. Ai cũng như ai chứ không phải mua nhiều hay mua ít. Khách hàng của em thì rất là khách hàng quen thuộc. Có khi là 815 chị ở đây thì trong này đã bao gồm 700 chị là khách quen của em rồi. Rồi ok, chốt của em ấy nhá. Chị Nghị Trần có ạ, chị Oanh có này. Chị Thắng Nguyễn cho em số điện thoại chị nhá. 195.000 cho các chị. Em hết mã số 1 nhá. Hết mã số 1. Em chốt trong quần là mã số 2 này. Quần là mã số 2. Chị nào lấy quần thì chốt cho em là quần mã số 2. Với giá của nó là 135.000 cho các chị. Hàng này em bán cho các chị nhá. Nó là dòng cao cấp hàng Quảng Châu loại 1. Và tất cả tag mác thứ của nó đầy đủ. Các chị nhìn em nhá. Đây của nó toàn bộ là hàng Quảng Châu. Hàng lacing này của nó rất là đẹp và co giãn 4 chiều. Được thiết kế của nó là 3 đường chỉ. Các chị có thể là mặc phát đường chỉ thứ nhất, nó còn đường chỉ thứ 2, thứ 3. Không bao giờ mình sợ hở các chị nhá. Đây ạ, nhìn của em. Bề cạp của nó thì dày. Cạp này của nó toàn bộ là cạp cao, từ đường kim mũi chỉ đến cái khuy các chị nhìn rõ em ạ, được dập trực tiếp vào quần. Đây là đường kim mũi chỉ của nó nha các chị nhá. Chỉ nhìn qua như thế này thôi, em chỉ để các chị nhìn qua cái quần của nó như thế này thôi là các chị biết nó đã đẹp đến mức độ nào rồi. Đây của em, quần nó là mã số 2. Tất cả đường chỉ này của nó, một đường chỉ kép, hai đường chỉ và ba đường chỉ các chị nhá. Chị nào lấy thì chốt nhanh tay cho em mã số 2. Chị ơi, mã số 1 em hết rồi, không có mã số 1 nữa đâu. Mã số 2 của em với nhá. Mã số 2 kèm số điện thoại của em Hương với này. Quần rất là đẹp, dáng của nó rất là xinh. Thực ra thì hôm nay em để cái ghế này nó hơi gần, em không đứng xa để cho các chị nhìn thấy được. Chứ riêng con dáng quần này nó thì không phải chê một câu nào. Các chị nhìn em nhé, tất cả đây là dáng quần của nó ạ. Các chị chốt cho em, đây là mã số 2 kèm số điện thoại, số lượng em có hạn. Để lại cho em số 2 kèm số điện thoại của em là các chị có đơn hàng rồi. Comment của em với ạ, chị Bình nhặt hàng của em với nào. Số 2 của em nhé. Em nhận được quần mèo rồi, đẹp lắm. Quần mèo có đấy chị nhá. Áo này like khác bán 219.000 chị ơi. Em đang bán cho các chị với giá của nó là 195.000 đấy ạ. Khẳng định hàng của em là hàng loại 1. Đâu cái áo của em đâu chị nhờ. Hàng của em có túi, có tang, có mắc đầy đủ nhá. Ok ok, của chị Liên Ngô có này, comment cho em mã số 2. Quần mèo em cũng còn chị ạ. Áo cột mai hoa còn đi em có nhá. Ok, của chị Thêm Nguyễn có này. Chị nào lấy chốt luôn cho em nhá. Mã số 2 kèm
số điện thoại em nhá. Em nhìn thấy các chị chốt ở trên rất là nhiều rồi, không đẩy lại được, không đẩy kịp. Ok, mã số 2 của các chị này, chị Phan Thị Hương có nhá. Ok, chị Ngọc Anh có này, của chị Lan Hương có này, của chị Thu Hương có nhá. Áo đang mặc bán với giá của nó 195 em hết rồi chị nhá. Em đang bán hàng, em không không gọi được, các chị gọi em không nghe được đâu. Chị Băng Độ có này, ok, chị Gấm Nguyễn có nhá, của chị Linh Phạm có ạ. À, cảm ơn chị Phan Oanh nhá. Ok, của chị Phạm Tuyết Hương có này. Chị nào lấy chốt cho em mã số 2 chị Nguyễn Lưu nhá. Mã số 2 của em ấy ạ. Ok, của chị Lina Kiều Kiều có nhá. Chị Mỹ Phương hai quần nữa này. Mỹ Phương là một quần đúng không? Chị Thúy Vũ có nhá. Đang bán là 135.000 thôi. Hàng Quảng Châu loại 1, các chị được kiểm tra hàng trên thanh toán. Chị Đảm Nguyễn có nhá, chị Thanh Xuân có này. Chị nào lấy chốt luôn cho em với ạ. Rồi ok, chị Phương Thảo nhá. Chốt cho em mã số 2 kèm số điện thoại. Tất cả có bao nhiêu con em sẽ dừng bấy nhiêu con khi em chốt hết nhá chị nhá. Chị Phương Thanh có này. Cho em mã số 2 chị nhá. Chị Kiều Kiều có rồi ạ. Mã số 2 chị Nguyệt Ánh có nhá. Con quần này của nó rất là đẹp. Áo hai vai tí nữa em sẽ bán luôn cho chị. Bây giờ có nhìn thì chị Nguyễn Hiếu để lại cho em số điện thoại, chắc chắn là chốt quần nào con quần mã số 2 mà không có. Mimi Trần có. Đối với chị nào mà người nhỏ ngại mặc quần nào quần đen mà các chị không mặc bao giờ, các chị có thể mặc được con quần này. Ok, chị Nhung có nhé, của chị Nga Lê có này, chị Bảo Nhi có này. Cho em mã số 2 nhé, có bán áo không? Đương nhiên có bán áo rồi, nhưng mà hiện tại áo số 1 em hết rồi nhé. Tí sẽ bán cho các chị con áo beo ngay bây giờ. Chị nào lấy chốt cho em ạ. Mã số 2 kèm với điện thoại em này. Cái mã số 3 sẽ tri ân khách hàng đặc biệt với giá của nó là 135.000. Tí nữa em sẽ bán luôn bây giờ. Ok, chị Nguyễn Hạ có ạ. À, của chị Trần Minh Thùy có nhá, chị nào lấy thì chốt cho em nhá. Mã số 2, à, chị rất là nhiều hàng đẹp. Ok, mà hết rồi, hu hu, chị Minh Thùy ơi vào chậm đúng không? Chị Đào Hương có này, chị Hàng Sang có ạ. Nay có chị nhá, chị nào lấy quần chốt cho em với nhá. À, cho em cái áo, chị Trần Thị Việt ơi, áo em hết mất rồi. Chị Hoàng Hải Uyên có ạ, quần 63kg có vừa. Chị Tuấn Nguyễn Thị cho em số điện thoại nhá. Chị Hoài Long Nguyễn có này, mã số 2 kèm số điện thoại của em. Đối với quần chị Nguyệt Ánh có nhá. Quần này bán cho các chị với giá là 135.000. Đường kim mũi chỉ, tất cả các chị được kiểm tra hàng trên thanh toán. Chị Băng Độ có nhé, em đã chốt cho chị rồi ạ. Ok, chị Duy Nhung có này. Đó, nhìn em nhé, của chị Đào có nhé. Chị Đào Hương có ạ, có áo dài tay không? Đương nhiên là có rồi, cái gì em cũng có. Nay có bộ không có nhé chị nhé. Áo mã số 1, quần mã số 2, chị Nguyễn Thị cho em số điện thoại này. Hoàng Hải Huyên mã số 2 như này. Mã số 2 của chị Nguyễn Huyền nhé, cho em số điện thoại các chị nhé. Nhớ là đặt hàng và để lại cho em số điện thoại. Chị Phan Nguyên có mã số 2 nhá. Tiếc quá, mã số 1 hết rồi. Em cũng tiếc lắm các chị ạ, nó không có hàng. Nó có hàng em sẽ lấy nhiều ngay em bán nó các chị, nhưng nó không có bởi vì nó quá đẹp luôn. Mà mỗi người chỉ được có ít thôi. Quần này của nó là quần ống ôm chị nhá. Mặc rất là đẹp, mặc đến đâu co giãn đến đó. Không, em có áo dài tay chị Hằng Nguyễn nhá. Đây ạ, nhìn em tang mắc đầy đủ nhá. Riêng ok của chị Nguyễn Thanh có này. Bên em chốt hàng cho chị lọ lớn em kiểm tra dùm chị. Ok, chị Hoài Nhung nhá, chị Nguyệt Ánh có rồi, em chốt cho chị. À, chị thêm một cái nữa này, chị Đặng Thị Huế một con nữa ạ, chị Thu Nga một con nữa nhá. 65kg của chúng các chị mặc vừa. Thuấn Nguyễn Thị có ạ, chị nào lấy cho em nhé. Vũ Nụ mã số 2 nữa này. Mã số 2, alo em có nhìn thấy chị Lê Mến nhá. Alo các chị nhá. Đó, em có nhìn thấy các chị này. Cho em xem áo dài tay đi, chờ em tí chị Hương nhá. Áo đang mặc lại dài tay không có đấy ạ. Chị Mai Hương một con mã số 2 nữa này, chị nào chốt cho em ấy nhá. Không có của chị à Xuân Lưu cho em số điện thoại nhá. Bây giờ em nhìn thấy chị Thảo Lưu Thị các chị nhá. Thế ạ, chị Minh Nguyên vẫn mặc áo cộc. Chị ơi em phải sử dụng đèn sửa đấy. Thực ra con áo này của nó mình mặc quanh năm mà. Chị Nga Phương có ạ, của chị Linh Nguyễn Bích có nhá. Cảm ơn chị Đinh Thị Phi nhá. Chị nào lấy chốt luôn em với ạ. Mai mèo về đổi mèo thì tí nữa em bán luôn bây giờ. Sáng mai là mèo về đến nhà em rồi thì tối nay em sẽ bán, sáng mai em trả đơn hàng các chị hết. Chiều mai ngày kia là các chị ở khu vực gần đây các chị đã nhận được rồi. Chắc chắn là các chị ở lạnh thì các chị mới có thể mua được quần mèo. Và lạnh như bây giờ thì là đang ở ngoài phía Bắc. Riêng em gửi hàng các chị ngoài phía Bắc thì có thể là trong vòng 2 ngày các chị nhận được hàng ngay. Chị Trần Thúy có nhá, chị Bích Ngọc có này. Đó, chị nào chốt mã số 2 chốt cho em nhá. Bây giờ mình nhìn thấy chị Thiên Hương nhá. Mã số 2 kèm số điện thoại em với ạ. Tất cả quy này của nó các chị có thể nhìn cái tag mát để của nó phát hiện ra hàng đẹp và quy của nó được dập trực tiếp vào quần. Nhìn em nhá. Đây là mã số 2 của em với ạ. Lưu ý là chia sẻ like cho em một lần là trang cá nhân của mình, 3 lần là cột nhóm lớn cho em nhá. Tất cả đây là phần mông của nó này. Đó, rất là đẹp đúng không? Riêng cái chỉ này nhá, cho em một chiếc. Em căng chỉ cho các chị xem. Nó không bao giờ nó bị xù, bị bay, bị nhão. Em áo này em hết rồi chị nhá, quần thôi. Quần có ôm không? Đương nhiên là có ôm rồi. Các chị nhìn em mặc thì các chị biết. Các chị nhìn em nhá. Đây là đường chỉ nhá. Em sẽ kéo trực tiếp cho các chị xem. Đó, không bị hở mông một tí nào và các chị được kiểm tra hàng trước thanh toán. Chị Đào lấy đi chốt cho em này. Quần là mã số 1, à quần là mã số 2, áo là mã số 1. Áo thì là 135.000, quần là 195.000 chị nhá. À quần là 135.000, áo là 195.000, đúng rồi. Ok, chị Hoa Lục Bình có này. Có nhìn thấy chị Trương Thị Thảo nhá. Bây giờ mới nhìn thấy này. Có nhìn thấy chị Trâm Phương nhá. Các chị đang bị ẩn comment rất là nhiều. Để cho chị áo mặc luôn, chị Nguyễn Đánh cứ để lại cho em số điện thoại. Ngày mai chị nào không nghe máy em sẽ nhắc căng cho chị ngay. Bây giờ em sẽ bán sang mã số 3. Ok, của chị Thuấn Nguyễn Thị nhá. Mã số 3 quần áo công này. Em bán toàn bộ cho các chị với giá của nó là 160.000.
lưu ý là áp dụng chia sẻ livestream của chế độ công khai. Chị nào chốt đầu công em chốt đúng đủ số lượng cho chị này. Hiện tại trong nhà em còn 200 con và cháy hàng, không có hàng. Và 200 con này hôm nay là ở dưới kia người ta chuyển về cho bên em, hàng bên Quảng Châu về. Chứ hiện tại nhà em thì hôm nay mới có hàng nhá. Các chị hôm qua kia đặt con công này rất là nhiều nhưng em không có hàng. Và cái thời tiết thông báo với các chị này, vào cái dịp Tết năm nay thời tiết nó sẽ rất là ấm, cho nên các chị, em khuyên chân thành các chị mua áo đẹp. Các chị nên mua ở thời điểm này, đối với áo của nó là cộc này, áo da mỏng này, và những cái áo gọi là mỏng manh để mình mặc trong cái thời tiết và những cái ngày Tết nó rất là nóng, mà ai cũng cần phải diện đẹp trong những ngày đó, đi xa đi gần. Đó nhé, các chị lưu ý hộ em nhé. Chị nào lấy thì chốt luôn cho em này. Đây của em nó là mã số 3. Chị nào lấy chốt nhanh cho em mã số 3 kèm số điện thoại nhé. Cái size XL của các chị em có ít thôi. Riêng cái size XL này thì em có rất là ít. Nó chỉ có được khoảng, nếu mà tính hết cả nhà, nếu mà đếm chi tiết thì chắc là được hơn 20 con áo size XL này thôi. Toàn bộ là còn size L và size M. Chị nào lấy chốt nhanh em nhé. Đó, đây chốt nhanh của em ấy ạ. 160.000. Xin chào chị Hạnh Nguyễn nhé. Xin chào tất cả các chị nhé. 160.000 cho các chị, chốt nhanh của em với này. 160.000 nhá. Đó, em đứng đây để các chị nhìn thấy nhá. Chị chuẩn bị áo công cho em nhé, em bán đúng đủ số lượng thôi. Đây là áo công, chị nào lấy áo công chốt nhanh cho em đây này. Một áo công này giá của nó là 160.000. Các chị đã mua rồi, vi mách luôn cho em một câu, con công này của nó có đẹp hay không. Mà sau con áo công này sẽ chia toàn bộ khách hàng con áo cổ cao của nó gen, với giá là 135.000, em sẽ bán luôn bây giờ các chị nhá. Các chị đừng rời màn hình nhá. Chị nào đã có áo công rồi các chị đừng rời màn hình. Tổng cộng nhà em có tờ này con, mã số 3 kèm số điện thoại em này, 65kg, các chị không mặc được đâu nhá. Em muốn mua quần 3D thì em sẽ bán quần 3D bây giờ. Chú Hoa có may ơi, 45kg mặc được nhá, 63kg không mặc được đâu. Chị nào lấy chốt luôn em ấy ạ. Ok, của chị Phương Oanh có này, chị Hải có này, của chị Hằng Đặng có nhá, của chị Nguyễn Hạ có này. Chị nào lấy chốt mã số 3 em nhá. 53kg các chị mặc vừa thoải mái, chị nào lấy chốt nhanh em ấy ạ. Chị Bảo Nhi có này, cho em mã số 3 ok. Của chị Phùng Thị Trang ơi, mã số 1 chốt sau chắc là hết rồi. Chị Thúy Kiều Võ có này, chị Bùi Tố Loan có này, 65kg không vừa đâu chị ơi, 60kg còn sai đấy ạ. Chị Trang Phạm Nguyễn có này, của chị Phan Oanh có nhá, cho em mã số 3 chị nhá. Rồi ok, mã số 3 của em rồi nhá. Chị Hương Dương ơi, 53kg có vừa, chị Bùi Thúy Hằng có ạ, em có ít thôi. Quần em mặc nó là quần legging, chất của nó là chất umi và hàng này các chị được kiểm tra hàng khi thanh toán. 50kg chị Tiến Ngát có mặc vừa, để chị Phan Nguyễn cho em đúng số điện thoại nhá. Chị Thúy Quyên Võ có này, chị Phan Nguyễn là thiếu số điện thoại của em rồi này, chị cho em đủ với ạ. Hôm nay dép phải dùng đúng rồi chị ơi, hôm nay lạnh lắm, 57kg có mặc vừa chị Băng Độ nhá. Chốt cho em một con nữa này, áo công chị Thạch Thảo cho em số điện thoại chị nhá. Ok, của chị chào em, cho em số điện thoại này. Các chị lưu ý này, chốt cái gì phải để lại cho em số điện thoại. Áo công rất là đẹp, riêng hàng này các chị có thể là nhìn trực tiếp áo trên tay này. Đó, tại làm sao mà các chị có rồi mà các chị vẫn tham gia vào cái quá trình em bán hàng. Tức là cái hàng này của nó rất là đẹp, nhìn nó đã sướng rồi. Chị Nguyễn Hồng có nhá, chị Dung Mùi có này, Ngô Thị Thủy có này, của chị Hằng Lê Thị có nhá, chị Dung có nhá. Của Thu Thủy là mã số 2 ok nhá, chị Duyên Hà có ạ, chị Nguyễn Hồng có này, chị Thúy Hồng có này. Ok, của chị Hiệp Nguyễn nhá, chị nào lấy mã số 3 chốt luôn cho em nhá. Xin chào chị Đỗ Yến nhá, xin chào tất cả các chị nhá. Chị Thanh Trúc có này, quần đùi phía sau là quần nhung chị nhá. Thì em bán luôn bây giờ, chị Nguyễn Hương mã số 2 là quần đúng rồi. Ok, chị chào em có nhá, chị nào lấy chốt cho em ạ. Áo cộc chị đang mặc bao nhiêu em hết rồi chị nhá. Chị Triệu Bé Linh có này, chị có áo cộc rất là đẹp cho các chị, 65kg quần chị có mặc vừa nhá. Em mới chốt hàng một tuần rồi mà chưa thấy, mai chị, em sẽ để đơn cho các chị nhá. Chị Giác Hoa có nhá, chị Hà Đức có này, 58kg, 1m50 không vừa. Chị Oanh Nguyên ơi, cho chị một quần một áo ok. Của chị Hướng Dương cho em số điện thoại thêm một quần nhá. Của chị Nguyễn Duy Nam Nguyễn này, của chị Bảo Ngọc Thị có này, của chị Kim Ngân có này, 63kg. Chị Trần Huyền ơi, không làm được gì đâu, 58kg có vừa chị nhá, hết rồi đúng không chị? Còn độ khoảng 20 con không? Đó, chị nào lấy thì chốt cho em nhá. Em nhìn đến lượng các chị chốt rất là đông. Ok, chị Hương Đặc có nhá, Hoài Nhung có nhá, Bùi Lê Mến có ạ. Hôm nay có quần 6S không? Có chị ơi, chị Băng Độ có này. Mã 3 chị Hiệp Nguyễn có nhá. Chị ơi, quần 6S đây này. Hôm nay chị nhận được bộ và quần chip rồi, đẹp lắm Hương ơi. Cảm ơn chị Hà Minh Tuyến nhá. Áo rất là đẹp, mình có size lớn hả em? Chị Nhàn Hải ơi, chỉ có 60kg của chúng mặc vừa thôi. Chị Quyên Dương có nhá, chị Hằng Nga có này, Hiệp Nguyễn có này. Áo công của chị Mai Thanh Ngô cho em xin số điện thoại chị nhá. Chia sẻ lại cho em các chị nhá. Ok, của chị Nguyễn Thị Dung có ạ. Áo hai vai có hình khác không? Em có hình khác, chờ em một tí nhá. Quần bao nhiêu tiền? Đang bán là 135.000 nhá. Của chị Công Vũ Kha một con đây này. Em khuyên chân thành các chị này, 160.000 không đắt, các chị có thể thử hàng bên em. Đối với khách hàng cũ, các chị là khách quen, em không nói làm gì. Đối với khách hàng mới, các chị bắt đầu thử luôn cho em bằng con áo này. Mình được kiểm tra hàng chứ thanh toán, không đẹp các chị không cần phải trả tiền, không phải thanh toàn cái gì nhá. Chị Hoa Lục Bình nữa này, Bùi Lê Mến có này, chị Hảo Lê Thị có nhá, cho em mã số 3 kèm số điện thoại nhá. Chị Công có ạ. Áo gia công bao nhiêu? 160.000 thôi chị nhá. Chị Hạnh Nguyễn có này, chị nào lấy chốt nhanh của em với ạ. Em cỡ nhỏ không phải size XL ok. Chị Thanh Trúc mà cho em size nhỏ nhá, để cho em số điện thoại nào. Vân Cảnh có nhá, nhà Mai Anh Tuấn có ạ. Ok, chị Oanh Nguyễn để cho em số điện thoại nhá. Em có chưa? Chị Nguyễn Thị Dung để lại cho em số điện thoại này, cho em số điện thoại mã số 3 kèm số điện thoại các chị nhá. Mã số 3 kèm số điện thoại em với ạ.
quần một áo công, ok. Chị Hướng Dương có rồi nhá, chị Phương Nguyễn có mã số 3 này. Comment em với hạn nhiều Vâng Trang có mã số 3. Mã số 3 kèm số điện thoại em Hương nhá. Nhìn chung là nó rất là đẹp. À, em khẳng định với các chị nó là đẹp. Cái da này em cào thoải mái, không bao giờ nó bị rách. Đó, nhìn em nhá. Chắc chắn là các chị sẽ mặc được 2 năm đổ lên. Đẹp quá mà không vừa, đúng rồi chị ơi, em cũng tiếc lắm. Em rất là tiếc. À, hôm nay có quần tất lông không? Có chị nhá. Quần tất lông hôm nay của bên em về được độ khoảng 200 quần nữa. Đó, hôm qua em bán hết bay trong một lúc là 200 quần. Nguyễn Thị Thanh có này, chị Nguyễn Hương có ạ. Chị nào chốt nhanh cho em nhá. Mã số 3 kèm số điện thoại em Hương bên này. Bạn nào canh chờ em tí sẽ bán luôn cho các chị bây giờ nhá. Đấy, con áo canh như kìa, con áo hoa kia rất là đẹp. Thì em cũng bán giá cho chị rất là yêu thương. Hoa lục bình em có chốt ạ. Bùi Lê Mến có rồi nhá, chị Thu Thúy có này, của chị Hoàng Phương Thảo có nhá, chị Lê Hải có này. Chốt cho em nốt mã số 3 nhá, của chị Mạnh Cường ba con nữa này. Rồi ok chị nhá, của chị Yến Nguyễn Thị Yêu có nhá, chị nào chốt luôn cho em nhá. Mã số 3 áo bao nhiêu? 160.000 thôi. Áo đẹp lắm, hôm trước phải mua 170 đấy chị ơi. 170 160 nó chả đáng là bao, nhưng mà đợt này em còn ít hàng cho nên em xả nốt cho các chị thôi. Mặc áo ren thêu trắng tí em mặc luôn bây giờ chị nhá. Ok chị Huyền Nguyễn một con nữa này, của chị Lê Thảo có này. Áo bao nhiêu kg mặc vừa? 60kg chúng các chị mặc vừa. Mặc ok của chị Nguyễn Thị Dung nhá, của chị Hằng Nguyễn biết có này. Em xin chân thành có áo béo không? Em có áo béo tí em bán luôn bây giờ chị nhá. Em nói thật với các chị nhá, đối với con áo này nó rất là dễ mặc mà nó rất là rẻ. Đấy, giá cả thị trường của nó lại mềm mà các chị mặc nó rất là sang. Đó, em 90% em lướt qua Facebook em thấy các chị đi chơi toàn mặc áo của em thôi. Chị Dư Huyền có nhá, ok chị Học Thư có này. Áo trên canh thì em bán luôn bây giờ, chị Hoàng Phương Thảo có ạ, của chị Hằng Nguyễn Bích có nhá. Chị nào lấy chốt nhanh cho em nhá. Áo em mà còn không, em vẫn còn, em đang chốt mã số 3, chị Phương Nguyễn có nhá, chị Tươi Hương có này. Chị nào chốt hộ em đấy ạ. Báo nhá, cái gì chị nhỉ? Cái gì mà nhanh vậy nhỉ? Đấy nhá, chị nào lấy chốt cho em mã số 3 nhá. 2L ok của chị Hoa Lục Bình nhá, chị lấy 3 cái 1X, 1XL, 2 là L, 2M của chị là 5 cái chứ 3 cái đâu. Nếu mà tính như thế là 5 cái đấy ạ. Chi ân cho các chị nốt cái mã này nhá. Cái mã này chi ân đặc biệt cho các chị với giá của nó là 135.000 này. 135.000 em có đúng 70 con, các chị tính đúng 70 con các chị dừng hàng cho em. Bởi vì không có hàng để trả. Con này hôm trước em đã cháy bao nhiêu lần của các chị rồi, không có hàng trả rồi. Đó, con áo này sẽ bán cho các chị với giá là 135.000. Đây là mã số 4. Lưu ý các chị comment cho em đã chia sẻ kèm mã số 4 kèm số điện thoại. Không chia sẻ like cho em, các chị sẽ không có đơn hàng nổi trên máy tính và không cần phải chốt hàng. Đó, chị nào đấy thì chốt luôn cho em nhé. Đây của nó là mã số 4 của em nhé. Mã số 4 kèm số điện thoại em này. 135.000 cho các chị nhé. Không ở đâu có giá này bán cho các chị. Em khẳng định là không ở đâu có giá này bán. Toàn bộ áo của nó đều là áo ren. 135.000 rẻ nhỉ. Giảm nốt còn ít bán nốt. Đây là áo cho các chị nhá. 135.000 này. Chị nào lấy đi chốt nhanh tay cho em nhá. Chị bỏ rơi đi không em vớt để ngã. Đây ạ. Con áo này là 135.000 cho các chị nhá. Chị nào lấy đi chốt cho em. Quần các chị chốt cho em mã số 2. Áo các chị chốt cho em mã số 4 này. Mã số 4 đối với áo. Tất cả đấy, cái áo này của nó đều là chỉ kết hợp theo theo hoa đá vàng, sau đó là có đá đính ở xung quanh các chị nhé. Tất cả thân của nó đều là tay ren. Chị nào lấy thì chốt cho em này. Mã số 4 kèm số điện thoại của em nhé. Nhanh tay chốt cho em đối với áo dài tay. Con áo này của nó rất là đẹp. Mã số 4 của em với ạ. Tất cả các chị đều mặc vừa, 65kg đổ xuống là vừa rồi. Nếu các chị không vừa em không dám bán hàng cho các chị nhé. Bởi vì làm sao? Bên em để cho các chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu như mà không vừa, bên em mà gửi hàng các chị không nhận hàng, bên em lại mất tiền. Không ai dạy gì mà làm như thế cả. Chị nào chốt mã số 4 thì chốt nhanh của em ấy ạ. Chị Đoàn Vũ ơi, mã số 1 em hết rồi. Mã số 1 hiện tại là em hết rồi chị nhá. Mã số 4 chốt của em ấy này. Ok chị Thạch Thảo em chốt nhá, chị Đoàn Vũ có này. Ok chị Hoa Lục Bình có nhá. Mã số 4 kèm số điện thoại em ấy ạ. Của chị Vũ Dương có này, của chị Ngọc Nhung Bùi có ạ, của chị Liên Ngô có nhá. Chốt của em mã số 4 chị nhá. Mã số 4 kèm số điện thoại em này, của chị Thạch Thảo có nhá. Ok chị Hà Đức có ạ, của chị Hoa Lục Bình có này, chị Trần Vân mã số 1 em không có đâu nhá. Mã số 4 của chị Hoàng Hải Uyên có ạ. Ok của chị Nguyễn Thanh nhá. Cho em mã số 4 kèm số điện thoại nào chốt đúng đủ trên tay em sẽ dừng luôn. Chị Minh Nguyễn có ạ. Đúng 70 con nhá, của chị Bùi Thị Tố Loan có ạ. Ok của chị Lệ Quyết có nhá. Mã số 4 kèm số điện thoại em ấy, chị Cẩm Tú Đoàn có này. Mã số 4 kèm số điện thoại em nhá, chị Nguyễn Quỳnh có nhá. Chia sẻ like cho em với ạ. Có hai dây đá không? Hiện tại hai dây đá bên em đang cháy hàng, mai mới có chị nhá. Chị Thắng Nguyễn một con mã số 3. Ok chị có này. Quần bao nhiêu kg mặc vừa? 65 đổ xuống các chị mặc vừa rồi. Chị Thu Lưu có mã số 4 nhá, chị Hạnh Nguyễn có này, chị Trang Trần có này. Chị Mạnh Cường mà lấy về bán không lấy hàng này rất là tiếc. Chị Đào Hương có, chị Nguyễn Lan có nhá. Mã số 4 của em với ạ. Bùi Lê Mến có mã số 4 nhá. Áo beo đi chơi em một tí sẽ bán áo beo luôn bây giờ. Lại rẻ vậy, like rẻ vậy. Chị ơi hôm nay là chiên các chị thôi chứ không có giá này đâu. Của chị Hằng Nga có nhá, chị Thành Quyên có nhá. Được kiểm tra hàng trước thanh toán, còn không sao nhà em bảo hết. Chị ơi tối nay nó mới về, chị Cánh Nguyễn nhá. Để lại luôn cho em số điện thoại, còn chần chừ gì nữa. Chị Nguyễn Khánh có này, chị Phùng Trâm có này, chị Hà Sang có, chị Trần Thúy kia. Mã số 2 là quần ok của chị Lệ Quyết có, chị Hoa Nguyễn có nhá. Để lại cho em mã số 4 áo đi.
Nếu như hôm trước chị hỏi em không có hàng, đúng, bởi vì nhà em cháy hàng này. Như tối nay nó mới về chị nhá, của chị Hoàng Hải Uyên có này, chị Bích Ngọc có này. À, mã này đang bán là 135.000 cho chị nhá, trẻ thời trang hai cái số 4 nữa. Rồi ok. À cái số 2 số 4 của chị Bích Ngọc có nhá, của chị Bùi Lê Mến có này. Chị bao nhiêu vậy? Cái này Viettel người ta họ tính cũng không đắt đâu các chị nhá. Chị nào thích đi nhanh thì báo cho em là đi nhanh, thích đi chậm báo cho em đi chậm nhá. Chị Hoàng Phương Thảo có này. Ok của chị Vũ Dương có nhá. Cho chị áo công có không, của chị Hoàng Long Bùi cứ để lại cho em mã số 3 là các chị có nhá. Của chị Bảo Thi hai cái như này, chị nào chốt thì chốt luôn cho em với ạ. Quần 3D tí nữa em sẽ bán luôn bây giờ cho các chị nhá. Rồi ok. Áo bông hoa của chị Minh Quân cho em số điện thoại nhá. Chị Linh Trang bông hoa trên canh đúng không? Chị Linh Trang có nhá, chị Hàng Khoan có này. Áo cộc em vừa mặc còn không? Chị ơi em hết rồi chị Văn Thể nhá. Chị Hoàng Thị Hương có nhá, chị Hoàng Phương Thảo có này. Mã số 4 chất vải gì, tất cả của nó đều là gen chị nhá. Đây của nó là gen hai lớp. Đó, chị Nguyên Thơm có ạ, chị Trường Trường có này. 43 kg có vừa, chị Mai Hoàng để lại cho em số điện thoại, chị Đặng Thị Hiền có nhá, của chị Tuấn Nguyễn Thị có mã số 4. Chị nào lấy mã số 4 chốt cho em với ạ. Em lấy ba cái là rồi mà không lấy gửi, chị Hồng Nhung để lại cho em số điện thoại này, Thương Nguyễn có này, chị Thành Nguyễn có này. À, chị Đặng Thị Bích có nhá. Mã số 4 của em với ạ, chị Tư Phạm hai cái nữa này. Ok chị nhá. Hàng này em không có hàng mà. Nếu mà có thì em đã chốt cho các chị tự do, không phải quăng này rồi. Không có, chốt đến đâu là hết đến đó rồi. Ok, chị Thị Hoài Thanh có nhá. À, chị nói gì vậy, chị Vũ Thị Phú ơi, nói gì ấy nhở? Chị không hiểu em nói gì à, em đang bán hàng mà. Chị Lê Hải, chị Hoàng Thân. Đôi khi em tập trung vào bán hàng các chị đọc comment quá em không nhìn hết được, các chị thông cảm cho em, hỏi lại em sẽ trả lời các chị ngay. Chị Nguyễn Khánh có mã số 4, chị Nguyễn Thị Thắm có mã số 4 nữa ạ. Có màu vàng, không có màu gì đâu, chỉ có màu đen thôi. Riêng áo này của nó màu đen là đẹp này. Chị Đinh Thị Vinh cho em số điện thoại nhá. Đó các chị thấy đẹp không? Con áo này của nó rất là xinh. Đặc biệt cái chỉ này của nó không phải là đá không. Chị Hoàng Dương có nhá, Đinh Thị Vinh cho em số điện thoại. Bây giờ mình nhìn cho chị thời trang trẻ nhá, của chị Lan Nguyễn có ạ. Chị nào chốt thì chốt luôn cho em. Bao nhiêu cân mặc vừa? 65 kg của chúng các chị mặc vừa. Chị nào nhận được áo này rồi vi bách luôn cho em một câu, đẹp hay không đẹp chỉ cần thế thôi. Hàng ngang một con nữa này. Ok chị Đặng Thị Hiền có nhá, chốt em với ạ. Ở live khác họ bán 105 nhưng em sợ hàng nhái. Chị Hoàng Minh Hoàng ơi, em là chân thành với các chị một câu như thế này này. Em bán hàng, tất cả các mặt hàng của em so với live khác đều rẻ hơn. Còn nếu các chị cảm thấy ở đâu rẻ hơn nữa mà mắc hàng của nó y như hàng của em bán, các chị cứ mua bình thường. Nhưng các chị lưu ý là các chị có được kiểm tra hàng trên thanh toán hay không. Hộ em với nhá, chị Thu Lưu có, chị Thanh Xuân có này. Còn em bán hàng khẳng định không bao giờ lãi quá 15.000, 20.000 một con áo của các chị. Em chặn số lượng thôi. Mỗi một ngày em bán khoảng 2.000 con áo. 2.000 con áo, các chị cứ tưởng tượng xem mỗi một con áo em chỉ được 10 đến 15.000 em đã được bao nhiêu tiền rồi. Cho nên em không cần phải bán đắt làm gì. Thu Lưu có nhá, của chị Hoàng Doanh có này, của chị Thanh Nguyễn có này. Em lấy xỉ còn bán rẻ hơn ở dưới Hà Nội các chị đi lấy hàng cơ. Như Quỳnh có ạ, chị Thanh Xuân có nhá, chị nào lấy chốt cho em mã số 4 nhá, của chị Nguyễn Tâm có ạ. Mã số 4 kèm số điện thoại em. Tất cả toàn bộ tay này của nó tay gen. Nhìn em nhá. Tất cả tay này của nó là tay gen này. Đó, được thêu trực tiếp chứ không phải là áo dán hay áo đính tạm gì cả. Đinh Thị Vinh có nhá. 135.000 chị nhá. Chị Nguyễn Sinh có này, xem số điện thoại. Chị Nhật Phai có nhá. Tình Nhật Phai có ạ. Mét rưỡi 55 kg có vừa, chị Phương Nguyễn nhá. Đinh Thị Vinh có này, chị Đanh Chu có ạ. Cho em với nhá. Hết rồi đấy, không có đâu, chỉ còn tầng này thôi. Đanh Chu có này, thời trang có nhá. Hàng đã nhận rất đẹp. Đấy, chị Nguyên nhận được hàng này rồi đúng không? Áo đẹp lắm. Đấy, tự các chị nghe Vivac thôi. Con áo này mà không đẹp em không bao giờ bán lần thứ hai cho các chị đâu. Đó, nó quá đẹp, nó quá xuất sắc luôn mà giá của nó lại quá là yêu thương. Chị Như Quỳnh có ạ, chị nào lấy hết chút luôn em nhé. Cảm ơn chị Bùi Tú Loan nhé. Bùi Tú Loan nhé. Ok, chị Hồng Phụng có nhé, chị Hà Nguyễn có, chị Nguyễn Phượng có này, của chị Hoành Doanh có ạ. Chị nào lấy chốt nốt cho em mã số 4. Tất cả mã số 4 em còn tờ này con. Mã số 4 em còn tờ này con nhé. Ok, của chị Nguyễn Thị Bích có mã số 4 nữa này. Chị nào chốt mã số 4 thì chốt luôn cho em mã số 4 kèm với điện thoại, cho em áo beo, cho em áo này nhé. Em nó lệch vai này. Đó, sau đó là sẽ bán sang áo beo. Nhà Hương bán rẻ nhất, đúng rồi chị Nguyễn Ngàn ơi. Bây giờ thị trường của nó rất là rộng, rất là lớn, khách hàng rất là thông thái, các chị có thể thông qua like này và like khác mà. Chị Sinh có này, chị Thuần Trần có nhá, chị Phương Nguyễn có này, chị Hoàng Hương có ạ. Chị nào lấy mã số 4 để lại cho em số điện thoại, chị Anh Hy có nhá. Chị nào lấy cho nhanh em với ạ. Chị Bích một chiếc em chốt cho chị rồi ạ. 48 kg đúng bằng cân em chị nhá. Chị Phương Nguyễn có mã số 4 nữa này. Ok của chị Saka Thắm đúng không ạ? Chị có mã số 4 nhá. Chị nào chốt mã số 4 chốt luôn em với ạ. Áo đang mặc bán với giá của nó là 135.000, 135 áp dụng chia sẻ livestream. Một cái 67 kg không vừa, chị Đinh Thị Lam ơi không vừa đâu. Vừa em sẽ gửi cho các chị ngay. 3D chờ em một tí chị nhá. 3D rất là đẹp. Đó các chị mà xem live hôm qua của em, hôm nay em đang cháy hàng 3D. Hôm nay về được tuần này con, ngày mai sẽ về tiếp. Tổng cộng của nó 500 con, đợt này em gọi cả thể luôn. Chị nào lấy chốt luôn cho em với ạ. Ok của chị Phạm có này. Ok của chị Nguyễn Lê có nhá. Hết hàng các chị nhá. Em hết hàng rồi nhá. Đó là mã số 4. Sang cái mã nữa là mã số 5. Chiên tất cả cho các chị với giá của nó là 170.000. Hàng này của nó là hàng thu lạnh Quảng Châu. Em còn 50 con. Còn đúng 50 con bán cho các chị này. Hàng này của nó là hàng lịch vai các chị nhá. Đây ạ, bán toàn bộ. Tất cả đây của em nó là hàng Quảng Châu loại 1. Đây nhá, tang mác của nó đầy đủ. Các chị nhìn em nhá.
Em bán, em nói chân này các chị này. Em nhập vào là 187.000. Các chị nhìn em nhé. Nhập vào là 187. Bây giờ em xả toàn bộ cho các chị với giá của nó là 170.000. Không còn lãi. Lỗ vào của nó là mất mười mấy nghìn rồi. Mười mấy nghìn rồi. 17.000 đúng không? Lỗ vào mất 17.000 rồi. Nhưng con áo này rất là đẹp. Để đến sang năm thì nó cũng hơi phí. Em sẽ bán luôn cho các chị với giá của nó là tri ân 170.000. Em mặc luôn bây giờ các chị nhá. Vai các chị có thể tùy chỉnh. Có nhìn thấy các chị đấy ạ, cứ để lại cho em số điện thoại nhá. Comment một lần em không đọc, các chị comment cho em lần thứ hai, lần thứ ba. Đây là con áo số 5 của em ấy nhá. Chuẩn bị luôn em quần áo trinh canh số 6 nhá. Đây là con áo số 5 của em này. Đây là con áo số 5. Chị nào lấy cho nhanh tay cho em này. Số 5 này em có rất là ít thôi, có đúng 50 con. Bởi vì nó sót ra một cặp, chị nào lấy thì chốt luôn cho em nhé. Họ là bán hai vai. Chị nào lấy chốt nhanh cho em này. Đây là mã số 5 của em đấy ạ. Mã số 5 với giá của nó bao nhiêu ạ? 170.000 cho các chị nhé. Chốt nhanh tay cho em mã số 5 kèm cho điện thoại. Lưu ý là chia sẻ like cho em nhé. Quần em đang bán giá của nó là 135. Đây là áo cào thoải mái. Các chị có thể cào thoải mái nhé. Đá này của nó là hàng Quảng Châu loại 1. Cho em mã số 5. À, Nguyễn Hà áo này không, áo này của nó rất là xinh, em có xỉ nhá. Rồi ok, của chị Nguyễn Hồng có này. Chị nào lấy cho luôn cho em ấy ạ. Chị này thì các chị comment qua Zalo hoặc là qua Messenger của em ấy nhá. Quần đang mặc em có bán, nó là mã số 2 chị nhá. Mã số 2 đang bán là 135.000. Chị Hoa Lục Bình cho em số điện thoại này. 70kg đổ xuống là các chị mặc vừa nhá. Lưu ý hộ em, đá này các chị cào thoải mái. Tay của nó đây ạ, chị Phạm chị My ơi. Bây giờ em mới nhìn thấy chị nhá. Cho hàng lên rồi em này. Rồi ok, của chị Hà Sang có này, chị Mai có này. Xỉ này thì các chị cứ nhặt trên like của em, sau đó gọi em xin chào gà tây nhé. Hoa Lục Bình có này, chị Lê Hải có nhá. Mã số 5 kèm số điện thoại em nhé. Lưu ý chia sẻ like cho em. Xin chào chị Ngọc Anh Hòa nhá. Ngọc Anh Hà. Xin chào gà tây nhá. Em lấy thêm một áo nữa. Ok của chị Thời Trang Trẻ, thêm một con nữa cho em số điện thoại nhá. Lê Hải có này, hai quần của chị Nguyên Minh cho em số điện thoại nhá. Tư ơi, cởi bộ đôi dép đi. Ok, chị Út Mai có nhá. Chị Bùi Thị Tố Loan có này. Bùi Tố Loan có, chị Thiên Biết có này. Bây giờ nhìn Thiên Biết nhá, chị Hướng Dương có ạ. Cho em mã số 5, chị cao 1m50. Chị có mặc vừa nhá, chị Hoa Lục Bình có này. 1m50 của chị có mặc vừa, chị Thúy Phương nhá. Các chị mặc vừa thoải mái, 70kg của chúng các chị mặc vừa rồi. Chị nào lấy chốt nhanh cho em mã số 5 này. Đơn em mặc áo 179 mà ship tới. À chị Huỳnh Thủy ơi, thế à, có một áo 179.000 mà ship tới 59.000. Chị Huỳnh Thủy cho em số điện thoại nhé. Đơn của chị bị nhầm rồi. Chị Vivon cho em số điện thoại. Chị Khánh Nguyễn ơi, 46kg có mặc vừa chị nhé. Của chị Hương Dương có mã số 5. Chị nào lấy mã số 5 chốt em đấy ạ. Chị Hương ơi, hỏi mãi không trả lời. Bây giờ em mới nhìn thấy chị đây. Các chị bị ẩn comment đấy. Lượng khách đang rất là đông. Các chị để ý hộ em đấy ạ. 170.000 nhé chị Anna Dương nhé. Anna Dương ơi, ok của chị Nguyễn Thị Nguyễn Bé Đậu Trang à, của chị có nhá, hai quần này. Mã 5 của chị Gấm Nguyễn có ạ. Lên áo cọc đi, chờ em tí nhá. Em đặt hàng một tuần rồi mà không thấy gọi. Chị ơi, cô gái phố núi này chính tay em là người ghi đơn cho chị đấy ạ. Mai kia em sẽ đốc đơn cho chị luôn. Chị Hồng có này, chị Hướng Dương có nhá. Thời Trang Trẻ có ạ. Chị nào lấy trước nhanh cho em, sau đó là sẽ sang áo cọc cho các chị ngay bây giờ. Mã này em chỉ có tuần này con thôi. Đây là mã số 5 của chị Thúy Hồng có đơn nhá. Chốt cho các chị rồi ạ. Mã số 5 kèm số điện thoại em. Rồi cảm ơn chị Băng Độ nhá. Của chị Hà Bùi có này. Hà Bùi có mã số 5 này. Chị nào lấy mã số 5 chốt luôn cho em nhá. Mã số 5 áp dụng chia sẻ livestream ở chế độ công khai. Áo đang mặc có mặc vừa 65kg 1m62 có mặc vừa nhá. Chị Trần Hòa có này. Chất vải của nó tức là nó là hàng co giãn 4 chiều. Chị nửa vầng trăng có nhá. Co giãn 4 chiều mặc cực kỳ là đẹp. 1m54 có mặc vừa chị Đông Hoài nhá. 65kg. Cho em sửa điện thoại cho chị nhá. Hôm qua chị đặt áo lông vũ mà chưa bên em điện thoại chốt hàng. Thúy Quỳnh ơi, để lại cho em số điện thoại đi. Áo phao lông vũ bởi vì các chị đang bị ẩn comment rất là nhiều. Đơn hàng các chị có hiện lên đây nhưng lại không đổ trên máy tính của em. Đinh Thị Vinh cho em số điện thoại nhá. Chị Nguyên Tâm có này. Chị nào lấy chốt luôn cho em ạ. Em hay like vào 8 giờ. Đúng nhà em 8 giờ cho đến 8 giờ 15 sẽ bán hàng. Riêng nhà em thì không bao giờ bán hàng thời gian lộn xộn. Đó, bán hàng đúng giờ đúng giấc luôn chứ không bán like lộn xộn các chị nhá. Và sẽ lúc nào mà bất chợt mà thông báo mà cái giờ lệch thì em sẽ thông báo với chị sau. Đó, chị nào là chốt rồi em ạ. Chị nhận áo lên cánh rơi rồi, rất là đẹp rồi, cảm ơn các chị nhá. Em thấy các chị đang nhắn tin Messenger nhưng mà còn chưa có thời gian đọc hết cơ. Không nhìn thấy chị sao, bây giờ mới nhìn thấy chị Vương Dung này, cho em số điện thoại của Thúy Quỳnh này. Rồi ok, Thúy Quỳnh mai em kiểm tra chị nhá, hoặc là chị sẽ điện lại cho bên em. Sao tại sao lúc đó chị nhận hàng chị không điện lại luôn cho bên em xử lý luôn cho chị? Không phải chị ship cao như thế đâu, chắc là có nhầm lẫn gì thôi. Em hôm nay nhân viên có gửi áo ba lỗ cho chị không? Chị Nguyễn Thị Trinh ơi, bên em mà đã chốt hàng cho chị là sẽ gửi cho chị nhá. Đã chốt hàng là đã gửi mà không gọi điện cho chị, không có địa chỉ thì không chốt được. Ok, của chị Đông Hoài có này. Chị nào chốt luôn cho em ấy ạ. Mã số 5 kèm số điện thoại. Mã số 5 kèm số điện thoại em nhá. Lưu ý là chia sẻ like cho em để tất cả các chị có đơn hàng.
sau đó sẽ bán sang cái mã cọc ở trên kênh. Em xem là mã cọc trên kênh nó là bao nhiêu tiền. Chị cho em mượn điện thoại đèn em đâu nhỉ? Đây để em chốt luôn cho các chị nhá. Chốt luôn cho các chị cái con nào em. Chốt luôn cho các chị con áo trên kênh này. Rồi đây là mã số 5. Sao mà không thấy bưu điện gọi cho chị Huy Nguyễn ơi. Thế thì chị phải gọi lại cho em với ạ. Đương nhiên là có size rồi chị Trang Bon nhá. Đương nhiên cái hàng này em có size. Sang con áo cộng này, chị lấy áo veo với em. Áo cộng này nhá. Con áo này thì rất là đẹp. Riêng dòng này bán cho các chị là bao nhiêu tiền đây để em xem nào. Hôm nay nó về giá là bao nhiêu? Áo veo này. Áo Ali mai về hàng đấy. Chia sẻ like cho em nhá. Con áo hoa này hôm nay sẽ bán cho các chị với giá của nó là 165.000. 165.000 cho các chị con áo hoa này nhá. 165. Comment cho em đây là mã số 6. Mã số 6 của em với ạ. Hàng này có size có số cho các chị từ 70 65 kg của xuống các chị mặc vừa. Con áo cộng này đẹp này. Yeah. Hôm trước cháy hàng đúng không? Cháy à. Không còn một con nào này. 165.000 cho các chị nhá. Đây của em nó là mã số 6. Mã số 6 của em nhá. Chị nào lấy mã số 6 chốt nhanh tay cho em này. Mã số 6 kèm số điện thoại 65 kg đổ xuống là các chị mặc vừa. 65 kg đổ xuống là các chị mặc vừa con áo này rồi nhá. Đây là mã số 6 của em với ạ. Quần tất 3D chờ em một tí. Ok chị Nguyễn Xuân nhá. Và xem like muộn. Lập lên ơi, thế à, thế đi qua mấy mã rồi, mã nào của nó cũng đẹp. Chị nhận được quần áo rồi, đẹp lắm, cảm ơn chị Thanh Thảo nhá. Quần tất 6S chờ em một tí nhá. Áo cộc cổ đằng sau, áo cộc cổ đằng sau à? Áo cộc này đúng không ạ? Chị bình tháo ra cho em nhá, hết rồi. Em hết hàng rồi chị nhá, em hết hàng rồi các chị. Mà không thấy, chị Ngọc Diệp ơi, đã có người chốt đơn hàng cho chị chưa? Đã có người chốt đơn hàng chị chưa? Gửi hàng cho chị lại chị Ngọc Dầu, bên em có người chốt đơn là đã gửi cho chị rồi chị nhá. Đó, bây giờ em sẽ bán con này là mã số 6. Chị mang lên cho em đấy ạ, có bao nhiêu con chị? 26 này gần hết rồi đúng không? Mã số 6 của em này. Ok, mã 6 của em nhé. Quần mèo chờ em tí nhé. Chị Thanh Phượng có này, của chị Nguyễn Kim Thúy có này. Áo cộc hai vai chờ em tí nhé. Áo cộc hai vai tí nhé. Sẽ bán toàn bộ các chị với giá rẻ luôn. Lấy cho chị một quần da dài. Ok, chị Nguyễn My nhé. Các chị đặt hàng rồi thấy hàng đẹp, các chị đặt lại đúng không? Đúng rồi, chất thì nó rất là yên tâm. Quần bán áo giữ nhiệt đi chờ em một tí nhé. Chị nào lấy chốt luôn cho em với áo cộc tay, áo ren dài tay đi chờ em một tí. Tí em sẽ bán luôn bây giờ. Chị nào lấy mã số 6 chốt luôn cho em nhé. Áo này của nó rất là đẹp. Số 6 kèm với điện thoại em đây này. Để em nhìn thấy 4-5 chị ở trên chốt con áo này rồi. Con áo này hôm trước em còn đang cháy hàng cơ. Hôm nay không có ba lỗ đâu chị nhá. Tất cả hàng này của nó rất là đẹp, rất là sang, co giãn 4 chiều. Của chị Hồng Phạm có này. Không phải đâu các chị ơi, thực ra là những con áo này của nó đẹp thôi. Hôm nay màn hình làm sao em thấy cứ mờ mờ ấy nhỉ. Chị Phạm Minh Lành có này, chị nào chốt cho em mã số 6 nhá. Cái cổ sau chị chị bé Linh ơi, cái cổ sau em là cái cổ nào nhỉ? Em hết rồi. Con áo này chị nào lấy chốt luôn cho em đấy ạ. Chị Hộp Thư có nhá, tất cả cái phần này của nó đều được chốt bằng tay. Đều được kết hợp bằng tay nhá. Mã số 6 của em đấy ạ, của chị Hoàng Hoài Uyên có ạ. Không phải đâu, con áo này của nó đẹp mà. Em bán cái dòng này của nó thì nhìn chung là 100% các chị ủng hộ rất là nhiều. Chỉ trừ những chị mà không lấy hàng của em, không xem hàng, không nhìn thì nó không biết là cái gì thôi. Thế còn con áo này này, tất cả phần này của nó đá nhá. Chị Hộp Thư cho em số điện thoại chị nhá. Quần em đang mặc còn chị nhá, nó là mã số 2. Chị Minh Quân hỏi áo này ban nãy đúng không ạ? Chất này của nó toàn bộ là chất co giãn 4 chiều thoải mái. Chị Hoàng Hải Yên có nhá. Chị nào lấy chốt cho em mã số 6 kèm số điện thoại nhá. Số 6 kèm số điện thoại. Áo cộc mà xem muộn hết rồi. Ban nãy có mã áo cộc đẹp lắm nhưng mà hết rồi. Cái mã này cũng đẹp này. Hôm trước chị nào mua được áo này rồi thì hôm nay các chị vi bác cho em một câu xem nó có đẹp hay không. Bởi vì con áo này em bán một lần rồi. Riêng hàng nhà em đẹp em mới bán lại lần thứ hai. Không đẹp không bao giờ bán. Và hàng này quay lại của nó hơi muộn so với quy định. Đó, em chỉ có màu này là màu đen thôi chị nhá. Chị Hộp Thư có này. Đó, chỉ có màu này thôi. Chị Lan Mi có nhá. Chị nào chốt luôn cho em mã số 6 thì chốt này. Tất cả bông hoa này của nó. Ok, của chị Mai Hoàng 6S quần đúng không ạ? Chị Minh Quân có áo nữa ạ. Cho em mã số 6. Chị Nguyễn Hồng có, Nguyễn Hồng có nhá. Mã số 6 của em này không có nhiều đâu. Chị Nguyễn Hồng có này, chị Vàng Bò có nhá. Tất cả đây là bao bì tem mác của nó. Hàng này của nó là hàng Quảng Châu loại 1 các chị nhá. Tất cả đây là hàng Quảng Châu loại 1. Bao bì tem mác thì em bóc thử cho các chị xem trực tiếp một con áo luôn. Chị Vàng Bò có này. Đó, nhìn em nhá. Chất thì các chị không cần phải chê. Đây là hàng tao mác của nó, hàng Quảng Châu. Có size có số cho các chị nhìn nhá. Áo này đẹp lắm chị ơi, chị Tư Nguyễn mua rồi đúng không? Rồi ok, Tư Nguyễn mua rồi này. Có quần tất không? Em có quần tất tí nên em sẽ bán luôn cho các chị bây giờ nhá. Đó, tất cả những cái bông hoa này của nó được kết trực tiếp vào. Được kết trực tiếp vào này. Nhìn em này, rất là sang và rất là đẹp.
Thảo Nguyễn Thị, hôm trước em chốt 3 áo cộc chưa thấy gọi chốt, chị Vàng Bò ơi để lại cho em số điện thoại, mai bổ sung luôn cho em nhé. 165.000 cho các chị con áo này, 165, quần tất không em, em có chứ chị Lê Hảo, quần tất tí em sẽ bán, bây giờ có cả 3D, có cả quần trơn, có quần mặc màu đen không? Có quần em đang mặc màu đen, ốp, quần em đang mặc là màu đen mà chị, quần em đang mặc là màu đen chứ không phải màu gì đâu. Đấy, chị nào lấy áo này, đúng rồi, chị Lưu Huế là mua lần trước đúng không? Con áo này hôm trước còn cháy hàng. Có áo jean đính đá không? Áo jean đính đá em không có, đợt này hơi lạnh cho nên là em chưa bán áo jean đâu. Hương ơi, hôm nay chị vào muộn quá không xem được. Về à, chị Thu Thoan Nguyễn, rồi ok, tí nữa em sẽ cho các chị xem lại những cái mã mà ban nãy em bán nhá. Thì em cho chị xem ngay, ok, chị Nguyễn Hải Yến có nhá. Chị nào chốt thì chốt cho em mã số 6 kèm số điện thoại. Đây là quần mã số 2. Đây là quần mã số 2 này, 65kg đổ xuống các chị mặc vừa. Chị nào lấy quần này chốt nhanh của em. Sau đó sang một mã áo cộc bán cho các chị với giá là 135.000 nhá. Bán áo bao nhiêu vậy? Một áo này đang bán với giá của nó là 165.000. Hương ơi đứng dậy chị nhìn xem, em vừa đứng xong. Chị Đông Hoài ơi, áo cộc chị có vừa không? Riêng con áo này thì 65kg đổ xuống các chị mặc vừa. 65kg đổ xuống là tất cả các chị mặc vừa con áo này rồi nhá. Đó, đây là dáng áo của nó và đây là dáng quần. Quần bán là 135 và áo này bán là 165.000. Tất cả gen này của nó, gen tay là gen dai. Hàng vải của nó chất co giãn 4 chiều các chị nhá. Chất thì các chị yên tâm. Bên em không bao giờ bán hàng nhái, không bao giờ bán hàng linh tinh. Ok, Tuyết Trần có này, của chị Vàng Bò có nhá. Mờ quá, em thấy bình thường mà, chắc em đứng lên nó hơi mờ thôi. Chị nào lấy chút luôn cho em nhá. Mã 6 kèm số điện thoại, ok, của chị Anh Ngọc 3 chiếc nữa nhá. Mã 6 của chị Hoàng, Hoàng có này. 6 cái của chị Thanh Nguyễn cho em số điện thoại nhá. Cho em số điện thoại chị nhá. Các chị có thể dùng mua chung, em sẽ bớt cho các chị một tí này. Đó, của chị là 6 cái. Chị Thanh Nguyễn cho em số điện thoại nhá. Cho em mã số 6 kèm số điện thoại của em đấy ạ. Đó, chia sẻ like cho em ở chế độ công khai. Bây giờ sẽ bán cho các chị sang cái mã quần tất 3D. Quần tất, à không, quần tất hộp này 6S. Quần tất 6S này, ok, chị Đông Hoài có nhá. 56kg, chị Hồng Đậm có mặc vừa cho em từ điện thoại chị nhá. Tất cả hàng này các chị đều mặc vừa. 65kg đổ xuống là em bao vừa các chị rồi. Nếu mà không vừa thì em không lấy tiền của các chị, bởi vì các chị được kiểm tra hàng thanh toán mà. Ok, của chị Hoàng Kim nhá. Chị nào lấy mã 6 thì chốt cho em mã 6 kèm số điện thoại. Hàng Quảng Châu các chị nhá. Đây, tất cả của nó là hàng Quảng Châu loại 1 đấy ạ. Đó, đây chốt cho em nhá. Mã 6 kèm số điện thoại. Bán cho chị, ok, của chị Hoa Hoàng một con nữa ạ. Chị Hồng Đậm cho em số điện thoại nhá. Chị Đồng Kim Chi một con nữa này. Quần nhà Hương chất rất ok, cảm ơn chị Thu Hiền nhá. Quần nhà em thì các chị không cần phải chê một câu nào cả. Gửi hàng nhanh hay chậm, chị ơi em có cả gửi nhanh gửi chậm tùy theo các chị yêu cầu nhá. Chị Lê Hồng Hà có ạ. Chị nào đấy thì chốt cho em nhá. Chị Thanh Thanh Nguyễn có này. Rồi ok, chị Bình Minh Nguyễn có mã số 6 nhá. Thanh Thanh Nguyễn có nhá, Bình Minh Nguyễn có nhá. Quần công sở, chị ơi em có áo này thôi. 150 chị Thanh Thanh Nguyễn ơi. Cái này thì mai chị lấy xỉ bên em sẽ tính, tức là lấy thứ 5 con đổ lên là em đã tính cho các chị giá xỉ rồi. Cho nên các chị cứ yên tâm, giá xỉ của một con áo là 5 chiếc đấy ạ. Chị Hoàng Kim có nhá. Chị nào đấy chốt luôn cho em mã số 6, quần tất 68kg không vừa đâu, 65kg đổ xuống mà vừa thôi. Đối với con quần tất này, bây giờ mà tự nhiên lại bán quần tất như thế này thì em lại hơi gọi là dở dang nhỉ. Đó, bây giờ sẽ bán cho các chị con quần tất này với giá của chị mang em cái quần đùi nhung. Bán cho các chị con, bây giờ em sẽ mặc thử các chị nhá. Trước khi bán thì em sẽ giới thiệu lại với các chị này. Ok, của chị Nguyễn Bích Thảo có nhá, của chị Huệ Lưu có áo nữa này. Rồi ok, của chị Thanh Thanh có nhá. Chị nào lấy chốt cho em mấy ạ? Ba chị ba áo nữa này. Chị Huệ Lưu có nhá. Cái con quần này thì nó là quần một gân tất. Đó, các chị mặc mấy váy, mặc mấy áo dạ dài, mặc với tất cả các thứ nó đều đẹp bởi vì nó không thiết kế hai mông. Mà riêng cái dòng này của nó rất là ít, không có hàng. Và đây là hàng Quảng Châu loại 1, em bán nó chỉ là 135.000, không ai bán với giá này luôn. Đồng Thị Kim Chi có nhá, chị Thanh Nguyễn có này. Đồng Kim Chi có này, chị Thanh Nguyễn có ạ. Ok, anh Kim mình gửi lại một áo bên bạn. Chị ơi nhận được bên em sẽ gọi điện cho chị ngay. Nhìn em nhá. Con quần này bây giờ em sẽ mặc trực tiếp lên cho các chị xem. Và em bán cho các chị với giá của nó là 135.000, không xù, không bay, không nhão, không hỏng, và em cào trực tiếp cho các chị xem nhá. Không xù, không bay, không nhão, không hỏng này. Chị Huệ Lưu có này. Áo canh đang mặc chị Đặng Hiền ơi, không biết là còn không. Của tớ gửi 5 ngày chưa nhận được, mai em sẽ kiểm tra đơn cho chị nhá. Áo đang bán với giá của nó là 165.000. Xin chào chị Thị Phúc Trần nhá. Đây ạ, nhìn em này. Bây giờ em sẽ mặc luôn lên cho các chị xem con quần tất 6S này. Các chị nào lấy quần 6S thì chốt luôn cho em. 65kg đổ xuống là các chị mặc vừa. Chị Nguyễn Thị Bích cho em số điện thoại chị nhá. Rồi ok, của chị Minh Tuyết Lê có này. Đó, bây giờ sẽ mặc quần tất cho các chị nhìn trực tiếp luôn. Quần tất này đẹp này kìa. Quần tất này bên trong có lông các chị nhá. Tí là nhớ về tí chị này nhớ dặn chị cầm một cái quần này về với một cái áo về cho chị Ngọc ấy. Yeah. Để sáng mai về tối chị đi. Chị chỉ bố mẹ phải không? Gọi tối qua rồi. Yeah. Lấy về. Đấy, gọi điện chứ. Vậy em có đi làm đâu? Tớ biết mày đi đâu? Em đi ăn cỗ. Thế sao không hỏi chị là đặt luôn đi xong rồi Di Di nó mang xuống cho. Anh Cường sáng là anh chả đi. Thế sao không mang đi luôn? Thế thì tối hôm qua tôi có lên làm đâu. Nó phải cầm. Lấy về thì nó quên.
Đây nhá, em bán luôn cả áo beo nhá. Áo beo là 190.000 cho các chị này. Quần tất 6S thì với giá là 135.000 này. Em sẽ mặc trực tiếp cho các chị xem luôn. Chốt luôn của em nhá. Con áo này rất là đẹp. Con áo này rất là nhiều người đang mong ngóng này. Số lượng về rất là ít. Hàng của em sáng mai báo mới cập bến mà. Bây giờ em bán như này em cũng hơi liều. Chỉ sợ là sợ là mai nó không về kịp. Mai không về kịp lại. Đây nhá, em bán cho các chị nhá. Rất là đẹp luôn. Phải nhanh tay lên nếu không là không có hàng. Quần của em là quần 6S. Các chị comment cho em 6S kèm số điện thoại này. Đối với cái áo beo này là 190.000. Các chị comment cho em là áo mã số 7. Đẹp đấy. Giờ này lại tăng cân rồi đấy. Đây nhá, chị nào lấy thì chốt cho em với ạ. Quần tất rất là đẹp nhá. Quần tất này đẹp nhỉ. Ôi sao dạo này em béo thế. Mặc bộ quần áo cũng lâu. Các chị chờ em một tí nhá. Đó, chị nào lấy áo beo thì chốt cho em. Áo beo là mã số 7 này. Chờ em một tí nhá, 6S chị nào lấy chốt luôn cho em nhé. Bên trong có lông chị nhá. À, sao không đông đồng giá? Chị Mai Hoàng ơi, không gửi được cái chế độ đồng giá ấy. Đó, gửi chế độ đồng giá bây giờ em. Nếu không thì mai em sẽ gửi chế độ đồng giá em. Cái chế độ đồng giá đấy phải cộng tiền và tiền hàng cho các chị cơ. Đó, mà sợ các chị mua con áo này, các chị bảo là tao mua có 190.000 cộng thêm 30.000 nữa là vào 210.000, đến chị thu 210.000, các chị có nghe không? Em còn phải tham khảo khách đã. Rất là khó. Chị xem với em nào. Đây nhá, cả quần tất cho các chị nhá. Rách được ghê ấy. Đóng được bộ quần áo thì bỏ em cái ghế nhá. Thở không ra hơi. Đứng lên chị à. Đây ạ, à, chị nào lấy cho chị em nhá. Gửi áo cho mình chưa? Oanh ơi, áo này mai nó mới về đủ số nhá. Mai về đủ số sẽ gửi cho oanh nhá. Bây giờ ở nhà hiện tại còn toàn số to thôi. Bây giờ em đứng lên cho các chị xem nhá. À, Z này mà bán áo len đi, hữu số ơi, em bán áo len trái, mua áo len cả. Em nói thật, chị Thủy Thành nhà nghỉ áo mã số 6 này. Chị nào lấy quần 6S thì chốt cho em nhé. Quần 6S này của em nó là quần tất, các chị nhìn em nhé. Tất cả đây của nó là dòng tất. Đó, dòng này thì em cam kết với các chị này. Không xù, không bay, không nhão, không hỏng mà không gì cả. Em đang kết hợp quần này của nó là quần nhung. Các chị có thể mặc mấy váy, mặc mấy áo dạ, mặc mấy áo choàng và mặc mấy những cái gì các chị thích bỏ ra đây cho em nhé. Đó, tí nữa em sẽ mặc thử về áo da thân dài cho các chị xem. Chị nào chốt quần này thì chốt cho em này, 6S kèm số điện thoại 135.000. Cam kết với các chị đây của nó là hàng Quảng Châu loại 1. Tất cả thu hộp của nó đều là lớp lành các chị nhá. Và riêng dòng này, nếu như không phải là hàng xịn của nó thì hộp của nó không bao giờ có tag mác như thế này và không bao giờ có hình bóng như thế này các chị nhá. Chị nào lấy cho luôn cho em với ạ. 55kg có mặc vừa chị nhá. Gửi thêm ok ok. Đấy, chị nào lấy cho luôn cho em này. Đó, em đang mặc nguyên sim một bộ của nó. Đây là quần tất 6S. Đây của nó là áo beo mã số 7. Chị nào lấy chốt nhanh cho em với nhá. Chị nào lấy quần nhung thì comment cho em quần nhung kèm số điện thoại. Nhanh tay chốt hàng của em với này. Đó, đang đứng như thế này em rất là khó để trả lời cho các chị. Áo beo size L, áo beo em có đủ size đủ số. Quần nhung đang bán là 250 chị nhá. Quần đùi nhung có không? Em có, chị Bùi Tố Loan nhá. Cho mình áo bạn đang mặc ok chị Anh Lê. Áo đang mặc này đó là mã số 6, mã số 7. Con áo đang mặc này em không có hàng. Em có rất là ít thôi. Ngày mai báo hàng về chỉ được 70 con các chị nhá. Và độ co giãn của nó và cái chất của nó thì rất là đẹp. Cái hàng này chị thân yêu nào mà đã mua hàng Pali áo này của em rồi thì các chị feedback cho em một câu nó có đẹp hay không. Chị nào lấy chốt thì cứ chốt nhanh tay cho em thôi. 6S kèm số điện thoại này. Và cái áo này của em là mã số 7. Quần nhung kèm số điện thoại. Riêng dòng 6S này thì các chị có thể là cào thoải mái. Nhìn em nhé, cao thoải mái mà không sợ xù, không sợ bay, không sợ hỏng, không sợ nhão gì cả. Đặc biệt là các chị có thể quay máy giặt thoải mái của em. Chị nào lấy áo beo thì comment cho em áo là mã số 7. Quần đùi của em nó là 250, đó là quần đùi nhung. Và đối với quần tất thì em bán với giá là 135.000. Khẳng định trên thị trường không ai bán cho các chị giá này nhá. Nhìn của em ấy ạ, tất cả đây là hàng tag mác của nó. Em có ở đằng sau bao nhiêu một áo. Áo đang bán là 190.000. Không có like nào bán cho chị là 190.000 con áo beo em đang bán chị nhá. Và hàng của em là hàng Quảng Châu loại 1. Không có hàng nhái, em nó không có hàng nhái. Đây của nó hai lớp, beo của nó là beo mỏng dính luôn. Mặc rất là thích và hàng này của nó giữ nhiệt rất là tốt. Chị nào lấy thì chốt cho em mã số 7 đối với áo beo. Quần 6S và đối với quần nhung thì chốt cho em là quần nhung kèm số điện thoại em. Áo bao nhiêu đang bán là 190.000 chị nhá. 190.000 đối với áo này. Quần của nó là 250 và đối với quần tất thì em bán với giá của nó là 135.000. Chị nào lấy cho nhanh cho em này.
Đó, chị Bình phải để gần với em chút thôi chị, em không nhìn thấy gì cả. Không nhìn thấy các chị hỏi cái gì mà trả lời. Đây nhá, để ghế vào đây cho em. Rồi ok, áo mã số 7 của em nhá, áo beo mã số 7 nhá, 6S cho em số điện thoại chị nhá. Lấy cái gì để cho em số điện thoại cái đó. Rồi ok, áo beo của chị Phạm Oanh đây này. Đó, Phạm Oanh của chị là một quần 6S đúng không? Riêng quần này em cam kết các chị mặc 2 năm không xù, không bay, không nhã, không hỏng. Riêng dòng quần nhà em thì em bán quá là nhiều rồi. Đó, em bán hàng trên line này thì là 7-8 tháng thôi. Chị em bán hàng kinh nghiệm của em ở ngoài cửa hàng thì 9 năm rồi các chị nhá. Các chị có thể yên tâm khi em lựa chọn hàng để gửi cho các chị. Đó, tất cả đây là quần của nó này. Đó, rất là đẹp luôn. Mặc cái bộ này đẹp nhỉ. Các chị nhìn em nhé, mặc rất là tây. Và hiện tại thì em đang kết hợp đi với bốt. Đó, tại làm sao mà thay rất là lâu. Mã số 7 của người sắt có nhá. Rồi ok của chị nhá. Quần tất chị nào lấy chút luôn cho em với ạ. Rất là đẹp đúng không? Em dơ hẳn lên cho chị xem nhá. Co ăn 4 chiều thoải mái. Bình thường em rất hay không bao giờ dám dơ này, sợ nó hở. Nhưng riêng còn quần tất này không. Đặc biệt là cái gân của nó ấy, mình dùng rất là thích. Riêng đối với cái gân này nhá, các chị nhìn em đối với cái gân này, nó có một gân. Các chị mà mua tìm ngoài thị trường con quần một gân này rất là khó. Bao giờ quần tất cũng có hai gân như này. Khi mình mặc mình vô tình mình cúi một cái thì cái gân của nó sẽ nổi rõ lên váy. Và nếu như các chị không mặc mấy váy mà vô tình mình cúi, nó sẽ hở ra hai mông rõ ràng luôn. Đó, cho anh Hoài một áo beo. Rồi ok ok, nhìn thấy rồi. À, Trang Thu ok, Trang Thu nhá. Rồi ok của hộp thư hộp thư một của Nhung nữa này, áo beo mã số 7. Các chị đừng có dồn đơn hay không mà các chị phải để lại cho em số điện thoại kèm mã số. Áo beo là mã số 7, quần là quần 6S kèm số điện thoại em nhá. Ok của chị Nhung nữa này. À, cả bộ nhé. Ok của chị Bùi Thị Tố Loan, không thấy em được comment. Chị ơi cứ để lại cho em số điện thoại là các chị sẽ có đơn hàng. Nếu như hết ngày mai đến tầm được khoảng 5 giờ chiều các chị mà không thể bên em gọi điện thì có thể gọi trực tiếp cho bên em nhé các chị nhá. Bởi vì là có thể là các chị tương tác hoặc kém chưa bấm theo dõi Thu Hương Shop thì là đơn hàng các chị sẽ không đẩy trên máy tính của em. Ok 6S của chị Phan Oanh có này, cho mình quần tất chị Hoàng Hường ok chị nhá. 6S kèm số điện thoại cho em. Mã số 7 đối với áo beo kèm số điện thoại này. Tất cả những cái beo này của nó, ngực của nó là ngực đá, chị lấy cho em thêm một cái nữa. Đây của nó là ngực đá này. Cái đá này của nó ấy, nó đính chắc lắm, không bao giờ bay được. Các chị có thể quay máy giặt thoải mái đối với dòng áo này, nhìn em nhá. Rất là sang, rất là đẹp. Đó, tất cả đây là chất vải của nó, áo beo này. Dòng này thì bán lúc nào đắt hàng. À, có áo nhũ không? Em còn nhá chị Nguyễn Thị Chi nhá. Thấy mình không? Bây giờ có nhìn thấy chị Hương Lê này. Áo beo mã số 7 cho em số điện thoại chị nhá. Ok của chị Thanh Lê Lê có nhá. Còn áo nhũ không? Em còn đấy ạ. Một quần nhung của chị Hồ Thư em có nhìn thấy ạ. Có quần trắng không? Lại nói đến con quần tất màu trắng. Các chị mà mặc quần tất màu trắng ấy thì bên trên nó là mùa đông, bên dưới của nó lại là màu trắng, nó như mình mặc chân không. Trông nó rất là vô lý luôn. Đó, đã ấm thì phải ấm toàn thân mà đã lạnh là phải lạnh cả. Tại làm sao mà mùa hè người ta không mặc quần tất màu đen, bởi vì trông nó rất là buồn cười, màu đen nhìn nó nóng. Mà bây giờ đi mùa đông các chị đang mặc với những con áo đẹp như thế này, quần đẹp như thế này, đi bốt mà các chị lại mặc con quần trắng, trông nó như cởi chuồng luôn, không đẹp một tí nào luôn nhé các chị nhá. Đấy là cái kinh nghiệm bán hàng của em và con mắt thẩm mỹ của em, thì em khuyên chân thành các chị như thế. Đã mặc quần tất mình nên mặc màu đen, trừ khi trời bình thường. Trời bình thường của nó là vào mùa thu mình mặc quần 3D thì em không nói làm gì. Ok, à, cho chị một mã số 7 áo beo. Ok, chị Hoa Thủy Tiên có nhá. Quần nhung này bán rẻ và đẹp ngoài. Cho chị mua 350 đấy. Đúng rồi chị ơi, 350 là đắt rồi. Chị Nguyễn Thị Hiền có này. Ok, chị Phạm Thúy có áo beo nhá. Của chị Lê Hải có áo beo nhá. À, có áo da đi, chờ em một tí. Ok, chị Luân. Các chị bình tĩnh chờ em một tí nhá. Cho em xin cốc nước ấm ấy. Chị nào lấy chốt nhanh cho em nhá. Áo beo mã số 7 chị Nguyễn Hiền có nhá. Cho mình quần nhung ok của chị Hương Lê nữa này. Có quần bò nhũ không? Em có quần bò nhũ chốt ở ngoài em nhá. Áo vàng ở sau bao nhiêu? Áo vàng nào chị nhờ? Áo vàng ở đằng sau à? Áo vàng đằng sau túi nước xả toàn bộ cho các chị với giá của nó là 150.000 thì bán tất luôn. Ok anh Lê có này. À, bán quần tất chị Hương. Ô, chị Hà Minh Tuyến ơi đang bán quần tất đây. Đang bán quần tất cho chị này. Em đang mặc quần tất nhá. Các chị nhìn em, đây là quần tất. Tất cả cái ống này của nó rất là ôm. Bình thường như khi các chị mặc cái quần tất mà các chị mặc với bốt ấy thì ống của nó hay bị trùng đúng không ạ? Như riêng ống quần của em thì sẽ ôm sát so với các chị mặc, không bao giờ bị lộ và không bao giờ bị trùng. Các chị nhìn em nhé, đây là chân em hướng rất là nhỏ. Một con quần này các chị 65kg đổ xuống là các chị mặc vừa. Chị nào lấy thì chốt của em với ạ. Đây là quần tất 6S, đây là quần nhung và đây là áo mã số 7. Chốt nhanh tay của em với ạ. Ok, áo nhũ ok của chị Nguyễn Thị Chi nhá, của chị Hà Nguyễn mã số 7 này, của chị Mai Thanh nữa ạ. À, áo đang mặc nó là mã số 7 chị nhá. Mã số 7 của em với ạ. Tại làm sao mà các chị ở đây thì là 90% các chị là khách quen nhà em rồi. Các chị comment đều. Mặc dù là nhiều chị không cần hỏi giá, bởi vì các chị quá yên tâm về giá nhà em. Người ta bán nó các chị là 195.000, không có giá 195.000 luôn ý, 205.000. Đó, đấy là em khẳng định mà em bán nó chỉ 190.000. Tức là em ăn số lượng lãi của nó rất là ít, em bán số lượng nhiều và lượng khách bên em rất là đông. Ok, của chị Nguyễn Thu có nhé, của chị Phương Phạm có này. Chị nào lấy chốt luôn cho em nhé. Áo beo mã số 7 kèm cho điện thoại em này. Đó, em nhìn xem lượng chốt của các chị bao nhiêu rồi để em còn biết. Không có may lại không có hàng trả các chị thì chết. Quần tất bao nhiêu đấy? Quần tất đang bán với giá là 135.000 chị nhá. Và Nhân Minh có áo beo nữa này. Áo beo này mặc rất là sang. À, có quần lông cừu không? Có áo lông cừu không? Áo lông cừu hôm nay về chậm chưa có hàng rồi. Nhìn em nhá.
Đó, tất cả đây của em là quần 3D, quần 6S có cả dòng 3D, tí nữa em sẽ bán luôn bây giờ cho các chị. Nhìn em nhé, rất là đẹp, cao thoải mái, không xù, không bay, không hỏng, không nhão. Cam kết các chị mặc 2 năm nó mới xù, nếu mà xù em đền các chị luôn con quần khác. Quần nhung em đang bán với giá của nó là 250 chị nhá. Ok, chị Thúy Nguyên Võ có này, của chị Ngọc Mỹ có ạ, chị Bích Ngọc có áo beo này. Mã số 7 của em nhá. Cái iPhone em đâu chị nhỉ? Cái iPhone đâu nhỉ? Cái con điện thoại đen đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Chân chỗ nào? Dám lại vỡ màn hình thì đau đầu. Chị nào lấy chốt cho em với ạ. Xin chào chị Uyển Nhi nhá. Chị Hiền Hiền Nguyễn có mã số 7 này. Các chị cứ để lại cho em số điện thoại nhá. Để lại cho em số điện thoại mã số 7 kèm số điện thoại và quần 6S. À, quần tất màu cát cháy có. À không, quần này của em nó là quần màu đen. Quần vàng bò, à, quần 3D tí nữa em sẽ bán luôn các chị bây giờ. Ok, thao xuống có này. Áo beo của chị Minh Hoàng có nhá. Có đen, có bông trên vai không? À, đen ở bông trên vai em còn đấy, chị comment cho em đấy là mã số 6. Rồi ok, ở chị Nguyễn Trinh mã số 7 có nhá. Mã 7 63kg của chị có mặc vừa. Chị nào lấy cho nhanh cho em với ạ. Nó rất là đẹp, cổ của nó không cần may gấu. Tất cả phần tay này của nó không cần may gấu các chị nhá. Và áo của nó là áo hai lớp. Đó, em cho các chị xem toàn bộ áo của nó này. Tất cả đây là tổng áo của nó nhá. Đó, áo của nó gồm có hai lớp. Tất cả đây là hai lớp này, bên trong một lớp, bên ngoài một lớp các chị nhá. Chị nào lấy thì chốt nhanh cho em này. Đây là áo beo kèm số điện thoại. Em đứng xa cho các chị nhìn dáng nhé. Đấy là dáng em vừa sơ vin. Còn đây là dáng em đứng gần. Đó, dáng em đứng gần các chị thấy đẹp không? Mình tùy theo mình mặc, các chị cao 1m6 mấy các chị cũng vừa. Các chị thấp các chị chỉ cần vén nó lên thế này là xong. Đó, nó ôm áo cực kỳ luôn. Và nếu như các chị thích nữa thì các chị có thể là sơ vin vào, vén nó vào. Đây là mã số 7 của em nhé. Mã số 7 đối với áo beo. Và quần của nó là 6S. À, sao không trả lời? Có, nhìn thấy chị Cẩm Tú Đoàn nhá. Em đang tập trung vào... À, nhìn chung là đang đứng lên đứng xuống không nhìn được hết comment của các chị đâu. Cứ để lại cho em số điện thoại nhé. Quần tất trùm chân, quần này của nó là nửa chân thôi chị nhá. Không ai người ta mặc quần tất cả bàn bây giờ nữa cả. Mặc quần tất cả bàn bây giờ nó rất là khó chịu. Và khi các chị vận động toàn thân thì nó sẽ bị tụt đũng. Đó, cái đũng của nó sẽ kéo theo cái lòng bàn chân xuống. Như riêng cái dòng nửa bàn chân này thì không bị. Đây nhá, nhìn em nhá. Chỉ riêng cái ống này thôi các chị đã thấy nó đẹp đến đâu rồi. Đó, đây là chất vải của nó này, không xù, không bay, không nhão, không hỏng, 6S. À, em nhận được áo rồi, đẹp lắm. À, vậy à, thế để mai em cho người kiểm tra đơn cho chị nhá. Mai chị gọi điện lại cho em để hỗ trợ đổi cho chị nhá. 65kg các chị mặc vừa cả quần cả áo của em. Đó, chị nào chốt thì chốt luôn của em với này. Sau đó ok chị Trương Thị Thảo nữa nhá. Đây là áo beo, dòng đá của nó của em nhá. Đây là dòng đá này, tất cả đá này của nó là đá thêu trực tiếp, gắn trực tiếp vào áo không bao giờ bay được. Ok, chị Hương Bốc có áo beo. Bây giờ em sẽ bán cho các chị sang một mã áo da dài mà chưa bao giờ em bán. Áo da dài này sẽ bán cho các chị với giá của nó là bao nhiêu ạ? 480.000 đối với áo da dáng dài cho các chị nhá. Bây giờ em sẽ bán luôn các chị áo da dáng dài 480.000 này. Lưu ý là chia sẻ like cho em ở chế độ công khai nhá. Bây giờ sẽ bán áo da dáng dài cho các chị nhá. Áo da dáng dài này. Ok chị Uyển Thức. Áo da dáng dài này thì 65kg của số lượng các chị mặc vừa. Em có màu vàng và màu đen. Các chị nhìn em nhé. Đây là áo da dáng dài. Tất cả phần bên trong của nó đều là lông. Đó, các chị thấy đẹp không? Bên trong của nó toàn bộ là lông nhé các chị nhé. Và bên ngoài da của nó là hàng Quảng Châu loại 1. Hàng này em vừa bỏ trong túi da mà không bị xù, không bị nhăn, không bị nhão, không bị hỏng. Chị nào lấy áo da này thì comment cho em này. Áo da là mã số 8. Số lượng của em có hạn. Các chị lưu ý hộ em là khi em đã mặc con áo da này rồi em đứng lên thì em không thể chốt hàng với các chị được. Các chị chỉ cần để lại cho em số điện thoại kèm mã số là các chị có đơn hàng rồi. Em có hai màu, đó là màu vàng bò và màu đen. Chị nào lấy màu nào chốt luôn em với nhá. Ok, cho chị xem một bộ đen vừa rồi đi Hương. Chị ơi, bộ đen nào nhỉ? Bộ đen em đang mặc cho các chị này. Tất cả da bên lông, tất cả bên trong lông của nó đều là mặt bên trong của nó đều là lông các chị nhá. Rất là ấm, rất là đẹp. Và đây là hàng Quảng Châu loại 1. Chị nào lấy thì chốt cho em này. Đây là da mã số 8 kèm số điện thoại. Con áo này đẹp, chị Bình lấy size đúng em vừa chưa? Em sẽ mặc trực tiếp rồi các chị nhìn thấy nhá. Kéo quá em hướng. Bỏ em về ghế ra. Da đẹp nhỉ? Da đẹp kích, đẹp được rẻ chứ. Bình thường các chị mua con áo da này toàn phải triệu, hơn triệu. Bán cho các chị với giá của nó là bao nhiêu ạ? Lấy size 2X đúng không? Có màu vàng bò và màu đen các chị nhá. 65kg đổ xuống là các chị mặc vừa này. Đây ạ. Các chị nhìn em nhé. Đây em đang mặc tổng bộ của nó. Cả áo da, cả quần,
cả đi bốt nó rất là đẹp, rất là xinh. Chị nào lấy đi chốt cho em này. Áo da này số lượng của em có hạn, tại làm sao mà nó về rồi nhưng em không dám bán ở khung đầu. Nếu em bán ở khung đầu riêng cái hàng này em không có hàng để trả cho các chị, mà nhân viên chốt hàng thì là có hàng nhưng mà lại có hàng chốt nhưng không có hàng trả, rất là sợ. Chị nào lấy chốt cho em nhé. Áo da cho các chị với giá của nó là 480.000 đúng không? Chị cắt được em cái túi này của nó chưa được cắt. 480.000 cho các chị nhá. Bên trong có lông. Rồi hôm nay có bộ nỉ không? Em có chị nhá. Mã 8 kèm với điện thoại em nhá. Rồi ok các chị nhá. Số lượng có hạn và em chỉ về lại hàng một lần thôi, không còn đến lần thứ hai. Chị nào lấy đi chốt nhanh cho em nhá. Đây là áo da dáng dài, mặc mấy váy, mặc mấy cái gì các chị mặc cũng rất là đẹp. Nhìn em nhá. Bên trong của nó toàn bộ là lông. Tất cả bên trong của nó lông và dáng da này của nó không dài quá, vừa trùm mông kín cho các chị. Comment cho em mã số 8 kèm số điện thoại này. Túi này của nó chị cắt được em với nào. Cắt đi của em. Đây là mã số 8 của em nhé, để em xem là cái độ sâu của túi nó đến bao nhiêu. 57kg quần nhung có mặc vừa nhá. Bộ thể thao em còn nhá. Mã 8 dáng dài, các chị phải cho em số điện thoại nhá. Áo đẹp lắm. Riêng dòng áo này em bảo hành cho các chị 3 năm. Riêng áo này em bảo hành cho các chị, chất của nó là 3 năm nhá. 3 năm không bao giờ bị rách và bị hỏng. Em cào thoải mái cho chị xem chất này. Cao thoải mái luôn, không có một vết nào mờ nhá. Kêu sột sột, chị nào lấy cho nhanh cho em. Ngoài thị trường các chị đang mua áo này, rẻ rách nhất của nó cũng phải 850-900 nghìn, mà em bán nó chỉ 480 nghìn. Các chị cố gắng là nhanh tay chốt hàng của em với. Đây là cơ hội cho các chị, và em khuyên chân thành đối với các chị là khách hàng quen nên mua con áo này. Tại làm sao ban nãy các chị ở cái góc độ là 800-900 chị mà em không chốt hàng? Bởi em không bán cái hàng này, bởi vì là không có hàng để trả cho tất cả các chị đâu, em chỉ có tuần này thôi. Chị nào lấy thì chốt nhanh cho em với ạ. Đây là màu đen nhá các chị nhá. Ok, mã 8 của em với nhá. 63kg chị Hoa Nguyễn có mặc vừa này. Cắt nút của em bên này nhá. Đây là phần đai của nó, các chị nhìn em nhá. Đây là phần đai của nó này. Thích thì mình để cái đai, không thì thôi. Lông của nó đẹp chưa? Lông bên trong và lông bên ngoài của nó nhá. Đây các chị nhìn em xoay cái lông của nó này. Đẹp long lanh, ấm cực kỳ. Da em cào cho các chị xem này. Em cào cho chị xem nhá. Mà móng tay của em hương dài như thế này. Kêu sột 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 sột. Đó, chị nào lấy thì chốt luôn cho em nhá. Mã số 8 kèm số điện thoại. Ok ok, chốt được em mã số 8 nhá. Chị để đem cái ghế đây em chốt hàng này. Mã số 8 cho các chị này. Đó, chị nào lấy mã số 8 màu đen thì chốt luôn cho em mã số 8 màu đen. Đang mặc váy bốt rất là đẹp. Ok, của chị Sâu Nhím có ạ. Xem bộ chờ em tí nhá. Chị Nguyễn Phượng có này. Mã số 8 với giá của nó là 480.000 của em ấy nhá. Mặc vừa in size M. Tất cả của nó rất là đẹp. Màu vàng đi. Ok, sẽ mặc màu vàng luôn bây giờ. Các chị cứ chốt màu đen đi. Các chị cứ chốt màu đen đi nhá. Màu đen của nó rất là đẹp này. Đi với bốt mặc với nhìn chung là đẹp lắm. Con áo này của nó sang. Em không dám bán ở lúc mưa. Lúc mà em còn đông 800-900 người em không thèm bán là không có hàng trả. Đó, bộ đấy thắt lưng ra. Được chứ chị, bỏ thắt lưng ra được. Chị không cần phải để thắt lưng ra. Và các chị có thể khoác không, nó cũng rất là đẹp. Tùy theo các chị để. Đó, có da dáng ngắn chị nhá. Da dáng ngắn cái dòng này của em cũng chuẩn bị về rồi. Chị nào lấy cho luôn cho em với ạ, chị Thúy Lương có nhá. 480.000 cho các chị thôi. Tất cả hàng các chị được kiểm tra hàng trước thanh toán của em nhá. Các chị được kiểm tra hàng trước thanh toán. Đây là dáng của nó này. Đó, đẹp chưa? Rất là thắt luôn. Đây của nó là ok của chị Lê Hải có nhá. Chị nào lấy hết chốt cho em nhá. Bên trong là lông. Tất cả áo của bên trong là lông. Ok, chị Minh Hiếu có này. Chị nào lấy hết chốt cho em mã số 8 kèm số điện thoại nhá. Có size cho các chị đầy đủ. Đây là hàng tang mát của nó này. Nhìn em nhá. Tất cả tang mát hàng của nó, và đây là túi đựng. Hàng không phải là hàng nhái, và hàng này của em là hàng Quảng Châu loại 1. Ngoài thị trường không bao giờ có giá đó các chị nhá. Chị nào lấy hết chốt cho em với em với ạ. Mệt quá. Các chị trong miền Nam rất là tiếc đúng không? Rồi ok, chị Nga Tô có nhá. Chị Nguyễn Văn ơi, em ít khi check inbox lắm. Đó, chị nào lấy chốt cho em này. Đây là áo đối với màu đen. Em sẽ mặc cho các chị màu vàng. Mà rất là nặng luôn. Đó, mặc nó rất là thích. Nhìn em nhá. Cảm giác thoải mái cực kỳ. Mình chỉ là bom của em nhé. Mà em bán cho các chị với giá của nó là 480.000. Chị nói với các chị chân thành một câu là đừng có bom của em. Đó, bom của em là em chết luôn. Bởi vì con áo này của nó quá đẹp. Mà gửi đi cho các chị con áo này là em còn phải hỗ trợ phí ship cho các chị rồi đấy ạ. Rồi ok, của chị Quỳnh Hương Từ có nhá. Rồi ok ok, em sẽ mặc màu vàng bò các chị này. Mã 8 của chị Oanh Cá Sấu. Ok chị Oanh Cá Sấu. Oanh Cá Sấu mua con này thì rất là đẹp. Em sẽ mặc màu vàng bò nhá. Các chị thấy màu vàng bò của nó đẹp chưa? Màu vàng bò này của nó màu chuẩn đét màu vàng bò nhá. Em cho các chị nhìn gần chất da của nó nhá. Da này của nó là dòng da cao cấp loại 1. Bên trong của nó cũng là lông màu vàng. Hộ em với ạ. Và đây là cổ của nó nhá. Em sẽ mặc trực tiếp con màu vàng cho các chị xem luôn bây giờ. Chị nào lấy thì chốt cho em này, mã 8 vàng bò kèm số điện thoại nhé. Chiều em phải đang bỏ ghế ra. Đây là màu vàng bò đó các chị nhé. Rất đẹp này chị nhỉ. Năm ngoái em nhớ em mua con áo này 900 mấy. Đây là size gì ấy?
Không, em chỉ mờ mờ thôi. Đấy. Béo mà. Đấy như con trâu ấy. Sợ con hạ thấy béo. Bị to mà. Nhà mình ai béo. Đây ạ. À. Đây nhá, các chị nhìn em màu vàng bò nhá. Các chị thấy màu vàng bò của nó đẹp không? Màu vàng bò này của nó rất là đẹp. Em mặc chuẩn của nó là size M như chị mình lại đang đưa cho em size to. Ok ok này. À, có mang tô ngắn không? Chị ơi mang tô ngắn chưa có đâu. Vài hôm nữa sẽ có. 65kg các chị có mặc vừa. Đó, chị nào chốt vàng bò chốt luôn cho em nhé. Đây là áo da vàng bò. Đây là dáng thân dài. Với giá của nó là 480.000 cho các chị nhé. Chốt nhanh của em, không là em không có hàng trả cho các chị đâu. Đó, mai các chị một chốt sau em cũng chẳng có hàng trả. Cái hàng này của nó chờ lâu lắm. Chờ nửa tháng, một tháng nó mới về hàng thì làm sao mà có hàng trả cho các chị được đúng không? Chị nào lấy thì chốt luôn cho em này. Mã số 8, áo này shop đang bán áo này có shop đang bán gần 1 triệu. Các chị mua 1 triệu con áo này nó cũng không đắt bởi vì nó quá là đẹp. Ở miền Nam mặc xong rồi điên luôn. Chị Bích Ngọc Kim ơi, bởi vì là trong miền Nam các chị nào đúng không? Đó, nhưng mà đẹp quá. Bây giờ nhiều chị cũng đang điên lắm rồi, mắt cũng đang khóc dài dài rồi nhưng mà không mặc được, không làm gì được cả. Đây chỉ dành cho các chị ở ngoài Bắc và các chị ở những cái nơi lạnh thôi. Con áo da này bình thường mà mặc áo da ấy thì mình sợ nó lạnh. Nhưng con áo da này không bao giờ lạnh các chị nhá. Em mặc thì thực ra là em không được chăm chú lắm, không được cháo chuốt lắm, mà chả biết buộc dây như thế nào. Thôi cứ buộc tạm thời như thế này thôi. Còn về các chị thích buộc thế nào các chị buộc. Chị nào lấy thì chốt em nhá. Mã 8 kèm số điện thoại của em nhá. Mã 8 vàng bò kèm số điện thoại của em Hương thì em mới có thể chốt hàng các chị được ạ. Ở Nhã Nam. Oanh 9 giờ sáng Oanh lên lấy nhé Hương nhé. Chị Oanh cá sấu ơi, mai lên tận nhà lấy đi. Mai lên tận nhà thử con nào vừa lấy con đấy. Áo báo bán bao nhiêu? Áo báo trong nó bán với giá của nó là 190.000. Đó chị mình mang ở đây cho em. Các chị nhìn em nhé, tất cả đây là dáng áo bằng quần. Và em đang đi với bốt đấy. Đó, con áo này thì mặc vào cái thời tiết của nó mà lạnh lạnh ấy thì sướng cực kỳ. Ví dụ như hôm nay em đang đi với bốt này, cả quần 6S. Chị nào lấy quần thì chốt luôn quần nhé. Chị nào lấy áo thì chốt luôn áo cho em nhé. Đó, dạo này em béo bụng em hơi to. Cho chị lấy áo da nam cho em. Thế á, rồi ok, có thời gian em xem cho các chị nhé. Lông này của nó này, rất là thích luôn. Đây là lông thú. Em thì ghế vào đây này. Chốt được em nhá. Chốt được em với ạ. Đứng mỏi chân lắm. Bà ngoại su su một con nữa này. Ok, chị Anh Bùi một con nữa nhá. Áo dài công còn không? Chị ơi, áo dài công là áo nào ấy nhỉ? Áo dài công là áo nào ấy chị nhỉ? Áo dài công em hết rồi. Chị nào lấy chốt cho em nhá. Đó, đây là con áo mã số 8 màu vàng bò. Mã 8 của chị Huệ, chị lấy màu vàng bò không lấy đen ok chị Huệ nhá. Các chị đổi ý rất là nhanh khi em thay màu. Nó con áo này của nó đẹp, chị nào lấy xuống nhanh cho em với ạ. Mã 8 size L của chị Hằng Lưu Thị có nhá. Bao nhiêu vậy em? Chị ơi đang bán với giá của nó là 480.000 thôi. 480.000 cho các chị nhá. 480.000, 480.000. Cào thoải mái, không xù, không mai, không nhạt, không hỏng. Các chị nhìn cái bề mặt da của em ấy ạ. Ok của chị Xuân Lương có này. Ok của chị Trần Long màu đen cho em số điện thoại nhá. Mã 8 của chị Nguyễn Huệ màu đen nữa này. Bây giờ mình nhìn thấy chị Dương Ngọc nhá. Có nhìn thấy tất cả các chị đấy ạ. Áo khoác công còn không? Chị ơi áo khoác công vẫn còn. Chốt cho em áo khoác công kèm số điện thoại nhá. Chị nào lấy cho nhanh cho em với ạ. Quần tất bao nhiêu? Quần tất này đang bán với giá của nó là 100 em mặc một tí mà em nóng quá. 135.000 cho các chị quần tất nhá. 135.000 đối với quần tất, 190.000 đối với áo beo và áo da này bán cho các chị với giá của nó là 480.000. Em sẽ cam kết là để cho các chị kiểm tra hàng trước thanh toán. Không đẹp thì em không lấy tiền các chị, chắc chắn luôn. Con áo da này các chị toàn phải mua 1 triệu mới lại trên 1 triệu thôi. Thực ra là nó chỉ hơn nhau ở cái vị trí đó là đứng ở shop. Em thì đang bán ở góc nhà, nói chân thành với chị là đang bán ở góc nhà không phải shop. Đó, thế nhưng mà shop của em ở ngoài cũng gọi là shop nhưng mà shop gọi là shop làng quê thôi chứ không có long lanh. Cho nên là giá cả của nó tại nhà mình cho nên giá cả của nó khác so với các chị phải thuê. Đây nhá, gần lại bên trong đi. Ok đây nhá chị nhá. Nhìn em này. Tất cả bên trong của nó nhá. Đây của nó là lông rất là đẹp. Hàng này có đủ size đủ số. Áo khoác công bao nhiêu tiền? Áo khoác công đang bán với giá của nó là 160.000 chị nhá. Hưng lấy bộ áo da nam. Áo da nam để hôm nào em kiểm tra xem có không. Ok chị Phạm Thị Thím cho em số điện thoại chị nhá. Cho em mã số 8 màu đen kèm số điện thoại này. Chị ơi cho em áo beo mã số 7. Ok ở chị Bích Dương Ngọc ạ. Chị nào đấy cho nhanh cho em này. Đó, đây là áo da. Comment cho em nhá. Comment cho em này. Đây là da mã 8 kèm số điện thoại kèm màu. 1m50 không gái. Chị Phạm Anh ơi 1m50 chỉ có mặc vừa. Bởi vì làm sao? Con áo này của nó không dài mà nó là may vừa tầm. Mặc áo dài trông nó rất là xấu. Anh Đào Quang 53kg đen này. Ok nhá. Dáng dài màu vàng bò của chị sâu nhím có nhá. Em khuyên chân thành tất cả các chị đang là khách quen của em,
nên mua một con áo này bởi vì nó rất là đẹp, hàng thì về một lần thôi, sau này các chị hỏi em nó cũng không có hàng đâu. Còn quần legging cao cao nữa không em còn nhé chị Hằng Lê Thị nhá. Mã 8 của chị Tố Loan có màu đen nữa ạ, 60kg của chị Trung Trang có mặc vừa. Bình thường mà các chị mà to tức là cây to đấy á, các chị mặc áo này nó hơi khó, thế nhưng mà riêng dòng nhà em thì có đủ size đủ số cho các chị. Ok ok, mã vàng bò của chị Thúy Lương có này, 480.000 cho các chị nhá. Thì nào lấy cho nhanh cho em ấy ạ. Lông của nó ấm cực kỳ, tất cả đây là tang mác hàng của nó này. Hàng của nó nhé, đầy đủ tang mác, có size, có số hẳn hoi. Đây là hàng Quảng Châu loại 1, có thể kiểm tra hàng trực tiếp. Mác của này của nó là mác cứng nhé các chị nhé. Nhìn em với ạ. Đây ạ, các chị đi mua các chị có thể kiểm tra hàng của em nhé. Kiểm tra hàng qua cái tang mác này của nó cho em này. Đó, mác này của nó được là mác đúc rút nữa cơ. Mã 8 vàng bò em. Ok, chị Cẩm Tú có nhé. Hương ơi chốt đơn cho chị chưa? Chị Nguyễn Hiền ơi, chị đặt hàng hôm nào nhỉ? Áo da nam hàng đẹp nhé. Ok, bà ngoại Su Su. Áo da nam. Áo da nam đấy đi, hôm nào cháu phải đi xem nó có không cháu mới lấy được. Màu đen cho chị xem. Bạn mặc lại màu đen nữa à? Ok, màu đen của chị Trần Thanh Bình nhá. Màu đen đâu chị Bình? Đây nha, em mặc lại màu đen cho các chị xem nhá. Chị nào lấy chốt luôn cho em ấy nhá. Đó, em mặc lại cho các chị xem màu đen nữa này. Thực ra các chị xem lại của em một tí cũng được. Ok, 58kg chị Ngọc Mỹ có nhá. Chị Phan Oanh có màu đen nữa này, chị Trần Long có màu đen nữa này. Chị nào lấy màu đen chốt cho em nhá. Để các chị chọn màu thoải mái. Em mặc size M thôi chị ạ. Phải quá, khoan được con áo ra. Đây là màu đen của nó nhá. Bên trong là lông như thế này. Em mặc trực tiếp cho các chị nhìn thấy luôn này. Cái đai của nó gì vậy? Đai ở dưới chân đi. Có mại là bây giờ em cũng cúi lên được. Rất là đau lưng. Thì ai là không đau à. Đây là màu đen ạ. Đây nha các chị nhá. Đó, đây là màu đen. Chị nào lấy màu đen thì chốt nốt cho em màu đen này. Chốt lại cho em màu đen, sau đó lại em chuyển mã hàng nhá. Chốt nốt cho em màu đen nhá. Dáng của nó rất là đẹp. Dáng này các chị đi bốt đi, chân thẳng đứng luôn. Ok, màu đen của chị Phạm Thị Thí một con nữa ạ. Chị nào lấy chốt nhanh cho em nhá. Em ơi, gió, áo gió nam đã nam về bán nhé. Áo gió nam à. Chị ơi, em bán áo nữ, em bán hàng nữ, em còn sắp chết đây. Mai các chị lên làm hộ em với. Em tuyển thêm được khoảng vài nhân viên nữa. Có nhân viên thì em bán cho các chị thêm đồ nam. Chị em chịu thôi, nhà em bây giờ đang quá tải rồi. Có rồi, ok bà ngoại Su Su nhá. Chị ô áo nhũ phối hoa đen không chị? Cái gì chị nhỉ? Áo còn áo ô là như áo nào chị nhỉ? Cái đó thì em phải kiểm tra hàng. Em phải chụp hình cho em chứ lâu lắm rồi em chả nhớ đâu. Ok, ở chị Nguyễn Chiến có nhá. Kiểm tra đơn, ok chị Tuyết Băng Nguyễn nhá. Của chị Tuyết Băng Nguyễn là có đơn đấy. Tay em là người ghi đơn cho chị đi đấy. Đó, chị nào lấy màu đen chốt luôn cho em nhé. Chất vải ok, cào thoải mái, không sợ hỏng. Chị ơi, có áo đó. Chị ơi, con áo nhũ đó, phối hoa đen được không? Con áo nào nhỉ? Con áo nhũ nào chị nhỉ? Con áo nhũ nào chị nhỉ? Đấy, chị nào lấy màu đen chốt cho em nhé. Em không có đầm đâu, dạo này lười bán đầm lắm. Bây giờ em chuyển một mã áo cộc cho các chị với giá là 135.000 này. Xả cho các chị một mã áo cộc là 135.000 nhá. Đẹp lắm luôn. Áo dạ công 65kg. Áo dạ công 65kg không vừa đâu. Áo dạ công 65kg các chị không mặc vừa. Còn chị nào chốt quần 6S nữa không nhỉ? Em sẽ chuyển sang quần 3D cho các chị nhá. Ok, của chị Luyện Kim Dung một con màu đen nữa ạ. Luyện Kim Dung một con màu đen nữa nhá. Bán cho các chị con áo này với giá là 135.000 này. Áo đầu rồng. Xả nốt cho các chị nhá. Đầu rồng 135. Chị nào lấy chốt nhanh tay của em với ạ. Cộc đầu rồng 135.000 cho các chị. Quần 3D thì nên em bán luôn bây giờ. Áo da cổ lông của Tháo. Cái cổ lông này của nó không tháo được nhá. Màu đen 65kg có mặc được chị Nguyễn Thị Hiệu nhá. Con áo này bán cho các chị với giá là 135.000. Bán nốt này. Chị nào lấy đi chốt cho em nhá. Đây là mã số 9 đúng không chị? Mã số 9 của em nhá. Vừa gọi. Đây ạ, chị nào lấy đi chốt cho em nhé. Đây là áo mã số 8 của em. Áo đầu rồng. À, mã số 9. Áo đầu rồng này bán tất cho các chị là 135.000 này. Bán đồ na. Ôi dồi ôi chị ơi, mệt lắm. 3 cái ok của chị Anh Ngọc, 3 cái nhé. Chị nào lấy chốt cho em nhé. Hôm trước em bán là 150 đấy. Hôm nay còn bao nhiêu con em xả nốt cho các chị nhé. 135.000 này. 135 rồi ok, chị Anh Ngọc 3 cái nhé. Quần lết thì em còn, chị Khôi Long nhé. Quần lết thì em vẫn còn đấy ạ. Tí nữa em bán luôn.
Chị nào lấy thì chốt cho em mã số 9 này. Lưu ý là chia sẻ like cho em tất cả các chị có đơn hàng nhá. Quần em mặc nó là quần quần tất nhá chị nhá. Quần tất kết hợp với lại quần nhung. Đó, các chị đã có quần nhung rồi thì các chị mua quần tất về mặc kết hợp mùa này rất là tốt. Em có nhìn thấy chị Nguyễn Đào nhá. Chị nào lấy thì chốt luôn cho em nhá. Đây là mã số 9 kèm số điện thoại. Có áo nam không? Em không có áo nam đâu. Áo da bao nhiêu một áo? Áo da đang bán là 480.000, 480 đối với áo da. Chị nào mà có cái nhu cầu về áo da các chị xem lại like của em với ạ. Chị Hoàng Kim có nhá. Con áo da này bọn nó mặc rất là thích mà nó lặng, nó thích lắm, mặc nó đẹp cực kỳ luôn. Đó, em bán cho các chị với giá của nó là bao nhiêu? 480.000, quá là rẻ luôn, chả đắt một tí nào. Bình thường các chị mua toàn triệu, mười mấy triệu, ok của chị Đàm Thị Lan có nhá. Có nhiều chị thì là rất là chảnh. Các chị bảo là ôi mua gì những con áo này, ta phải mua cho chị màu đen, ok của chị Nguyễn Hiệu, các chị phải mua triệu mấy triệu cơ. 64kg có mặc vừa nhá, chị Hà Sang có, chị Vương Nguyễn có này. Nhưng mà em nói thật các chị này, đấy là nó có, đó là cái độ sang chảnh của các chị thôi. Chứ thực ra nó vẫn là con áo của em, bởi vì chẳng có gì cao quý hơn hàng Quảng Châu là một cả. Ok, đầu rồng của chị Thu Hoa có nhá, chị nào lấy đầu rồng chốt cho em nhá. Của chị Cẩm Tú Đoàn có này, của chị Sâu Nhím có này. Chị nào lấy chốt cho em nhá, mã 9 kèm với điện thoại có trên tay em thôi. Chốt đến đâu em chốt hết đến đó luôn, không chốt dư bởi vì không có hàng để trả các chị. Bây giờ tất cả bên Quảng Châu, xưởng của họ nghỉ rồi, đặt hàng cũng không có. Chị nào lấy chốt cho em nhá, cắt cho em 10 giây. Mã số 9 kèm với điện thoại em các chị nhá. Mã số 9, tí nữa lại có quần giả bò giả rách về bây giờ đấy ạ. Áo da ngắn chị xem đi, chị ơi áo da ngắn chưa có đâu. Mai kia mới có, chị cầm Tú Đoàn em có chốt nhá. Chị nào chốt thì chốt luôn cho em nhá. Mã số 9 kèm với điện thoại này. Áo rất là đẹp, chất rất là mát, nhăn nhào thoải mái, quang quật thoải mái, quay mới giặt. Đá thoải mái mà không bao giờ sợ bị dùng đá nhá. Đối với áo cộc thì chị nào lấy thì chốt nhanh cho em này. Áo cộc kèm với điện thoại. Chị mua một con đá ép kiều 6,5 triệu mà mặc mỗi một lần xong chán. Đấy, các chị làm gì phải mua 6 triệu mấy làm gì? Các chị 6 triệu mấy các chị mua 6 chiếc cho em thay đổi thoải mái luôn. Hôm nay có bán quần legging không? Chị Hoàng Kim ơi vừa bán quần legging là mã số 2 xong. Chị Vương Nguyễn có nhá. Có quần tất đen mỏng bàn chân không? Có nhá chị nhá. Ok, chị Nguyễn Thêu có này, chị nào lấy chốt cho em? À chị Nguyễn Thị Hiệu. À, Nguyễn Thị Huệ hiệu của chị là áo da đúng không? Ok, chị một áo da nữa ạ. Chị nào lấy mã số 9 thì chốt cho em nhé. Mã số 9 kèm số điện thoại này. Lưu ý là chia sẻ like cho em ở chế độ công khai. Sau đó là sang con quần legging, quần giả bò. Quần giả bò hôm nay về được quần đấy đúng không chị? Quần giả bò giả rách này. Quần giả rách hôm nay sẽ bán xả toàn bộ cho các chị với giá của nó là 80.000. Em đặt hàng rồi, bây giờ nó về hàng cho nên là em bán chấp nhận phải bán lỗ cho các chị rồi. Chị nào lấy thì chia sẻ like cho em nhé. Đó, con đầu rồng này của nó đẹp này. Con đầu rồng này của nó em thấy rẻ mà đẹp. Ok, của chị Dư Hiền có nhá. 135.000, quá rẻ cho các chị luôn. Mặc rất là thích. Con áo này mình có thể khoác ngoài ví dụ như các chị khoác một con áo công, cho em mượn một con áo công nào. Có thể là khoác với con áo công nhá. Ok, chị Dư Hiền có nhá, quần mèo còn nhá chị nhá. Mã 6 còn không? Chị ơi mã 6 thì để lại cho em mã 6 kèm số điện thoại này. Đây của nó là quần giả rách. Quần bò giả rách này bán cho các chị là 80.000, bên trong của nó có lông này. Đó, bên trong có lông các chị nhá. Quần giả rách này bên trong có lông màu đen. Hàng này của nó hôm nay lại về được độ khoảng 7-80 con thôi. Bán cho các chị với giá của nó là quần này có bao nhiêu con chị? Mã 6 còn nhá, mã 9 chị Hương bốc cho em số điện thoại này. Chị Dư Hiền có này, Hương bốc cho em số điện thoại nhá. Các chị có thể khoác về áo công 70 con à? Đây ạ, các chị có thể khoác với cái con áo này. Đấy, nó rất là đẹp, nó hở lên cái phần đá. Nó hở lên cái phần đá này nhá. Mà mình mặc khoác với áo vest, với gi lê cũng đều đẹp. Chị nào lấy chốt cho em với ạ, Hương bốp em có nhá. Quần giả bò 43kg, 1m50 có mặc vừa. Xin chào chị Phùng Hoa Lan nhá. Chị nào lấy chốt nhanh cho em nhá. Đây là mã số 9. Mã số 9 đối với áo đầu rồng. Bây giờ sẽ mặc cho các chị xem con quần giả bò. Xin chào Khánh Nguyễn nhá. Quần giả bò này bán tất cả với giá là 80.000 này. Chị cho em xem là có bao nhiêu con nhá. Phải có bao nhiêu con của hàng này em mới bán. Bán đúng đủ số lượng, mai không có trả đâu. Đó, chị nào lấy mã số 9 thì chốt cho em. Em bán cho các chị sang cái quần giả bò. Quần giả bò là mã số 10. Cái quần tất này mặc đẹp nhỉ. Mã số 10 có đến đâu chốt đến đó cho các chị nhá. Không chốt thoải mái như mọi hôm được bởi vì là nó không có hàng. Có một trơn đúng không? Giả bò này có một loại trơn nhá. Có một loại trơn, có một loại rách. Đúng rồi. Nó không có đủ. Đây nhá, các chị lấy giả bò này chốt cho em nhé. Đây là quần giả bò này. Giả bò này số lượng của em có ít thôi, không có nhiều.
Các chị lấy đến đâu em sẽ chốt cho các chị đến đấy nhá. Nó co giãn 4 chiều thoải mái luôn, mặc đến đâu nó ôm đến đó. Đây ạ, các chị nhìn em nhé. Đây của nó là quần co giãn 4 chiều. Hàng này thì em đã bán cho các chị và các chị đã nhận được hàng rồi. Nó rất là đẹp. 80.000 áp dụng chia sẻ livestream. Ok, chị Bùi Tố Loan có này. Ok, chị Trang Phạm có nhá. Áo đầu rồng 1m70 các chị có mặc vừa. Em có cả quần rách, có cả quần trơn này. Chị nào không thích rách thì các chị có thể lấy trơn nhá. Đó, nhìn em và các chị có thể lấy một đôi. Rồi ok, 10 giả bò của ông nội đàn vịt có này. Áo công 62kg không vừa đâu nhá. Quần giả bò này có size cho các chị 55 đổ xuống mặc vừa và 55 đổ lên. Chị nào lấy thì chốt cho em với ạ. Áo công này đang bán cho các chị với giá của nó là 160.000. Chị nào lấy chốt cho em nhá, em bán 80.000 thôi. Ok, chị Nguyễn Tiến Đạt hai con nữa này. Chị nào lấy chốt nhanh cho em với nhá. Lưu ý là chia sẻ like cho em một chế độ công khai. Chị mang lại cho em chốt đúng đủ số lượng cho các chị thôi nhá. Rồi ok, quần giả bò rách của chị Hán Hằng có này. Ok nhá, mã số 10 của chị Công Vũ Kha có ạ. Áo công đang bán với giá của nó là 100. Em có hai loại nhá, cả rách cả không nhá. Mặc thích lắm, chị cũng mua ba cái giả bò mặc thích lắm. Con này của nó đẹp, có lông đúng rồi, chị Nga Hoàng có lông rất là thích, chị Nguyễn Hiền có này. Áo công đang bán với giá của nó là 160.000. Tất cả hàng này của nó là hàng Quảng Châu. Các chị mua cái hàng của nó mà không phải hàng Quảng Châu mặc nó sẽ bị đũng dài và nó rất là xấu, nó sẽ bị bay. Nhưng riêng hàng này thì không, Cẩm Tú có này, của chị Trần Phương Thảo có nhá. Ok, mã 9 của chị Đinh Phong có này. Chị nào lấy mã số 10 chốt cho em rồi nhá. Nhìn chung là nó có pha cả rách cả không. Đó, mai em mặc cho các chị con nào thì các chị thích con nào thì báo nhân viên để cho các chị con đó. Bởi vì là những cái con này của nó đều đẹp, kể cả hàng không rách mà càng thích. Ok, chị hẹn Nguyễn hai cái nữa này. Của chị Hương Trần có nhá. Chị nào lấy bò rách thì chốt cho em bò rách nhá, 80.000 thôi. Quá là rẻ, chị Nguyễn Hương có nhá. Chốt của em với ạ. Ok, chị Liên Ngô có này. Quần trơn của chị Hoa Phạm nhá, có cả trơn có cả rách. Của chị Cẩm Tú Đoàn trơn em chốt cho chị rồi ạ. Chị nào lấy thì chốt nhanh cho em nhá, 80.000 trơn. Các chị đặc biệt hết sạch hàng, không có hàng đâu. Chị Nga Trần có nhá. Cô gái cái gì nhỉ? HQTA là cái gì đấy ạ? Rồi ok, của chị hai cái đúng không ạ? Chị nào lấy chốt cho em nhá. Mã 10 kèm số điện thoại em ấy ạ. Của chị Thúy Vũ có này, của chị Bùi Nhung có nhá, mà rất là ấm, rất là thích luôn. Chị Nga Hoàng có mã số 10. Còn tần này có cả trơn không, có cả rách, có nhiều hình lắm. Đại loại của nó là có mấy hình cơ. Một rách 52kg có vừa nhá. Nga Hoàng hai cái thêm một cái này, chị Thương Thương này. Rồi ok, của chị một cái nhá. Chị Quý Võ có ạ, chị Liên Ngô có nhá. Bỏ rách 45kg có vừa. Ok, của chị Nguyễn Thị Hiền hai cái. Cho em số điện thoại chị nhá. Nguyễn Thị Hiền hai con này. Chị nào lấy bò này thì chốt cho em nhá. Giả bò kèm số điện thoại của chị Nguyễn Thị Hiền hai con nhá. Hành Nguyễn có nhá. Chị nào Nguyễn cho em số điện thoại nhá. Hoa có may có này, của chị Lan Ngô có này. Cho em số điện thoại các chị nhá. Bò rách này không biết là có nhiều hay không, chắc là có được khoảng vài chục con thôi. Ok, chị Hoàng Hường có nhé, xem số điện thoại chị nhé. Áo công bán 160.000. Ok, bò trơn của chị Minh Hiếu nữa. Chị nào lấy chốt cho em nhé. Em có nhìn thấy chị Mai Thanh, bò này mặc rất là thích, em đang mặc trên người, các chị có thể nhìn trực tiếp của em nhé. 65kg các chị có mặc vừa đấy ạ. Ok, hai cái giả bò mã 9. Chị Nguyễn Minh Thư ơi, đây của nó là mã số 10 chị nhé. Mã số 10 giả bò này, chị Trần Phương Thảo có này. Ok, chị Nga Phạm có nhé, chị Nguyên Nga có này, chị Nguyên Nga có này, Nguyễn Nga có nhá, em chốt đúng đủ số lượng thôi. Cẩm Tú Đoàn lấy thêm một con nữa đi chị ơi, đẹp mà, con này đẹp lắm, của chị Mai Lương bỏ rách có ạ. Chị nào lấy chốt cho em nhá, 80.000 thôi, quá là rẻ, chẳng ở đâu bán cho các chị giá đó đâu. 80.000 hộ em với ạ, hết rồi đúng không chị? Có tờ này đúng không? Chị nào lấy thì chốt cho em giả bò kèm với điện thoại nhá. Chị Lan Ngô hai quần ok chị này, chị Nguyễn Hải Yến có. Mã số 9 của chị Đáo đầu rồng ạ, chị Mai Thanh có bỏ rách nữa ạ. Rách bao nhiêu, cả rách cả không rách bán với giá của nó là 80.000. Chị Minh Nguyệt có nhá, cho chị gái rách, chị Hải Anh cho em số điện thoại nhá. 65kg của chị Hải Văn Việt có vừa ạ. Có như thế bình thanh võ chốt cho em với. Con này của nó mà các chị không lấy là tiếc đấy, bởi vì nó đẹp cực kỳ luôn. Ok, của chị Sâu Nhín hai cái nhá. Rồi ok, của chị Dương Tuyết có này. Của chị Bình Nguyễn có nhá. Chị nào lấy chốt cho em với ạ. Có màu gì em có rách và không rách, toàn bộ của nó là màu xanh. Màu đen thì em đang cháy hàng, không có hàng, không biết là mai có không. Cái hàng này của nó đắt hàng cực kỳ luôn. Ok, bàn áo đằng sau chờ cháu một tí nhá. Dương Ngọc có này, ok, chị Nguyễn Hương có này. Mã 10 của chị Oanh Bùi cho em số điện thoại. Chị Nhung có nhá, của chị Minh Hiếu có nhá, của chị Hoa Lục Bình có ạ. Em khuyên chân ảnh các chị có 80.000 thôi. Nó đẹp long lanh. Áo đang mặc là mã số 9 nhá. Em đứng lên ghế cho các chị nhìn thấy cái dáng của nó nhá. Đó, tất cả đây là dáng quần. Đây là dáng quần các chị nhìn em nhá. Đó, đứng lên ghế thì nó hơi thô nhưng mà em đứng ở dưới thì nó hơi tối. Đứng lên cho các chị nhìn tổng dáng quần của nó này. Và tí nữa em có thể mặc cho các chị cái quần của nó là cái quần trơn. Cái quần này thì tất cả các chị 65kg, 67kg đổ xuống các chị có thể mặc vừa. Thì nào đấy thì chốt luôn với em đấy ạ. Đó, rất là đẹp. Ok, của chị Nông Thủy có nhá. Chip Đà Nẵng thì mất được khoảng 35-40.000 thôi chị nhá. Tùy theo chị còn lấy mấy sản phẩm. Một sản phẩm thì mất 28.000 và tí nữa các chị lấy nhiều hay là ít. Minh Thư cho em số điện thoại hai kiểu này. Ok, của chị Minh Thanh có nhá, của chị Hoàng có nhá. Rồi ok, của chị Thảo Vân cho em số điện thoại nhá. Có cả không rách đấy ạ. Chị Lâm Nông Thủy có này. Áo đầu rồng của chị Huệ Bùi có nhá. Em còn giờ này thôi coi.
Em còn tờ này con đây này. Chị nào lấy đi chốt nhanh, em không là hết hàng. Trong này bao gồm cả rách và không rách. Rồi ok, chị Huệ Bùi có nhá. À, em đã đứng lên cho các chị nhìn thấy rồi ạ. 64kg, cao 1m67, có vừa. Mặc đến đâu co giãn đến đó, bên trong của nó có lông. Các chị nhìn em nhé. Mặc đến đâu co giãn đến đó và bên trong của nó có lông này. Mặc rất là thích, rất là ấm. Mình đi giày thể thao rất là đẹp. Nhà Hương cái gì chẳng đẹp, đúng rồi. Đây ạ, nhìn em nhé. Và em lưu ý các chị này, mua ngoài thị trường các chị mua với giá 90.000 và 100.000, không phải hàng Quảng Châu. Đó là của nó là hàng, tức là hàng nhái thôi. Hàng Việt Nam, mặc rất là xấu, đúng của nó dài cực kỳ luôn. Ok, chị Hiền Nguyễn Thị nhé, đúng của nó sẽ dài tít xuống như riêng hàng của em nhé. Chị Hiền Nguyễn Thị hai cái như này, ok, của chị Ngọc Mỹ có ạ. Của chị Thu Hàng Nguyễn có nhé, chốt cho em nhé, mã 10 kèm với điện thoại nhé. À, đầu rồng đang bán với giá 135.000, chị Tuyết Nguyễn có này, chị Nguyễn Minh Thư có này, của chị Ngọc Mỹ có này. Ok, chị Luyến Vân hai con nữa nhé, chị nào lấy chốt cho em nhé. Giả bò kèm với điện thoại của em đấy ạ. Lưu ý là chia sẻ like cho em và chuyển được công khai ngoài kia hết rồi đúng không chị? Hết sạch rồi đúng không? Đây đây, còn mấy tặng đây. Có cả trơn, có cả không các chị nhá. Ok, bó xanh một đen, không có màu đen đâu chị Thúy Vũ ơi. Ok, của chị Hà Bùi có này. Của chị Hà Viện có ạ. Chị nào lấy đi chốt cho em nhá. Chị Hoa Hoàng có nhá. Rồi ok chị nhá. Xin chào chị My Hương. Chốt cho em mã số 10 kèm số điện thoại. Nguyễn Minh Thư có nhá. Mặc thử vừa trơn đi. Ok, em sẽ mặc thử luôn trơn cho các chị xem bây giờ. Đây là trơn của nó này. Còn kia còn cái này này. Bây giờ mặc thử trơn cho các chị xem nhá. Trơn của nó cũng đẹp lắm. Trơn của nó có trơn này. Có chân này và chân kia đúng không? Có một chân kia mang đây cho em. Có trơn xanh này này. Có trơn xanh một màu nhá. Trơn xanh một màu này, bỏ sách chị Phạm Thúy cho em số điện thoại này, chị Đỗ Lên có này, chị Nhung có này. Đó, đây nhá. Nhìn em nhá, em sẽ mặc thử cho các chị xem. Y như con quần bò luôn. Đứng luôn đấy các chị, lên ghế các chị nhìn thấy. Rất là đẹp. Quần này của nó mặc đến đâu nó sẽ ôm đến đó. Chị xem còn bao nhiêu con rồi hết ra nhé. Đây là quần trơn các chị nhá. Trơn như con quần bò thật đấy nhỉ. Quần trơn đây các chị nhá. Đây của nó là quần trơn. Quần trơn này của nó nhìn như con quần thật luôn. Mặc đến đâu ôm đến đó, co giãn đến đó. Nhìn em này, 65kg của xuống các chị mặc thoải mái vừa. Nhìn em nhá, đây của nó là con quần trơn. Chị nào lấy thì chốt luôn cho em với ạ. Đây là quần bò trơn này, cho em bò rách và bò trơn kèm với điện thoại, đứng gần cho các chị nhìn thấy nhá, nó rất là đẹp. Đây ạ, à, nhìn em này, có cả một màu, chị nào lấy màu nào thì chốt luôn cho em màu đó. Đây là mông của nó nhá, y như con quần giả bò luôn, không phải cái mông này các chị có thể tùy chỉnh theo trên cảm của mình. Đó, nhìn em nhá, chị nào lấy thì chốt luôn cho em, cho chị xanh nhá. Ok chị Thúy Vũ, đó con quần này thực ra là nhiều chị đến nhà em rất là buồn cười, mà sao nhìn nó thì, đây nhìn em, đây là chân quần nhá. Em dơ thẳng lên cho các chị xem nhé. Co giãn 4 chiều thoải mái. Đó. Mà không bao giờ bị nhão, không bao giờ bị trùng đũng. Em đứng lên ngồi xuống thoải mái, cái đũng của nó vẫn như thế. Tùy theo các chị kéo lên đâu. Đó, nhưng mình tránh trường hợp là kéo cao quá. Đấy, nếu quần chun mà các chị kéo cao quá thì nó lại thành hơi lộ phần phụ. Mình kéo bình thường ngang tầm thôi. Chị nào đấy cho nốt được em này. Chắc là cũng hết rồi, không có hàng đâu. Đã hết rồi đúng không? Chị nào lấy cho luôn em nhé. Chị có áo khoác bò không? Em có đấy ạ. Quần legging có màu khác không chị? Lấy màu để mặc thay đổi. Không có màu khác đâu, chỉ có màu đen thôi. Có khuy khác chị nhé. Quần legging hôm nay có hàng gì về đấy chị? Có mỗi mã đấy thôi à? Chị nào lấy cho luôn cho em nhé. Ok của chị Minh Nguyệt cho em số điện thoại nhé. Áo đang mặc bán với giá là 135.000. Xin chào chị Yến Trịnh nhé. Chị nào lấy cho em nhé. Hết hàng rồi này. Hết bò rồi này. Đó, sang một cái mã nữa cho các chị này. Bán rất là đẹp. Giá của nó rất là yêu thương. 66kg có mặc vừa chị Oanh Dung ơi, có mặc vừa đấy ạ. Các chị có thể là mặc vừa những con này rất là đẹp. Chị Phúc Thanh ơi đứng lên cho chị xem à. Đây nhá chị nhá, nhìn em này. Đó, tất cả cặp của nó là cặp thêu hoa. Rất là đẹp. Đây là cặp trơn. Cặp rách của nó, không biết là cặp rách có thêu hoa hay không. Đây là mông nhá, y như con quần luôn, chả khác gì nào. Để mà không sờ vào mà để ngoài nhìn thấy ấy, thì không phát hiện được cái con quần này của nó là con quần giả bò. Nó y như một con quần thật. Đấy, áo khoác phao không? Chị ơi áo khoác phao em còn đấy ạ. À, quần bò bao nhiêu? Quần bò giả bò này đang bán là 80.000 cho các chị em đang xả đấy nhá. Giả bò thì đi đâu ra có túi? Nó là giả bò thì làm gì có túi hả các chị? Đó, chia sẻ like cho em. Sau đó là sang con quần tất 3D. Quần tất 3D hôm nay có ít thôi. Có được khoảng 50 con. 50 con quần tất 3D cho các chị này. Tất cả hàng của nó là hàng Quảng Châu. Đây là quần tất 3D nhá. Đó, bây giờ em sẽ mặc quần tất 3D này lên cho các chị và bán cho chị con quần tất 3D này. Bán với giá của nó là ống chân quần của nó các chị có thể giẫm và các chị có thể để chân không?
Đó, bên trong của nó lớp lông mỏng nhá các chị nhá. Riêng cái lông này của nó thì rất là mịn và mềm. Dòng này của nó không xù, không bay, không nhão, không hỏng. Và bán cho các chị với giá của nó là bao nhiêu ạ? Em bán cho các chị với giá của nó là 120.000. Ok, giá bò hai màu của chị Thạch Thảo nhá. 120.000 đối với quần 3D này, số lượng có ít, chị nào lấy thì chốt luôn cho em nhé. Em sẽ mặc trực tiếp cho các chị nhìn thấy bây giờ. Bán áo khoác bò đi, chờ em tí nhá. Ok, giả bò của chị Oanh Trung có này, Oanh Dung có này. Chị nào lấy thì chốt luôn cho em nhá. Giả bò gần như là em cháy hàng, không có mai có về mã nào hay không thì phải chờ mai về. Đi em cái quần nhá. Phải chờ mai về thì em mới dám chốt cho các chị. Nó chưa về thì em không dám chốt. Quần này các chị 60kg đổ xuống các chị mặc vừa này. Đẹp nhá. Hàng này của nó mặc thoải mái các chị nhé. Đây của nó là quần 3D. Không xù, không nhão, không... tức là không gì cả. Nói không. Hàng này của nó rất là đẹp. Chị nào lấy thì chốt cho em này. Đây là quần 3D. Cho em 3D kèm số điện thoại nhé. Bán cho các chị với giá của nó bao nhiêu ạ? 120.000. 120.000 3D này cho các chị nhé. Em chẳng có nhiều hàng đâu. Chị nào vừa hỏi em 3D thì đây là 3D này. Đây là quần 3D cho các chị nhé. Chị nào lấy quần 3D thì chốt cho em nhé. 3D này của nó bên trong có lông. 120.000 cho các chị. Các chị cứ chốt thoải mái hoặc em với ạ. Đó, đây là quần 3D, rất là đẹp. Đẹp không? Các chị thấy đẹp không? Quá là đẹp luôn nhá. Đó, chị bỏ em về ghế nào. Chị nào đấy cho em. Nhìn như quần mỏng luôn mà mặc rất là ấm, mặc rất là thích. Các chị nhìn em nhé, mà đặc biệt nó rất là đều màu. Bình thường các chị mà mua cái quần 3D khác có quần mỏng không chị ơi không ạ? À, xem chốt hàng chị chưa? À, hàng út ơi chắc là chốt rồi. Mặc cả áo vàng đi, rồi chờ cháu tí nhá. Đó, chị nào lấy thì chốt em này. Đây là quần 3D. Màu của nó em chiều ánh điện vào thật cho các chị nhìn thấy nhé. Màu của nó đều chân, chứ nó không như những cái màu khác của nó là chỗ đen, chỗ trắng. Và đặc biệt là cái gân ở đây rất là xấu. Quần này của em không có gân. Quần này của nó gân may giấu ở bên trong. Nhìn em nhá. Lấy thì chốt cho em này. Đây là 3D kèm số điện thoại với giá 120.000. Chốt nhanh tay của em, chi ân đặc biệt khách hàng với quần 3D này luôn. Đó, chị nào lấy chốt nhanh cho em với nhá. 3D kèm số điện thoại 120.000 các chị nhá. Mặc mười váy ngắn, đúng rồi. Cái 3D này của nó là mặc mười váy mà các chị. Cho em số điện thoại các chị nhá. Cho em 3D kèm số điện thoại em mới chốt đơn hàng các chị ạ. Cạp của nó rất là thích. Đây ạ, cạp của nó mặc bên trong rất là thích này. Đó, rất là thích luôn. Em đang mặc hai quần, phải mặc hai quần chứ không phải nhìn trông như kiểu chuồng. Đó, các chị nhìn em nhá. 3D này của nó đẹp này, không xù, không bay, không nhão, không hỏng. Đây là chất vải của nó này. Dòng này thì em để các chị được kiểm tra hàng trước thanh toán nhé. 65kg của chúng các chị mặc vừa. Đẹp chưa? Đẹp long lanh, xinh lung linh. Chốt cho em 3D kèm số điện thoại. Số lượng em có hạn, chắc chỉ có được khoảng 5-60 con thôi. Chị nào lấy chốt nhanh tay, nhanh tay. Đó, hôm nay của nó hàng về này. Các chị thấy không? Nó về ít, em cũng đau lòng lắm. Em cũng buồn lắm. Đấy, buồn ơi là buồn. Các chị nhìn em nhé. 3D, cho em 3D kèm số điện thoại. Cho em giả bò kèm số điện thoại nhé. Đây ạ, nhìn em nhé. Đây này, về hàng này. Cào không rách. Quần tay của em nhé. Móng tay của em này. Cào thoải mái mà không sợ bị rách đâu nhé. Mặc ấm cực kỳ luôn. Cái quần này nó mặc dễ chịu lắm. Nó không như những cái quần khác mà mặc bó. Mà đặc biệt là những cái chân của mình ấy. Các chị toàn mua cái quần 3D của nó hai lớp đúng không? Bên trong của nó là một lớp nhé. Bên ngoài là một lớp. Bao giờ nó mặc nó sẽ bị xô. Và mình cào vào nó sẽ bị rách. Hoặc là mình giặt nó sẽ bị trùng ống bên trong. Như đây của nó trực tiếp lớp vải bên trong của nó là lông bám vào cái quần 3D này rồi. Chị nào lấy chốt cho em này. 3D kèm số điện thoại 120.000 cho các chị nhé. Tri ân khách hàng đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay với quần này. Ngày mai quần này về em lại bán với giá của nó là 135.000 bằng quần màu đen. Chẳng có lý do gì mà 3D lại rẻ hơn cái quần màu đen, nhưng số lượng của nó ít thì bán tri ân cho các chị không sao cả. Chị nào lấy chốt luôn em ạ. 3D kèm số điện thoại bao nhiêu đôi em? Chị ơi, một đôi thì các chị mà mua một đôi thì em sẽ giảm cho các chị là 10.000. Các chị mua một chiếc thì em sẽ tính các chị với giá là 120.000, quá rẻ rồi chị nhá. Quần sóc đang bán với giá là 250, đây là quần sóc nhung chị nhá. Ok, chị Nguyễn Thu có này. Chị nào lấy 3D chốt cho em nhá. Chị Thắm Huy có này. Ok, chị Minh Nguyệt có ạ. Chị nào lấy chốt cho em nhá. 40kg các chị có mặc vừa. Chị Thúy Trần có này. Ok, chị Thúy Nga có nhá. Chị Hạnh Trần có này. Chị Nguyễn Chiến có này. Của chị Hương Nguyễn có nhá. Quần nhung là 250 chị nhá. Phạm Thúy có ạ. Của chị Nguyễn Thu có nhá. Của chị Lý Hoàng có này. Ok, chị Nguyễn Nhung có quần 3D nữa ạ. Chị nào lấy quần 3D chốt cho em nhá. Áo đang mặc bà nội kẹo pin ơi. Áo này đang bán với giá là 135.000. Chị nào lấy quần chốt cho em với nhá. Ok, chị Mai Thanh có này, chị Dư Hiền có này. Quần sóc đang bán là 250, chị Hoa Hoàng có nhá. Chị Nguyễn Thị Chi có quần 3D.
Chị nào lấy 3D chốt cho em Hương nhá. Đó. Các chị nhìn thấy không? Không phát hiện được gân của nó nhá. Cả hai bên luôn. Tránh trường hợp các chị mua quần tất nó có cái vệt ở đây trông nó rất là xấu. Mình đang mặc cái chân bình thường như thế này mà tự nhiên hở cái vệt gân ở đây lên thì nó rất là xấu luôn. Quần này của nó không có, em đang đi với bốt này. Đó, rất là đẹp luôn, rất là xinh nhá. Chị nào lấy đi chốt luôn cho em 3D kèm số điện thoại. Em các chị cứ để lại số điện thoại, các chị có hàng này. Một đôi giả bò bao nhiêu? Một đôi giả bò là 160.000. Chị Mile có 3D ạ. À? Ok, giả bò chị Hoàn Trần có nhá. Thúy Vũ có 3D đấy này, hai quần 3D của chị Thúy Hùng có nhá. Mèo đi chờ em một tí em bán 3D đã nhá. Chị nào cũng cần 3D. Quần 3D này mặc mấy quần đùi cũng được, mặc mấy váy cũng được, mặc mấy quần tất, mặc mấy cái gì cũng được các chị nhá, mặc trong ấm cũng được. Đó, nhìn em rất là đẹp luôn. Bán cho các chị với giá của nó là 120.000. Áp dụng chia sẻ livestream của chế độ công khai, chốt nhanh của em với này. Bán không. Chị Cường Tuấn đây cái gì nhỉ? Ôi dồi ôi, bán không ok. Chị Anh Bùi có nhá, ok nhá, của chị Ngựa Sắt có nhá. Của chị Nguyễn Chuyến có này, chị nào lấy chốt luôn cho em với ạ. Chị Thúy Hùng có này, chị Thúy Vũ có này. Chị Oanh Bùi có nhá. Lấy áo đang mặc của chị Thúy Ngọc có nhá. Mã số 9, bà nội kẹo Win 3D có này. Chị nào lấy phải cho em 3D nhá. Chị Hương Trần có nhá, chị Quân Lương có ạ. Của chị Nguyễn Dung có ạ, của chị Mile có nhá. Cho em 3D kèm số điện thoại, em xem bên trong quần nào. Bên trong quần của nó, chị mang cho em. Đây, bên trong quần của nó đây nhá các chị nhá. Hàng này toàn là hàng Quảng Châu, bên em không có hàng nhái các chị nhá. Đây ạ, đây là bên trong quần, cạp của nó rất là dày này. Bên trong quần của nó toàn bộ là lông vàng. Nó không có hai lớp mà nó chỉ có một lớp thôi. Vì làm sao mà có lớp lông có nhá chị Kim Phụng nhá. Bình thường mà các chị mặc 3D này của nó mà lớp lông của nó bị rời khỏi cái mặt quần ấy thì là các chị rất hay bị xô. Tức là bên trong nó sẽ dài hơn bên ngoài. Nhưng riêng con quần này thì không. Con quần này của nó sẽ dính cả lông vào. Co giãn thoải mái cho các chị. Nhìn em nhá. Đây là nhìn thực tế hộ em này. Cái đường gân này của nó là khi các chị chưa mặc vào thì nó giãn ra mình, nhưng khi các chị mặc vào nó sẽ căng như em đang mặc. Nhìn em nhá. Nó sẽ căng như em đang mặc này. Quần này đường may ở giữa không chị ơi? Không có đường may ở giữa chị nhá. Quần này của nó may như một con quần bình thường. May như một con quần bình thường luôn. Vô tình mình mặc váy hay mặc cái gì ngắn mà mình hở ra thì nó cũng không lộ. Như các chị nhá, nhìn em này. Đây của nó có một đường, đằng trước đằng sau như nhau, như một con quần bình thường. Tuần sóc đen đang bán với giá của nó là 250 chị nhá, quần sóc nhung. Áo đầu rồng chị Hoa Lục Bình cho em số điện thoại nhá. Chị nào lấy quần 3D chốt cho em với ạ. Ok, chị Lan Thanh Trần có quần 3D nhá. 3D bên em không miễn ship chị nhá. Bên em không miễn ship cho trường hợp nào cả, kể cả các chị mua mấy chục triệu em không miễn ship. Chị nào lấy chốt luôn cho em với này. Đây là quần của em ấy ạ. Sau đó em sẽ bán cho chị một cái mã áo dài của nó rất là sang để các chị mặc với cả bộ này luôn. Mặc cả bộ ở góc kia chị kìa. Mặc cả bộ này luôn cho các chị nhá. Đó, quần áo này em sẽ bán cho các chị với giá của nó là 195.000. 195 cho các chị này, rất là đẹp. Hai vai của nó hổ đúng không? 195 bán luôn nhá. Mã này của em là mã mới tinh dài tay. Chị nào lấy chốt luôn cho em 3D này. 3D của chị Cúc Hoàng có nhá, 3D chị Thêm Chuột có nhá, chị Nguyễn Nga có này. Đó, chị nào lấy chốt luôn cho em 3D kèm số điện thoại. Hương ơi, hôm nay chị nhận được áo rồi. Vậy à chị ơi, mai điện lại để bên em hỗ trợ chị nhá. Mai điện lại cho em nhá. 3D của chị Minh Hiếu cho em số điện thoại nhá. Chị nào lấy chốt cho em ạ. Con áo này của nó rất là đẹp. Đâu size S đâu nhỉ? Đâu? Mặc cho đây nhá các chị nhìn em nhá, em mặc size S thôi. Đây, con áo này sẽ mặc cho các chị với cả bộ xem nó có đẹp không. Tay là tay ren và thân giữa của nó là cốt tông các chị nhá. Cổ của nó là cổ 3 phân này. Trang Lê lấy cho em số điện thoại nhá. 3D của chị Lê Thu có, chị Hộp Thư có nhá. Chị nào lấy 3D chốt cho em 3D nhá. Bây giờ sang con áo này, mặc cả bộ luôn cho các chị nhìn thấy này. Để cho cả bộ này luôn. Mai mặc quần da. Mai đi ăn cỗ rồi. Đâu có cỗ mình đi. Dở thế nhỉ. Hả? Mang cái quần thể thao đây để em bán nốt đi, xả nốt đi. Kia. Áo này đẹp nhỉ. Con này đẹp quá luôn đi. Đây nhá, con áo này bán cho các chị với giá của nó là 195.000 này. Em mặc cả bộ nha các chị nhá. Đó, đây các chị xem, nhìn em đúng tủng chưa? Con áo này bán cho các chị là 195.000. Chị nào lấy chốt nhanh cho em nhá. 195.000 đối với con áo này. Đây của nó là hàng Quảng Châu loại 1 và tất cả cái phần này của nó đều là đá đính từng theo cái sợi áo. Chất của nó thì quá đẹp luôn. Đó, bao giờ chị gọi điện chốt đơn, mai bên em sẽ chốt đơn, các chị để ý điện thoại em nhá. Em chốt đến khoảng 5-6 giờ chiều là em sẽ xong đơn. Đây tất cả của em này. Đây là cả bộ. Chị nào lấy áo này thì chốt cho em này. Đây là áo mã số 11 của em. Áo mã số 11, tay của nó toàn bộ là tay ren. Và cổ áo của nó là cổ 3 phân cho các chị nhá. Nhìn em ấy ạ, đây là hai bên.
Chị nào lấy cho luôn cho em này. Cái bộ này đẹp nhỉ. Áo này đẹp lắm luôn nhá các chị ạ. Em cũng để một bộ này để em đi ăn cỗ. Các chị thấy sang không? Sang cực kỳ luôn. Chốt cho em đây là mã số. Đẹp này chị nhỉ. Mã số 12 của em với này. Mã số 12 của em đối với con áo này nhá. Mã số 12 đối với áo này, quần nhung ngoài và quần 3D của nó riêng. Đôi bốt này, đôi bốt của em này các chị thấy con bạn đáng bao nhiêu tiền không? Đôi bốt của em này em mua có 120.000 đôi bốt này. Cái quần này 250, cái áo này của nó là 195.000, cả bộ rất là sang, quần 3D nữa. Chẳng cần gì phải cao sang mà khoác thêm một con áo choàng, con áo dạ nó thì rất là đẹp. Chị nào đấy chốt luôn cho em nhé. Lưu ý là chia sẻ like cho em chế độ công khai. Cái áo vàng canh mặc bán vải gì chị ơi, nó là len đấy ạ. Ok chị Đặng Thảo nhá, để cho em số điện thoại chị nhá. Lúc nãy đây quần 3D chưa lấy rồi nhá. Mã số 12 của em đối với áo ạ. Con áo này cam kết các chị mặc 5-10 năm nó mới hỏng. Chẳng bao giờ nó hỏng được, các chị thấy nó hợp lý không? Quần này đang bán là 120.000. Vai áo của nó này, quần này rất là đẹp, áo giữ nhiệt em có nhá. Cả vai áo và cả chân của nó đều giống nhau. Chị nào lấy đi cho nhanh cho em đấy ạ. Đây đang bán là 195.000 đối với áo. Chị cho em ghế lùi ở đây em chốt hàng các chị nào. Em chả nhìn đến các chị hỏi cái gì. Sao bên em gọi điện, sao bên em không thấy gọi điện. Em gọi hết rồi, chốt hết rồi, chẳng qua là các chị biển comment thôi. Mã 12 chị Minh Trinh có nhá. Quần sóc đen còn không em còn chị nhá. Quần đùi nhung của chị Hảo Hảo có này. Chị nào lấy chốt cho em cả bộ này đi. Đảm bảo các chị là đẹp. Con áo này đẹp quá luôn đi các chị nhá. Đẹp ơi là đẹp, chị Hoa Hồng Dương 3D có này. Ok, quần đùi nhung của chị Hảo Hảo nhá. Chị nào lấy chốt áo cho em nhá. Chắc là có được khoảng 450 con áo thôi. Cho chị bộ đó nhé. Chị Hải Anh cho em số điện thoại luôn nhá. Chị Hải Anh cho em số điện thoại là quần nhung cộng 3D cộng với lại áo mã số 12 kèm số điện thoại, các chị sẽ có đơn hàng. Xin chào chị Thi Khanh nhá. Con áo này đẹp ơi là đẹp các chị ạ. Con áo này xinh lắm, con áo này chất vải của nó đẹp. Tất cả hàng này của nó hàng FT3. Đúng rồi, quần 250 chị nhá. Mai có điện ok chị đàm dung cái này. Mã 12 em thấy các chị chốt rất là nhiều rồi. Ok, chốt cho em mã số 12 kèm điện thoại, em nhìn đang 6 chị rồi. Minh Tranh có nhá, chị Hồ Hương có này. Chị nào lấy chốt nhanh cho em với ạ. Chị nào mới thích mua bốt em giới thiệu các chị địa điểm mua bốt luôn. Rất là rẻ và rất là đẹp. Còn chân váy da không chị ơi, còn chân váy da. Mình có thể thay quần nhung bằng chân váy da, lấy áo quần em đang mặc. Ok chị Lê Huỳnh nhá. Đặt quần áo em đi. Ok chị nào lấy chốt luôn cho em với ạ. Ngựa sắt có mã số 12 nhá. Chị Duyên Hà có mã số 12, chị Minh Tranh có mã số 12 này. Hàng này của em là hàng Quảng Châu loại 1 đấy. Hiếm khi em có hàng này về lắm các chị ạ. Nó rất là hiếm, bởi vì làm sao? Những con áo này rất là đẹp. Quần tất 3D ok chị Bùi Thế Hằng nhá. Quần đùi nhung mã 12 của chị Hồ Hương nữa này. Chị nào lấy chốt Hồ Hương nữa nhá. Chốt rồi em với nhá. Cái này thì các chị chỉ cần mặc này. Mặc với cái dây qua trong ấy thì rất là sang. Một quần sóc nhung chị Hào Huệ cho em số điện thoại nhá. Chị Hạnh Nguyễn có này. Chị nào lấy chốt cho em mã số 12 kèm số điện thoại. Lưu ý là chia sẻ like cho em ở chế độ công khai. Một lần vào trang cá nhân của mình và 3 lần có hội nhóm lớn nhá. Bấm theo dõi Hương Đặng ở chế độ công khai. Chị Trần Diệp Hân Thu Hương Sốt với chị nhá ở chế độ công khai. Trần Diệp Hân có này, quần nhung và áo của chị Hải Anh có này. Chị Bình đôi dép VIP đẹp quá. Đôi dép VIP à. Đôi dép VIP đi trong nhà đấy. Hôm nay nhận được áo rồi, đẹp lắm, cảm ơn chị Thúy Nguyễn nhá. Đó, không thì bây giờ em sẽ mặc luôn áo công cho các chị xem. Chị Nguyễn Thị Kim Dung có mã số 12 này, lấy thêm một quần nữa. Ok chị Lê Huỳnh nhá, của chị Thu Ba Nguyễn có ạ. Chị nào lấy thì cho luôn cho em nhá. Mã số 12 kèm số điện thoại em ạ. Rất là đẹp, rất là sang. Quần nhung của chị Ngọc có nhá. Mã số 12 chị Vinh Nguyễn có nhá. Chị Xuân Lương có này. Chị ơi đẹp lắm luôn nhá, cả bộ này luôn. Đó thì em sẽ khoác thử cho chị con áo công nữa. Rất là xinh. Áo bao nhiêu đang bán với giá của nó là 195.000 đối với áo chị nhá. 195 đây của nó là hàng Hồng Kông loại 1. Xem chân váy da chờ em một tí nữa ạ. Chị áo này đang bán với giá của nó là 195.000. Chị nào lấy chốt nhanh cho em nhá. Cả bộ mã 12 của chị Nguyễn Tâm cho em số điện thoại nhá. Các chị cho em số điện thoại. Áo này là 195.000, hàng FT3 Hồng Kông loại 1 các chị nhá. Hàng Quảng Châu với hàng Hồng Kông của nó là ngang cơ nhau. Chị nào lấy chốt luôn cho em đấy ạ. Đoàn Thị Lan ơi, áo bao nhiêu đang bán với giá là 195.000. Chị Duyên Hà có quần 3D nữa này. Chị nào lấy chốt nhanh cho em nhá. Rất là đẹp luôn cho các chị này. Chia sẻ like cho em với nào. Ok chị Hoàng Hường, em nhìn thấy các chị có rất là nhiều, em bán hiện tại đến thời điểm này là gần 2.000 con áo rồi. Nhưng mà em không thấy các chị gọi là chia sẻ like mà mới có 800 bao nhiêu lượt thôi. Các chị mà không chia sẻ like là các chị không có đơn hàng đâu. Ôi Thương Trường ơi, em mà bán giày dép nữa thì chắc là em chết. Chị Lê Xuyên lấy mấy đơn rồi mà không thấy ai chốt là Lê Xuyên cho em luôn số điện thoại, chị Bình ghi luôn số này. 0988 nhé. 0988 718 743. Chị nào hay ẩn comment em sẽ ghi trực tiếp lên đây. Nếu như các chị không có mấy ngày mà không có đơn hàng em phải ghi lên đây. Rồi ok Lê Xuyên 0988 này. 718 743. Ok chị nhá. Mọi một con đấy ạ. Cổ áo có cúc, áo này có cúc, à có, cổ áo này có cúc không?
Quần áo này có cung đây các chị ạ. Em cứ thấy em chui em chẳng biết nó có cung hay không. Có cung đây chị nhá. Tiền hàng hai quần bò phải 110.000 à em. À, tiền hàng hai quần bò phải 110.000 à em. Tiền hàng nào chị nhỉ? Tiền hàng nào 110.000? Tiền hàng nào 110.000 à chị? Chị ơi tiền hàng nào 110.000? Cái quần giả bò em bán có 80.000 thôi. Hôm trước em bán 90.000 nhưng mà nếu mà cả tiền ship thì chắc cũng phải rơi vào tầm đấy đấy ạ. Rồi, trần áo mã 4 màu đỏ bán mã 4 màu đỏ còn không nhỉ? Mã 4 màu đỏ là cái áo nào? Chị nào lấy chốt luôn cho em nhé. Chị nào lấy chốt luôn cho em này. Chị mang cho em áo vàng kia đây. Đó, cho chị hai áo công, chị Hải Anh cho em số điện thoại nhé. Chị vừa trả hai quần giả bò 247 247.000. Hai cái quần giả bò là 180.000 đúng không? Thế chị cho em số điện thoại đi nào. Sao đơn của chị tiền ship cao thế? Chị muốn cái áo đen thứ 3 tay ngắn có cái. À có nhá chị Đoàn nhá. Mai chị nhắn tin cho em qua Messenger có người làm đơn cho chị. Hoặc là để lại cho em số điện thoại để mai nảy đơn nhá. Đó, chị nào lấy chốt cho em này. Mã số 10 của chị chốt bộ áo có thấy gọi đâu. Chị Công Đoàn ơi hôm 2 hôm rồi à. Công Đoàn cho em số điện thoại lại nào. Cho em số điện thoại lại chị nhá. Chị nào lấy 3D chốt cho em với ạ. Chị cũng chưa nhận được hàng hàng đây Hương ơi. Thôi được rồi. Hàng nhà em đẹp và đắt và đặt mấy hôm rồi rất ok. Cảm ơn chị Hương Trần nhá. Rồi cái hàng này của nó đẹp lắm. Hàng này không chê được câu nào. Chị vừa trả mùng 1 tháng 12 gửi chậm. Vậy à 247.000. Chị cho em số điện thoại nào chị Trần Thanh Bình. Cho em số điện thoại của chị nhá. Lẽ ra tất cả các chị mà phí ship mà chênh lệch quá cao so với bình thường, các chị phải gọi điện cho bên em nhé. Chị nào nó quần 3D thì chốt luôn cho em quần 3D này. Công Đoàn ok em có nhìn thấy số điện thoại của Công Đoàn cho chị này. 0977 không chốt đơn hàng cho chị đấy. 0977 này. 807 897. Rồi ok em nhìn thấy rồi ạ. Vâng chị chụp đơn hàng chị gửi luôn cho em mai em xử lý cho chị. Nếu mà đúng mà nhầm như thế thì hệ thống người ta sẽ có trách nhiệm người ta trả lại cho chị ấy. Đó chị nào lấy chốt cho em nhé. Chị Quyên Đoàn ơi để lại cho em số điện thoại. Có, hàng đó em có đấy. Con áo đen này em có này. Chị Quyên Đoàn để lại cho em số điện thoại nhé. Bây giờ sẽ sang xả hàng cho chị nhé. Chân váy kim sa. Chân váy kim sa này em còn khoảng 20 con. Xả nốt cho các chị với giá là 120.000 này. 120.000 cho các chị chân váy kim sa này nhé. Chân váy kim sa này xả một của em nhé. Xả một chân váy kim sa của em nhé. 120.000 cho các chị nốt này. 120.000 chân váy kim sa cho các chị xả một. Chị nào lấy thì chốt nhanh cho em ạ. Chân váy kim sa này mặc luôn với lại quần tất 3D này, đẹp. Có mỗi cái mặt tiền đấy. Chân tay đau gãy vẫn còn ngồi được. Nhưng mà mặt mà xấu không lên đâu. Thế hả? Chị nào lấy chân váy này thì chốt cho em nhé. Bỏ em về ghế chị đi. Chân váy này là chân váy kim sa. Em đang mặc trực tiếp với quần 3D cho các chị xem nhé. Chị nào lấy chốt nhanh cho em nhé. Đây là chân váy kim sa. Đây là xả một kèm số điện thoại của em. Bán cho các chị với giá là 120.000 nốt. 65kg đổ xuống là các chị có thể mặc vừa. 65kg đổ xuống là các chị mặc vừa con cái chân váy này rồi. Chị nào lấy chốt cho em nhé. Đấy, mặc với quần 3D rất là đẹp nhé. Chị nào lấy chốt nhanh cho em. Xả một kèm số điện thoại 120.000 chân váy kim sa. Chỉ có màu đen, không có màu gì nữa cả. Đang cháy hàng này. Em còn dư hàng này là của khách thân yêu ở Thái Nguyên lấy xỉ chứ chả lấy sọ gì đấy. Chứ bình thường bên em cũng cháy hàng. Chị nào lấy chốt cho em nhá. Co giãn thoải mái. Đó, co giãn thoải mái cho chị nhá. Ngồi đến đâu mà co giãn đến đó. Rất là thoải mái mà mặc nó không bị dặn, không bị ngứa. Chị nào lấy chốt cho em ạ. Xả một kèm số điện thoại. Không thấy chả làm cho chị chán quá đó. Ô chị Quyên Đoàn ơi, thế thì chị gửi sang Maxigo cho em đi, có người làm luôn cho chị. Em cho chị Bình làm luôn nhá. Bởi vì là có khi là nhân viên bên em bị mất một cái nick rồi. Không biết là các chị ấy cứ gửi vào đó, lại rẻ rồi, chân váy đang xả mà. Xả một kèm số điện thoại em nhá, cho chị một quần tất 3D, ok chị Thu Hiền nhá. Cho em xả một kèm số điện thoại này, ok chị Phạm Lan. Áo hai vai cột sau đi, chờ em một tí em sẽ bán luôn bây giờ. Chị nào lấy chốt luôn cho em xả một kèm số điện thoại này. Đẹp nhỉ. Đến em còn chẳng nghĩ em mặc bộ quần áo này nó lại đẹp đến thế. Bình thường em nhà em lâu thôi á. Khách hàng đến nhà toàn hỏi không biết đâu là chủ. Đó, nhìn nhân viên còn sáng sủa hơn là chủ nữa bởi vì lù dù lắm. Đấy, chị nào lấy chốt cho em nhé. Xả một kèm số điện thoại chị mang lên cho em với ạ. Lên bộ nỉ đi, bộ nỉ hôm nay không biết. Hôm nay có bộ nỉ nào không chị? Có về bộ nỉ nào? Không, mai mới về. Mai mới có hàng nỉ. Cho chị xem áo vàng đằng sau. Áo vàng đằng sau bán luôn bây giờ. Chị nào lấy chốt luôn cho em nhé. Đây là xả một kèm số điện thoại, ok. Cho chị một cuộn tất 3D có rồi này. Xả một 120.000. Thấy các chị chốt rất là chậm. Ôi trời ơi. Em còn đây, em còn có tờ này thôi. Đó, em chẳng có nhiều.
Còn cái tuần này cho các chị thôi. Một quần rất đen ok của chị Thu Huyền nhá. Còn cái tuần này con xả một thân váy. Mặc không cũng được, mà mặc mấy quần 3D cũng đẹp, mặc mấy cái gì cũng đẹp. Chân váy bao nhiêu? 120.000 chị Kim An Phạm nhá. 120.000 cho các chị nào lấy cho nhanh cho em này. Sau đó là sẽ bán con áo vàng đằng sau. 120.000 nhá các chị nhá. này, lưu ý là chia sẻ like cho em nhé. Chị Hạnh Nguyễn ơi, 5 ngày chắc mày kia chị nhận được hàng thôi. Em quần da em mặc, quần em đang mặc, quần em đang mặc em bán với giá của nó là 120.000. Váy đẹp hơn quần là Hương ơi. Váy mặc đẹp mà. Quần đang mặc là bán 250.000. Quần mặc là 250. Còn cái quần 3D em đang mặc là bán với giá là 120. Còn chân váy em đang mặc 59kg có vừa nhá. Chân váy giá thế nào đang bán với giá của nó là 120.000. Đó, các chị chốt nhanh xả một hộ em rồi nhá, không có nhiều hàng đâu. Chị bây giờ mình chị Huyền Thanh con này mà rất là rẻ. Hôm trước em bán con áo, con váy này em bán 400-500 con cơ, chứ không phải là ít. Một buổi tối áo giữ nhiệt có nhá, áo giữ nhiệt sẽ bán luôn cho các chị bây giờ. Chị nào lấy thì chốt nhanh cho em này, xả một kèm số điện thoại của em. Lưu ý là chia sẻ like ở chế độ công khai. Chị nào lấy thì chốt cho em xả một nhá. Áo giữ nhiệt sẽ bán cho các chị bây giờ, chờ em một tí. Áo giữ nhiệt bán cho các chị là 140.000. Chị Nguyễn Đức Hiếu ơi, đang xả em còn ít thôi. Nhà em thì hàng hôm nào nó cũng về không có nhiều. Áo giữ nhiệt chờ em một tí nhá. Nó con xả một chân váy kim sa này, nó rất là đẹp. Một quần 3D của chị Phạm Thị Thím, Phạm Thị Thím ra cho em từ điện thoại nhá. Khi nào lấy chân váy thì chốt luôn. Em thấy con chân váy này đẹp, mặc sang cực kỳ luôn. Xả một vàng bò một con nữa này. Chị nào lấy xả một chốt cho em nhá. Kim An Phạm 59kg có mặc vừa. Đó, chị nào lấy chốt cho em xả một kèm từ điện thoại. Xả một kèm từ điện thoại này của chị Kim An Phạm có nhá. Đâu ạ? Đây là con áo này của em, còn tuần này con thôi đúng không? Hết hàng rồi. Còn Kim An Phạm mà để lại cho em số điện thoại nhé. Một chân váy của chị Quyên Cao nữa này. Ok, của chị Tươi có nhé, của chị Hoa Hấn Dương có ạ. Áo đang mặc bao nhiêu bán với giá là 195.000. Chị nào lấy chân váy đi chốt luôn cho em nhé. Ốp lưng điện thoại của em đẹp, sử dụng máy gì vậy? Chị ơi thế à, cái này của em nó ốp nhựa mà. Cái này của em nó ốp nhựa đấy. Đây của nó là cái gì chị nhờ? iPhone. À đây là 7 Plus. Đó, đây là iPhone chị ạ. Đây này, đây cái vỏ ốp này em mua có, em mua cái vỏ ốp này 80.000 hay sao ấy. Thiên Nga, dùng rất là bền. Hai bên của nó là ốp nhá các chị nhá, hai bên của nó là nhựa. Đấy, các chị em không bán cái hàng đó. Đây váy đây chị nhá. Rồi ok, mai em sẽ cho người chốt cho chị. Em nhớ mai em sẽ cho người trực tiếp chốt cho chị qua Maxigo. Nhìn em này. Đây là chân váy. Chị nào lấy chân váy thì chốt cho em chân váy nhá. Đây là áo mã số 12. Đây là xả 2 cho em. Xả 2 có vàng và có màu kem này. 150.000 cho các chị nhá. Áo này của nó là hàng lông thỏ rất là đẹp. Chị Kim Anh Phạm có nhá, chân váy da còn nhá, chị Bùi Thí Hằng nhá. Chị nào lấy chốt cho em nhá. Chân váy là xả 1, áo vàng len này là xả 2. Mang quần mèo đi. Giả bó đi đi, chị cũng còn đi đi. Mày đi. Ủa, giúp xếp rất buồn cười nhá. Xếp chỗ kia tí, ngoài sân tí, trong nhà tí. Đây là con áo vàng. Con này là con xả 2, 150.000 cho các chị nhá. Đây là con xả 2, 150.000. Mặc một cái gì cũng đẹp cơ nhỉ. Bốt một quần 3D, chân váy mặc một cái gì cũng đẹp các chị nhá. Chị nào lấy con xả 2 thì chốt cho em. Đây toàn bộ của nó là hàng Quảng Châu loại 1 này. Xả 2 của chị Nguyễn Hạ có nhá. Là 55kg, có vừa thoải mái. 55kg các chị mặc vừa. Như thế nào chị nhỉ? Hai hôm mua 13 áo mỏng 4, mong 4 không có mỏng, 6 có rồi. À, mã số 6 tức là à thế à. Chị Hoa Vũ Thị cho em số điện thoại nhá. Chị Hoa Vũ Thị cho em số điện thoại luôn này. Chị bảo cái gì đây? Bảo nói không cần 150 còn thì cho. Bảo nói không cần bán cho chị. Hai hôm mua 13 áo. 13 áo mông, 4 áo không có mông, không có mỏng, 6 có rồi. Em không hiểu chị Hoa Vũ Thị nói cái gì. Chị nói lại với em với nào. Chị Hoa Vũ Thị cho em số điện thoại nhá. Ai gọi điện thoại? Chị cho em số điện thoại nào. Không biết chị nói cái gì em còn không hiểu cơ. Cái gì cứ cái gì. Nhân viên bảo không cần bán. Chủ nói
Em không hiểu, chị cho em lại số điện thoại nào. Tất cả bên em cho các chị kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Tất cả bên em cho các chị kiểm tra hàng trước khi thanh toán, cho nên là có vấn đề gì các chị cứ kiểm tra hàng trực tiếp. Nếu như không đồng ý các chị thì các chị có thể không nhận hàng. Đó, còn cái gì thì các chị phải gọi điện cho bên em xử lý. Còn khi chưa gọi điện thì các chị rất là đừng có nói những cái câu nó dư thừa làm cái gì, nó rất là mệt. Bởi vì là nhiều chị phải quay lại xin lỗi shop bên em rất là nhiều, toàn những nói những câu vô lý và thừa thôi. Nó tất cả những cái gì mà chưa được bên em giải quyết thì các chị đừng đánh giá linh tinh. Đấy là em nói chân thành. Còn chị mua của bên em nếu như là đã mua vào, chị đã mua vào xem nào, chị đã mua vào 2 áo 130k. Em không hiểu, chị nói cái gì em không hiểu nhá chị Hoa Vũ Thị nhá. Cho em số điện thoại của chị nào. Ok chị Xuyên Cao xả hai nữa này. Ok chị Sâu Nhím có nhá. Chị Hà Sang có này. Chị để lại cho em số điện thoại, em sẽ cho người. Đây 0987 chị mình gọi luôn em nhá. 0987 0987 này, chị không phiền em sẽ xử lý luôn cho chị trực tiếp bây giờ. 0987 237 573 để xem nào ai nhắn tin cho chị là không cần bán hàng cho chị. Đó, nhân viên của em có thể nó không cần bán hàng cho chị nhưng mà em thì rất là cần. Và các chị đến với em chứ không phải là đến với nhân viên của em. Bây giờ các chị sẽ nghe em xử lý trực tiếp đơn hàng của chị nhá. Sâu Nhím có này, Quyên Cao có, Hà Sang có này. 155.000 nhá. Ok chị Bùi Thị Hồng có màu đỏ chị nhá. Chị Ngọc Lê có ạ. Có màu đỏ này. Màu đỏ em còn 3 con. Có 3 con màu đỏ nhá. 155.000 cho các chị. 150. Rồi ok chị Hà Huệ có này. Đó, áo hổ báo em bán bao nhiêu đấy? 190.000 chị nhá. Hổ báo 190.000 thôi. Của 5 chị ở trên em chốt cho chị này. Đó, có 5 chị ở trên có 5 con áo này rồi. Tất cả đây của nó là hàng Quảng Châu loại 1. Có đỏ không? Chị Bùi Hồng Hồng ơi, có 2 con đỏ, có 3 con đỏ đây này. Đấy chị nghe máy đi, em cho nhân viên trực tiếp xử lý cho chị rồi đấy. Đây nhé, màu đỏ này. Đây là màu đỏ. Màu đỏ của nó đẹp không? Màu đỏ này em có 3 con. Tổng cộng có 3 con màu đỏ thôi, sau đó là còn con màu kem. 3 con màu đỏ này. À, chị Bùi Hồng Hồng cho em số điện thoại nhé. Gọi số điện thoại để chốt hàng. Chị gọi cho em bằng 9 số điện thoại em đang trên tường rồi, mai em sẽ đăng lại. Chị mua 2 quần giả bò và 1 quần mèo 125 mà tính nhầm cho chị gói hàng. À thế à? Chị cho em số điện thoại đi. Chắc là bị nhầm một đợt của các chị rồi. Mai Hậu cho em số điện thoại là nhầm ship nhé. Màu vàng bao nhiêu shop đang bán là 150.000 cho các chị thôi. 150. Toàn không thấy trả lời nhắn tin. Ôi giời ơi, chị mà nhắn tin cho bên em thì không ai trả lời thật đấy, bởi vì bên em nó quá tải đơn hàng. Rồi ok, của chị Huyền Thanh Nguyễn có nhá. Bên em các chị có vấn đề gì các chị cứ gọi trực tiếp cho bên em, chứ nhắn tin mà những cái chỗ mà những cái line mà đông khách như bọn em rất là khó trả lời cho các chị bằng tin nhắn. Thậm chí là nhiều lúc như này, đăng lên tường thông báo cho chị là có hàng mới, đó là đăng để thông báo thôi chứ không phải là đăng để nhận đơn hàng đâu. Màu kem của chị Thúy Vũ có này, của chị Bùi Hồng Hồng có ạ, lên đỏ của chị Thanh Huyền có nhé. Xá hai của chị Hoa Hướng Dương có này. Chứ các chị cứ chờ bên em mà nhặt đơn ở qua Messenger mới qua các chị bình luận thì bên em không nhặt được. Nói thật với các chị như thế, lượng khách của nó quá đông, các chị theo dõi thì các chị biết. Các chị có thể là gọi trực tiếp cho bên em vào số điện thoại cho nó nhanh. Chứ bây giờ cứ đặt em đăng lên tường chỉ là thông báo các chị nó có hàng mới thôi, chứ không bao giờ là đăng lên tường để nhặt đơn trên đó. Nó không có thời gian đâu các chị ạ. Thông cảm cho bên em như thế nhá. Có vấn đề gì cứ gọi điện trực tiếp. Nếu không gọi điện được một lần, các chị để lại cho em 5-10 cuộc điện thoại. Áo này đang bán là 150. Ok, của chị Quyên Đoàn, một con màu đỏ này. Có 3 con màu đỏ thôi. Thế là hết con màu đỏ rồi chị nhá. Một áo vàng của chị Đinh Loan nữa này. 55kg có mặc vừa. Bán nốt cho chị là 150.000 xả 2. Chị lấy em đang mặc là 55kg. Ok, của chị Phượng Nguyễn cho em số điện thoại nhé. Chị Phạm Lan có này. Váy kim sa của chị Thắm Huy cho em số điện thoại nhé. Váy kim sa chị Thắm Huy, Ly Phạm cho em số điện thoại nhé. Màu kem đi ok, mặc màu kem nhé. Đó, màu vàng hết rồi này. Màu kem này còn có vài con này. Màu vàng còn 2 con. Chị nào lấy chốt cho em nhé. Đây là con xả số 2. Mà gửi màu đỏ mà gửi màu vàng đất, chị gửi đơn hàng không đổi lại cho chị. Chị Chiến Trinh để lại cho em số điện thoại đi. Chị gửi bên em nhận được sẽ gọi điện cho chị trực tiếp luôn. Ok, cái vàng lông thỏ của chị Bên Tâm nhé. Bây giờ các chị gửi hàng cũng không được nóng ruột đâu. Nhận được hàng bên em sẽ gọi cho các chị, không phải là từ không thể ăn cướp hay là không thể giấu đơn của các chị được, mà về đến nơi sẽ gọi điện trả cho các chị trực tiếp, không có màu trắng. Đó, còn chân mày da không em còn chị nhé. Bên em có nhân viên đổi hàng cho các chị trực tiếp khi hàng về đấy. Có hàng về một cái là có người gọi điện luôn cho các chị đổi hàng. Chưa biết bán ở đâu nhưng sẽ đổi cho chị rất là nhanh. Đây là màu kem này chị này. Đó, đây là màu kem nhá. Chị nào lấy màu kem này thì chốt cho em này. Màu này của nó đẹp. Màu này kiểu như là màu lòng tôm tươi ý. Màu lòng tôm tươi. Màu này mặc rất là tôn da. Chị không nghe. Có, em nhìn thấy rồi chị Phượng Nguyễn nhá. Chị cứ để lại cho em số điện thoại là các chị có đơn hàng. Len màu đen ok của chị Diên Hạ. Làm gì có len màu đen. Cái này em chả có ghép màu đen cả. Còn có một cặp này của nó toàn là màu kem này.
chốt cho em nó kem nhé. Hình con bướm này của nó là may trực tiếp đấy ạ. Cứ để lại cho bên em số điện thoại là các chị đã có đơn hàng rồi, cứ để lại số điện thoại là các chị đã có đơn hàng rồi nhá. Là em đang cho người điện cho chị trực tiếp luôn chị Hoa Vũ nhá. Chị lấy vàng à, chị Phương Nguyên ơi, phải để lại cho em số điện thoại chứ. Nói nhiều thì nói nhưng mà không để lại số điện thoại làm sao em xuất được hàng. Chị Phạm Hà, em nhìn thấy hai ba con. Con thứ ba, ok của chị Quyên Đoàn, con thứ ba có nhá. Màu kem của chị này, Phương Nguyễn có này, của chị My Lê có màu kem này. Chị nào lấy màu kem chốt cho em nhé. Màu kem này em có ít thôi, có tận này con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con cả con em đang mặc. Váy em đang bán với giá của nó là 120.000 chị nhá. Áo Đinh Ngọc, chị Hoàng Hải Uyên cho em số điện thoại nhá. Ba cái nữa. Còn áo đen có Ngọc không? Áo Ngọc à? Áo Ngọc chắc là em còn. Ok, chị Quyên qua cho em số điện thoại này. Chị nào lấy màu kem thì cho em số điện thoại nhá. Đây của nó là len lông thỏ rất là mềm mà rất là thích. Tất cả cái đường này của nó đều là đính trực tiếp vào áo và không bao giờ sợ bị hỏng các chị nhá. Không bao giờ sợ bị hỏng này. Đây của nó là con ong. Con ong này của nó được thêu trực tiếp trên áo, từng cái mắt của nó luôn nhá. Ok, màu kem của chị Hoàng Hải Uyên có này, Ly Phạm có này. Cả hai màu kem của các chị có nhá. Vàng của chị Dung Dương Bùi có ạ. Chị nào lấy chốt cho em, chị Quyên Cao để lại cho em số điện thoại nhá. Hoàng Hải Uyên có này. Cho em số điện thoại này. Còn 2 4 5 con. Chị nào lấy chốt nhanh cho em nhá. 5 con. 5 con này của nó rất là đẹp. Chân với da chị Bùi Thúy Hằng có này, ok nhá. Của chị Ngọc đúng không? Chị Ngọc một kem và một vàng. Vẫn còn nhớ tên chị Ngọc cơ. Chị Ngọc một kem một vàng này, chị Dương Khuê có ạ. 150 thôi. Em đang xả hàng. Áo thứ ba, ok, chị Quyên Đoàn em sẽ chốt luôn cho chị. Hàng hôm nay có rất là nhiều. Xả ba còn hôm qua không Hương ơi? Xả ba hôm nay nó hết rồi. Cái gì em xả hôm qua này hôm nay đã không còn thì nhá. Có quần tất không? Em đang mặc quần tất 3D này. Có quần tất 3D và có quần trơn. Chị nào lấy quần trơn thì cho em trơn và chị nào lấy 3D thì chốt cho em 3D. Rồi màu kem chị Phạm Lan cho em số điện thoại nhá. Có áo phao cổ ngắn không? 2-3 hôm nữa có rồi. Chị Nguyễn Thương ơi, màu đỏ hết rồi nhá. Và bây giờ bán sang con áo bông tuyết này. Bông tuyết này cũng 150 này. Bông tuyết này 150 cho các chị nhá. 150 hết hàng. Đó, con này của nó thì đẹp. Cái áo này thì đang lạnh rồi, các chị mặc nó rất là ấm. Rất là thời trang. Đây nhá, nhìn em này. Đây của nó là áo màu đây là áo bông tuyết. Em còn có vài con thôi. Chị nào lấy chốt cho em với ạ. Hết tiền với Hương rồi. Ôi trời ơi, chị ơi, đáng bao nhiêu tiền đâu. Em bán 150.000 con này là đúng bằng giá nhập của em rồi đấy. Tất cả những hạt ngọc này của nó đẹp. Cái hàng này là hàng từ đầu vụ của em đấy. Em có mấy con màu vàng này. Có 2 con màu vàng, 5-6 con màu kem. Đúng cùng đợt này luôn. Bông tuyết của nó nhìn em với ạ. Màu kem... Kem ở Nam mặc được không? Chị ơi không mặc được. Nếu mà ở Nam các chị mặc con áo này sẽ bị nóng. Sẽ bị nóng con áo này nhá. Các chị ngoài Bắc thôi. Đây của nó là màu kem này. Màu vàng em còn 2 con. Màu vàng em còn 2 con này. Quần tất giá bao nhiêu? Quần tất đang bán với giá của nó là 120.000 đối với quần 3D và 135.000 đối với màu đen. Đây nhá. Vâng, okay. Đó, đây là màu vàng có 2 con. Có quần sót không em? Em có quần sót nhá. Như nào thì mình? Nhân viên nhà mình hôm nay có nghĩa là chị, có nghĩa là lần trước là chị hôm mùng 5 mùng 6 ấy là chị có mua hàng là hơn 1 triệu. Nhân viên là bảo là đặt cọc thẻ thì cọc thẻ rồi thì hàng đấy là 7 cái áo thì chưa đến nơi. Thế còn hôm nọ là mùng mấy đấy thì là có nghĩa là hàng có một gói hàng nữa. Thì hôm nay hàng về đến nơi rồi. Thế nhưng mà có nghĩa là chị đặt là 2 cái áo 130.000 ấy thì là không có cho chị ý. Thì lúc chị hỏi chị bảo là tại sao cái áo nó không có chị mà không báo chị. Thế là con này nó nói chuyện. Thế chị bảo là nhân viên nó láo với chị, bảo là thế thì em không cần báo cho chị nữa với cái nọ thế kia. Đơn hàng đấy là ai người làm? Chị không biết, chị bảo là chị trực tiếp là gọi là số 209. Thế nhưng mà hôm nay chị gọi điện lại hỏi thì nếu mà bảo là không có thì như nào đấy chị nói với chị một câu. Hay bảo là thôi chứ mà như thế thì chị giả lại bên em. Em không cần bán cho chị, chị nói kia. Chị nói như thế, bảo là vâng rồi em mai em chị mai cho xem ngay xem ai là người làm cái đơn hàng đó. Chị cho nghỉ việc luôn cho em. Mai chị sẽ là chụp cái bill đó nhìn xem ai là người làm đơn đó cho nghỉ luôn cho em.
Không phải nói nhiều. Không, có nghĩa là hôm nay chị gọi điện lại thì là trả lời chị là như thế. Ok, một bông tuyết của chị Hạnh Trần có này. Đó, chị nào lấy cho em nhé. Bông tuyết 2XL, chị ơi con này 65kg đổ xuống mặc vừa các chị nhé. 65kg đổ xuống các chị mặc vừa, có xả áo đá. Quần tất em đang mặc em bán với giá của nó là 120.000 và 135.000 đối với quần tất của nó là màu đen. Đó, chị nào lấy cho em nhé. À, em đang mặc bao nhiêu vậy? Cái áo em đang mặc này em bán với giá của nó là 150.000. Bông tuyết màu da của chị Hạnh Trần có này. Nó 150.000 cho các chị nhá. Em cũng không có nhiều đâu. Em chỉ có vài con thôi. Đây là bông tuyết. Bông tuyết kèm số điện thoại em đấy ạ. Kem bông tuyết ok của chị Nguyễn Thương. Của chị ok, chị lấy cả bộ nhá. Kem màu kem bông tuyết của chị này. Cái màu này của nó thực ra nó rất là sáng da và rất là xinh. Mặc màu nó rất là đẹp. À, có xả áo đá không? Có như chị Bùi Hồng Hồng. Áo đá có xả cho chị bây giờ đấy. Em sẽ bán cho chị áo đá luôn bây giờ. Các chị lưu ý là chia sẻ like cho em với nhé. Để em chốt hàng cho chị thật là nhanh. À, cho chị một con áo trinh canh màu vàng kia. Chị Đặng Thị Hiền ơi, đấy là con xả 2. Ok, xả 2 vàng và kem của chị Song Phương nhá. Xả 3 bông tuyết màu da của chị Ngọc Mỹ nữa này. Bây giờ em mới nhìn thấy chị Ngọc Mỹ vào hay sao ấy nhỉ. Bây giờ mới nhìn thấy chị Ngọc Mỹ vào. Đó, em còn có 2 con bông tuyết màu vàng, 2 con màu kem. Chị nào lấy màu nào thì chốt luôn cho em. Màu vàng của nó rất là xinh. Đây ạ, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. 4 con. Chị nào lấy cho luôn cho em nhé. Song Phương của chị là 4 cái. Song Phương thỉnh thoảng mới xuất hiện ấy nhỉ. Lấy hàng về bán và bây giờ mới nhìn thấy chị Hằng Cao Thị nhé. Chị hỏi em cái gì chị hỏi lại đi. Chị thích cổ áo cái bông to trên vai em có không? Em có. Con mã kia của em là con mã số mấy chị Bình nhỉ? Con mã số 6 đúng không? Con áo bông hoa kia là mã số 6. Mã số 6 của em đấy ạ. Không có áo cho người 60 tuổi rồi cô ơi. Cháu không có nhá. Đấy, một vàng bông tuyết của chị Thu Mai có nhá. À, bông tuyết màu da của chị Nguyễn Hồng có này. Áo đá hai vai nhé. Áo đá hai vai à? Áo đá hai vai còn một mã này. Một mã này áo đá hai vai. Áo đá hai vai cái con đấy. Đâu? Áo cộc tay ấy. Mang đây cho em. Áo đá hai vai mang đây cho em. Áo đá hai vai em sẽ bán luôn các chị bây giờ nhá. Với giá của nó sẽ xả nốt cho nó hết hàng này. Lưu ý là chia sẻ like cho em chế độ công khai. Cái chị ban nãy là nhân viên của bên em. Chắc là vấn đề gì khúc mắc đấy, trục trặc khi nhận hàng, nó biết gì các bạn, mà các bạn ấy không bán hàng. Mai em kiểm tra xem ai là người làm đơn đó. Bên em chỉ cần nhìn chữ phát. Các chị có cái vấn đề gì về nhân viên bên em, các chị cứ điện lại cho bên em nhé. Điện lại cho bên em. Em sẽ xem là các bạn ấy làm việc như thế nào. Đó, ok, bông tuyết màu kem của chị Hoa Hấn Dương có nhé. Có nhìn thấy Ruby Trần nhá. Mai chị sẽ ghi một số điện thoại của chị vào. Đây nhá, nhìn em nhá. Con áo này đẹp chưa? Con áo này sẽ bán cho các chị với giá của nó là 100 bao nhiêu tiền? Hôm trước bán 100 bao nhiêu tiền chị? 160 đúng không? Đúng không? Hôm nọ hôm qua 165.000. 165 à? 165 vừa mới bán hôm kia xong. 165.000 các chị nhá. Còn có độ khoảng hơn chục con thôi, bán nốt cho các chị là 160. Cho chị thêm một bông tuyết ok chị Thu Mai nhá. Hi hi cái gì mà hi hi. Đây ạ. Bởi vì bên em nhân viên bên em ấy em rất là nghiêm khắc với nhân viên. Các chị chưa lên nhà em thì các chị không chưa biết thôi đấy. Bông tuyết đang bán giá là 150. Thì chắc là phải có lý do gì đó thì mai em sẽ hỏi sau. Trực tiếp mai em sẽ xử lý cái đơn này. Đó, các chị nhìn em nhé. Con áo này bán cho các chị với giá của nó là 160.000. Đây là con xả số 4. Hình cái lá nào nhỉ? Hình cái lá kia hả chị? À, đấy là của em là mã số 6 đấy. Bông tuyết màu kem của chị Mai Thúy Hằng nữa này. À, chốt cho em cái áo lông vũ hôm qua like nhé. À, hàng con lợn ấy. Ok ok. Nhưng mà chị Hằng Cao Thị ơi, chị mặc màu gì mới được? Chị mặc màu gì mới được? Bây giờ thì xem là cái áo lông vũ đấy còn những cái màu gì và size gì chị trả hết hàng chưa? Còn những size gì? Cái hàng lông vũ bên em cháy hàng đấy. Vẫn còn size nhưng mà nó lẻ lắm. Mai, chứ mai còn chị nhiều. Bổ sung ở ngoài đi. Mai các chị bổ sung ở ngoài của em cái áo phao con lợn đấy nhá. Có đủ size đủ số nhưng mà nó hiện tại bên em hôm nay trả hàng thì còn một số size to thôi. Ok, xả 4 của em với nhá. Chị Ngọc một con đúng không? Chị Ngọc phải cho số điện thoại nhá. Đây em có tuần này trên tay thôi này. Xả 4 của em có tuần này trên tay thôi. À, của chị Ly Phạm một con nhá. Của chị Ngọc một con nữa này. Áo lông vũ bao nhiêu? Áo lông vũ đang bán là 370.000 nhá. Rồi ok, của chị Mai Thúy Hằng có ạ. Của chị Bùi Hồng Hồng. Bùi Hồng Hồng một con áo đá đi nhá. Chị nào lấy chốt cho em ý ạ. Chị ơi áo đá hai bên vai, chị check inbox cho em. Chị Ruby Trần ơi vậy à. Check inbox để mai cho nhân viên làm. Thế đi mai, sáng mai thống nhất là em cho nhân viên check inbox một buổi sáng nhá. Có váy không? Em có váy đang mặc trên người. Váy đang mặc trên người đó là xả 1 mặc kết hợp với quần 3D. Chị nào lấy con xả 4 chốt nó cho em này. Xả 4 kèm số điện thoại cho em lúc mấy con kia. Con công còn bao nhiêu con? Công kim sang còn bao nhiêu con? Like xong vào đá hình lá đi. Cái áo hình lá khi em bán là mã số 6 rồi. Đó là mã số 6, tí các chị xem lại với em với ạ.
đang bảo 55kg có mặc vừa nhé chị Phương Nguyễn nhé. Để lại cho em số điện thoại. Áo bông của ngực kia gọi là mã mấy, là mã 6 chị nhé. Áo bông của ngực là mã 6 đấy ạ. Chị nào lấy chốt cho em mã 6 và tối mai thì cái áo hai vai của em nó về đủ size đủ số. Đối với con đá, con áo đá vàng, đá vàng mai sẽ về đủ size. Nhân viên nhà em nói chuyện dễ thương lắm. Đấy, cũng có bạn dễ thương. Nhưng mà em nghĩ chắc là phải có vấn đề gì xảy ra thì các bạn ý mới như thế, chứ còn không có lý do gì mà tự nhiên nhân viên bên em cục với các chị cả. Ok, chị Thanh Đặng nhá. À ok, của chị Ngọc có một con nữa này. Khi nào lấy chốt cho em vậy ạ? Màu hồng em mua cho con gái em vừa gọi điện mấy cuộc mà chả ai nghe. Chị Hằng Cao Thị à? Chị ơi, con gái chị bao nhiêu kg? Màu hồng có size S không chị? Không, không, không có size S. Con gái chị bao nhiêu kg để em xem là còn size không? Mai chị gọi điện, bây giờ chị gọi điện luôn cho em đi. Gọi điện luôn cho em vào số của chị Bình ý. 280 0975 0975 này. 343 343 280 280 Rồi ok, chị Ruby Trần, nếu mà lấy nhiều thì cứ inbox vào đó, mai em cho người nhận đơn cho các chị trên đó luôn. Đó, chị nào lấy sản số 4 thì chốt cho em nhé. Sản số 4, váy kim sa và áo len, em nhận không lấy về áo len không được không? Chị ơi, em nhận được váy kim sa và áo len, em nhận váy và không lấy. Chị Kim Vượng ơi, nếu mà chị nhận thế thì chả ai cho chị lấy hàng cả. Bởi vì bên em không tách đơn, bên em không tách đơn chị nhá. Mà nhân viên bưu tá người ta cũng không tách đơn cho chị như thế. Mình đã ưng cái gì rồi, mình đặt trên line này thì mình lấy thôi. Chứ còn ok, mã 6 của chị Trần Thanh Bình. Còn nếu như các chị mà bảo là các chị đặt hai cái hay ba cái mà đến các chị nhặt một cái thôi, còn đâu bỏ lại hai cái hay là một cái các chị không lấy thì không ai cho các chị tách đơn cả. Đó, người ta không bán, người ta không bán chọn. Chị Phương Nguyên cho em số điện thoại sản số 4 nhá. Đây là sản số 4 của các chị này. Đó, bây giờ các chị muốn em bán cái gì nữa nhờ? Mấy giờ rồi chị Bình cho em con đá lẻ lẻ kia kìa. Con công. Con công nhá. Áo đang mặc bao nhiêu tiền? Đang bán với giá của nó là 140 160.000. Con công này bán nốt cho các chị là 140.000 này. Con công này chắc là em còn ở khoảng chục con thôi. Bán cho các chị với giá của nó là 140.000 nốt. Chị nào lấy cho nốt cho em nhé. 140.000 đối với áo công kim sa. Comment cho em công kim sa kèm số điện thoại này. Chị nào lấy chốt nhanh cho em nhé. 140.000 cho các chị này nốt này. Còn bao nhiêu con em xả hết cho các chị. Đây còn bao nhiêu con đây không biết. 140.000 em xả nốt nhá. Xả này là xả lỗ vốn rồi đấy. Con kim sa này gọn không có hàng nữa, không thể bán kế được. 140.000 chị nào lấy công kim sa cho nốt cho em nhé. Màu em bán đây là áo đá mà chị. Đây là áo đá, đây là quần 3D. Áo da nhiệt đi em là cái gì nhỉ? Có quần mèo không? Có quần mèo. Quần mèo chị Bình mang đấy cho em bán cậu quần mèo luôn này. Đây là công kim sa nhá. Công kim sa của Bích Ngọc một con nữa này. Của chị Nguyệt Thương một con nữa nhá. Của chị Lê Huỳnh một con nữa ạ. Chị nào lấy công kim sa này chốt cho em nhá. Bích Ngọc một con nữa này. Cho em số điện thoại. Xin chào Trịnh Phúc nhá. Của chị Nguyễn Thương cho em số điện thoại nhá. Chị Lê Huỳnh cho em số điện thoại này. Công kim sa kèm số điện thoại cho em nhá. Đó, bán nó chỉ là 140.000 thôi. Còn bao nhiêu con em sẽ xả nốt cho các chị bấy nhiêu con. Rất là đẹp. Tất cả những hàng kim sa này của nó đều là hàng Quảng Châu loại 1, rất là đẹp. Minh Nguyễn một con nữa này. Ok, của chị Bùi Hồng Hồng một con công nữa nhá. Xả 4, xả đây là con xả 5 rồi. Xả 5 con công kim sa của chị Oanh Vân một con nữa này. Tất cả hàng này của nó đều là hàng đẹp các chị nhá. Nhìn em ấy ạ. Đó, hàng này của nó rất là sang, 140.000. Chị Quyền Cao một con, chị Vân một con nhá. Cô Nhí một con nữa này. Công kim sa kèm với điện thoại em nhá. Nhìn em nhá, rất là đẹp, 140.000. 209 cơ, chị ơi em đang xả hết, em còn vài con thôi. Nguyễn Thị Thu Hằng một con nhá. Tới đây được khoảng sang tuần sau em sẽ xả toàn bộ hàng của nhà em. Xả toàn kho luôn. Đó, xả giá rẻ giật mình luôn ý. Ok, chị Bình Nguyễn có, chị Lê Huỳnh có nhá. Chị nào lấy chốt cho em nhá. Công kim sa 140.000 cho các chị nốt này. Toàn công đẹp cho này chị nhá. Chị nào lấy chốt luôn cho em nhé. 140 công kim sa một đen 52kg. Chị Trần Hạnh cho em số điện thoại nhé. Hôm nay có áo phao lông vũ không? Chị Bảo Linh ơi, chốt ở ngoài của em nhé, không có đủ size đủ số. Vẫn còn lông vũ đây nhưng mà không có đủ size đủ số ở đây, các chị bổ sung ở ngoài của em. Chị nào lấy chốt luôn cho em này. Công kim sa kèm số điện thoại. Áo hoa hồng đằng sau em à. Hoa hồng đằng sau em đang bán cái giá của nó là 170.000. Đó là áo đá hai vai. Chị Nguyễn Thu Hằng của áo công này, của chị Mai Xuân Xuân Mai Lê của áo công nhé. Công của nó nhé, nhìn em nhé. Ok ok, của chị Phượng Nguyễn nhé, cho em số điện thoại. Xả 4 công kim sa của chị Hiếu Nguyễn nữa này. Nó không có nhiều hàng. Ở đây là của nó là con quần mèo. Quần mèo này bán cho các chị là 120.000. 120.000 đối với quần mèo nhé. 120.000 đối với quần mèo em này. Các chị nhìn em nhé. Đó, nó rất là đẹp. Quần mèo này bên trong có lông. Hàng này các chị đã mua rất là nhiều rồi. Tất cả lông của bên em nó là lông nhung bên trong. Hương nơi nay chị nhận được đơn hàng 3 áo 2 quần bò rồi, đẹp lắm.
À, chị cho em lại số điện thoại nhá. Chị cho em số điện thoại để em kiểm tra. Như hôm nay vào một lọ thuốc tô răng nhé. À, cho chị một áo ba bông. À rồi ok chị nhá. À, bây giờ mình nhìn thấy chị Lê Thị Thủy này, công kim sa 57kg có vừa chị nhá. Công kim sa 57kg có vừa này. Sao nhân viên gọi chị đặt hàng từ hôm thứ tư rồi mà đến hôm nay chưa nhận được hàng. Chị Nga Ngô ơi, mai em sẽ kiểm tra đơn hàng cho chị Nga Ngô. À, đơn của chị Nga Ngô đây. Chị Nga Ngô ở đâu ấy nhỉ? Em nhìn thấy chị Nga Ngô có một cái đơn vứt ở đây, không biết là chị Nga Ngô nào đây. Chưa cho đi. Không biết lý do vì sao, để tí em kiểm tra nhá. Chị Bình cho em xem về phía ô kia nào. Em nhìn thấy ghi chị Nga Ngô ở đấy. Đúng không? Đúng không? Đây là mùng 9, hôm nay mùng 10. À thế đây là của chị Nga Ngô nào ấy? Của chị là tối hôm qua cơ. Ở Hải Phòng à? Thế sao không nhận cho chị con áo này? Biết được cái bé nó biết nó để đấy. Đây này. Có bộ đơn này chị cắt cho em xem nào. Chốt mãi một đơn hàng mất bao nhiêu thời gian. Sao lại vứt đi? Ok chị Trần Hạnh có nhá. Chị nào lấy chốt cho em ấy ạ. À, ship Đắk Lắk này thì là đi theo chuyển phát nhanh hay chuyển phát chậm. Một con áo thì chắc chắn là từ 28 đến 30 nghìn thôi. Còn đâu thì hai ba con thì em không biết được các chị đã mua những cái gì. Ví dụ như là con quần mèo này, bên trong của nó có lông có nỉ thì chắc chắn là nó sẽ phải giá nó hơi cao. Thế các chị nhìn em nhé. Chị nào lấy quần mèo chốt cho em ấy ạ. Ship toàn quốc bây giờ phải tùy theo các chị ship đi đâu. Ok chị Nguyễn Hiền có nhá. À, em mình chốt đơn cho chị. Ok chị Lê Thị Thủy Mai sẽ có người chốt nhá. Hương ơi số điện thoại của chị mới đúng, ok chị nhá. Tí nữa em sẽ chỉnh số điện thoại của chị. Nào chị nào lấy đi chốt luôn cho em này. Em sẽ mặc quần mèo luôn. Quần mèo này bán cho các chị với giá là 120.000. Đây nhá. Ok của chị Thoa Nguyễn nhá, 120.000 cho các chị này. Có màu ghi và có màu đen. Bán cho các chị với giá của nó là 120.000. Có trứng bị lộn trong tủ đấy, chị Bình đặt lên. Sợi béo à? Không, hôm nay về cơm về nhà là khác cơm. Hôm qua đi Thánh Nguyên, chú thương cháu gầy, chú cho ăn cả. Chú thương cháu gầy. Hiếp. Chú thương cháu gầy. Gầy quá. Các chị nhìn em nhé, đây là quần mèo nhá. Quần mèo này của nó là quần mèo có túi này. Chị nào lấy quần mèo thì chốt cho em với ạ, rất là ấm. Ok, mèo đen của chị Ly Phạm có nhá. Chị đặt hai áo ba quần mà. Thế thì của chị mai em kiểm tra đơn của chị nhá. Nếu mà đã chốt rồi là đơn đi rồi. Mai em kiểm tra xem là đơn của chị đi đến đâu. Chắc là chưa, các chị có một số đơn là các chị trong vòng 10 ngày mới nhận được hàng. Công Kim Sang Nguyễn Xuân có này, mèo đen chị Ly Phạm có này. Của chị Hoa Ấn Dương hai quần mèo nhá. Chị nào lấy quần mèo chốt cho em nhá. Đây là quần mèo. Đó, rất là đẹp. Túi của nó rất là sâu. Tất cả đây của nó là hàng Quảng Châu loại 1. Quần mèo này lai nào em cũng bán và lúc nào nhà em cũng có hàng. Chị nào lấy chốt cho em ấy nhá. Mai nó lại về vài trăm con nữa bởi vì nó đẹp. Mà cái thời tiết lạnh như này các chị lại rất là thích. Đây là ống chân quần của nó nhá. Các chị nhìn với em, đây là ống chân quần của nó này. Mặc rất là ôm. Đây là ống chân quần và đây là dáng quần. Chị nào lấy quần mèo chốt cho em này. Quần mèo kèm số điện thoại. Nhìn với em nhá, chân thì ôm cực kỳ co giãn 4 chiều, 65kg của chúng các chị mặc vừa. Bên trong còn có lông nhung. Đó, chị nào lấy chốt luôn cho em nhá. Quần mèo kèm số điện thoại. Ok, chị Quyên Đoàn có nhá. Cho chị xem lại áo của chị, cho chị xem lại số. À, số chị mình là bao nhiêu nhỉ? Đọc to nè. 0975 343 280. 0975 này, 343 này, 280. Đó, áo hoa bên vai cột áo hoa bên vai. Áo hoa bên vai kia là mã số 6, chị Bình mang ở đây cho em thử lại mã số 6 nào. Chị nào lấy quần mèo chốt cho em nhá. À, em vừa đọc số chị Hằng Cao Thị rồi nhá. Cao Thị Hằng rồi. Chị nào lấy quần mèo chốt nhanh cho em quần mèo nhá. Có hình logo con mèo ở đây. 65kg xuống chị mặc vừa, co giãn thoải mái. Nhìn chung là mình cũng có thể là mặc cái con quần này thay con quần tất. Nó rất là dễ mặc. Nó vẫn ôm từ trên xuống dưới và có lông bình thường, chỉ khác nhau là không có bàn chân thôi. Ok của chị màu xám, của chị My Lê cho em số điện thoại nhé. Chị nào lấy mèo thì chốt nhanh cho em quần mèo kèm số điện thoại này. Lưu ý là chia sẻ like cho em ở chế độ công khai, một lần vào trang cá nhân của mình, hai ba lần của nhóm lớn và bấm theo dõi Thu Hương Shop ở chế độ công khai các chị nhé. Đấy nhìn em nhá. Rất là đẹp đúng không? Quần mèo của chị Bích Ngọc có này. Quần mèo của chị Bích Ngọc có. Mèo đen hai cái của chị có nhá. Cho chị mèo đen và một kia của chị có nhá. Có bán áo giữ nhiệt không? Chị có nhá. Đây chị Nhung Bùi ơi, sẽ bán cho chị áo giữ nhiệt. Áo giữ nhiệt đây. Áo giữ nhiệt thì lúc nào thì em cũng có. Bán cho các chị với giá của nó 140.000. Ôi chị Bình ơi, sắp hết pin rồi. Còn có 2% pin thôi. Em còn có 2% pin thôi các chị nhá. Em còn có 2% pin thôi này. Sạc nhanh. Đây em sạc nhanh. Sắp hết pin nó mới khổ cơ chứ. Chị nào lấy chốt luôn cho em nhá. Đó, em ơi em đang mặc dài hay ngắn vậy?
Áo em đang mặc nó là áo bình thường mà chị, áo bình thường, quần mèo của chị Thương Trường có này. Kiểm tra, vâng ạ, mai em sẽ kiểm tra đơn cho chị nhá. Quần mèo một cái của chị Nguyễn Thương nhá. Chị nào lấy quần mèo cho luôn cho em nhá. Áo thái hôm qua ấy Hương, áo thái nào nhỉ chị nhỉ? Áo thái hôm nào nhỉ? Hôm qua nó là áo thái nào hả chị? Áo thái nào hả chị Bình? Hôm qua là áo thái nào? Chị nào lấy quần mèo cho luôn cho em quần mèo này. Đẹp lắm, quần mèo này không xù, không mai, không nhão, không hỏng và không bao giờ bị tức là không bao giờ các chị sợ nó bị xù lông ấy. Nó không xù lông đâu, chị Nguyễn Hiền có nhá. Không bị xù lông, 120.000, bây giờ em bán quá rẻ rồi. Đây là con áo này đúng không? Chị Quyên Đoàn đang hỏi em áo này đúng không? Áo này bán cho các chị với giá của nó là 165.000, 165.000 con áo này. Đây của nó là hàng Quảng Châu loại 1 các chị nhá. Co giãn 4 chiều. Co giãn 4 chiều, chất vải của nó thì cực kỳ đẹp, không xù, không bay, không nhão, không hỏng. Các chị nhìn kỹ hộ em với ạ. Bán cho các chị sau con áo này thì sẽ xả cho các chị cái con quần thể thao. Quần thể thao này em còn được khoảng 20-30 con. Bán tất cho các chị với giá của nó là 90.000 nhá. 90.000 bán cho khách quen. Các chị là khách quen ý, em sợ các chị bom hàng lắm. Bán cho khách quen thì các chị không bao giờ bom hàng. Cái hàng rẻ này, ưu tiên các chị có đơn rồi. Có áo ba lỗ màu đen trắng không? Em không còn đâu chị nhá. Áo đang mặc của chị Nga Trần ok có nhá. Đó chị Quyên Đoàn có ạ. Đó chia sẻ like cho em nhá. Bây giờ em sẽ bán cho các chị cái con áo, cái con quần thể thao này có một ít. Bán nốt các chị với giá là 90.000 nốt luôn này. Chị Bình cho em cái quần thể thao đây. Em xả nốt quần thể thao cho các chị nhá. Quần thể thao bán nốt là 90.000 này. Xả nốt 90.000. Mèo của chị Phạm Giang có nhá. Áo đang mặc của chị Nga Trần em có này. Đây là xả số 4. Xả nào số 4? Đây, đang mặc là xả số 4. Đây nhá, quần thể thao bán nốt cho các chị là 90.000 này. 65-68kg một túi các chị mặc vừa. Vậy à chị Nhi Lam vào muộn thế. Đây áo giữ nhiệt em bán luôn đây. Đây áo phao lông vũ đi. Áo phao lông vũ không có hàng nữa rồi. Em chỉ còn hàng ở ngoài bổ sung thôi. Chị số rồi thế nào nhỉ? Đấy ạ, chị nào lấy đi chốt cho em nhé. Quần này em bán tất cho các chị với giá là 90.000 này. Chị nào lấy đi cho em, con này của nó là quần thể thao. Đây là xả mấy chị nhỉ? 6. Đây là xả 6 của em. Xả 6 kèm số điện thoại này. Xả 5 là con gì? Xả 5 là áo công kim sa. À đúng rồi, đây là con xả 6 này. Xả 6 kèm số điện thoại. Áo đỏ giá 179. Áo đỏ giá 179 là áo nào nhỉ? Áo đỏ giá 179 hoa ở đây. Hoa ở vai à? Chị mang xem còn con nào không? Mang vào đây. Đây nhá. Đây là quần thể thao, chị nào lấy chốt cho em đấy ạ. Áo bò đi, chị ơi, thực sự áo bò bên em rất là ít. Hôm mùng 6 tháng 1, mùng 6, một áo mã 4 màu đen mà không thấy gọi lại, chị Đỗ Thị Thúy cho em số điện thoại là chậm đơn của chị nào, sót đơn. Em đã nói rồi, đơn hàng của khách rất là đông. Nhiều lúc là các chị bị ẩn comment chứ không phải là bên em không muốn bán hàng đâu. Lên đây ngồi để bán hàng cho các chị chứ có phải là không bán đâu. Để bỏ qua chị nào bên em rất là sót. Nhưng mà bây giờ không đẩy được lên máy tính của em thì em cũng làm nào được. Vâng ạ, vâng ạ, vâng chị Đặng Thảo nhá. Đây chị nào lấy đi chốt cho em này, quần này bán cho các chị là 90.000. Đây là con xả số 6. Chị sợ không chốt hàng rồi. À thế à chị Nhi Lam. Đấy ạ, à, chị nào lấy chốt cho em nhé. Đây là con xả số 6 kèm số điện thoại, quần thể thao. Áo đỏ á. Xả 6 một chiếc ok của chị Nguyên Cao nhé. Áo đang mặc em còn chị nhé. Cho em một quần thể thao và một quần bò. Chị Hùng Ngọc cho em số điện thoại này. Hùng Ngọc cho em số điện thoại. Ok chị Bình Nguyễn có nhá. Một quần mèo ghi, một quần mèo ok của chị ạ. Xả 6 chị Đỗ Thị Anh cho em số điện thoại này. Em có ít thôi. Chắc là có tầm này con thôi này. Hàng của nó toàn là hàng Gucci đẹp đấy. Nhưng mà em còn ít lắm. Em không có hàng. Xả 6 chị nào lấy chốt cho em xả 6. Áo nhiêu 140 đi em. Áo nào 140 chị nhỉ? Con áo kia 165.000 chứ làm gì có 145.000 đâu. Chị Nguyễn Hạ có này, có đủ size các chị 68kg một xuống nhá. Các chị ở trên em chốt ạ, cho em xả 6 kèm số điện thoại. Xả 6 kèm số điện thoại em ấy ạ. Mặc thử quần đi chị ơi, cái quần này lúc nào em cũng bán. Ngày nào em cũng bán con quần này rồi. Em lười thử đi thử lại nữa. Nó rất là đẹp, chị Bùi Hồng Hồng có nhá. Gấu thẳng không, không có gấu thẳng đâu. Các chị không thích gấu bò, các chị cắt đi thôi. Áo bò 60kg. Không biết là còn không chị Trần Thanh Bình. Quần mèo nam cành mặc nam mặc được không? Không mặc miền Nam, các chị mặc quần mèo thì nó nóng đấy, không mặc được đâu. Đó chị nào lấy chốt cho em nhá. Chị Đỗ Thị Anh một quần nữa này, của chị Thu Mai một quần nữa nhá. Chị nào lấy chốt cho em ấy ạ. Áo đang mặc bao nhiêu tiền? Đang bán là 160.000 chị nhá. Một quần bò lấy cho em một quần không rách. Ok chị Hùng Ngọc nhá. Chị nào chốt cho em thì lấy chốt cho em ấy ạ. Quần đây là quần thể thao.
có size, có số cho các chị nhá. 1X, có M, có L, có 1X, có 2X và có 3X. Tất cả các chị 65-68kg đủ xuống các chị mặc vừa. Mà con quần này của nó thì mặc rất là dễ. Ok, mèo đen cộng sáng của chị Mille có nhá. Khi nào lấy quần thể thao chốt cho em, trả 6 kèm số điện thoại thì em chốt đơn chuyển khoản cho em. Chị chuyển khoản. Chị Nguyễn Hải ơi, nếu mà đơn của nó đi ít thì là chị cứ cho đi cốt đi. Nó cũng rẻ mà, chị Oanh Vân có nhá. Rồi ok, của chị Đỗ Thị Thúy có này, của chị Oanh Vân có này. Khi nào lấy thì chốt cho em nhá. Mã số quần bao nhiêu đang bán là 90.000, chị Hà Huệ có nhá. Các chị là khách quen, em khuyên chân thành nên lấy một con quần này, chất của nó đẹp lắm. Không xù, không bay, không nhão, không hỏng. Chị Hà Huệ có nhá, chị Tú Nguyễn ơi có lấy một con đi. Đủ size, đủ số. Không xù, không bay, không nhão, không hỏng. Cam kết cho các chị con quần này của nó là con quần đẹp. Đây này, quần của nó đẹp lắm. Các chị nhìn cái cảm của nó thì các chị biết. Đây toàn bộ của nó là luồn chun ở giữa này. Xà 6 đang bán là 90.000 nhá. Chị Sơn Đặng có này, của chị Hương Bốc có này. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì chị mặc con này quần này được. Chứ còn mặc quần kia của nó thì hơi nóng. Quần kia của nó có lông, quần mèo của nó có lông nhá. Nga Trần hôm hàng qua chị đặt nó gọi chưa. Nếu chưa thì em ok ok. Chị Nga Trần mai em chưa có thì em sẽ dồn đơn cho chị luôn. Đó, chị nào lấy chốt cho em trả 6. Có áo đính ngọc. Chị Thanh Huyền ơi, áo đính ngọc đó em phải kiểm tra xem còn không. Bởi vì là hàng nó đã xả rồi. Thực ra cái hàng bên em có người quản lý kho riêng. Chị Mùi Lô có này. Quần đó mới trước 130.000, em đang xả toàn bộ với giá là 90.000. Chị Nguyễn Hạnh nhé, hết sạch rồi, không có hàng. Đó, ok, chị Mùi Lô có nhé. Chị nào lấy chốt cho em ấy ạ, đúng rồi. Quần này trước là 120-130.000 gì đó, em chả nhớ nữa. Chị Nguyễn Thị Ngọc có nhé. Nó hết rồi, không có hàng nữa đâu. Cũng gọi như là gần cuối vụ của em rồi, thì em trả nốt cho chị. Chị Nguyễn Thị Ngọc có ạ. Cho em xả 6 kèm tôi điện thoại cho chị nhé. Xả 6 kèm tôi điện thoại cho em này. Chị Nguyễn Thị Ngọc có nhá, xả 6 kèm số điện thoại của chị Chuẩn là size M em nhé. Vâng ạ, chị Đỗ Thị Thúy. Rồi cảm ơn chị Nga Trần nhá. Chị nào lấy chốt nó cho em này, còn 1 này, 2 này, 3 này, hết sạch đúng không chị? 4 này, còn 6 con của chị Hạnh Trần, 2 con, ok chị 2 con nhé. Chị nào lấy xả 6 chốt cho em nhé. Có 2 đường viền ở bên bắn sườn. Tất cả viền này của nó là may trực tiếp nhìn em nhé, chất của nó đẹp cực kỳ luôn. Chất này không xù. Quần lót lông em đang mặc trên người chị nhá. Xin chào chị Lý Phương Thảo nhá. Em ơi, áo con công gửi size bé quá. Chị bao nhiêu kg chị Lý Phương Thảo nhờ? Mai gọi điện cho bên em hỗ trợ đổi nhá. Cho chị xem quần với chị Nhân Trần đây, quần đây. Đây quần của các chị đây. Xạ 6. Rất là đẹp. Cái túi này các chị về các chị tự cắt ra nhá. Hai quần thể thao không lấy bộ nữa. À không lấy bò nữa. Ok của chị Hùng Ngọc nhá. Hai quần thể thao thêm một quần nữa này. Còn 3 quần. Còn 3 quần nữa nhá. Chị nào lấy chốt nhanh. Hai quần. Xả 6 của em ấy ạ. Rồi ok chị Nguyễn Huyền nhá. Quần tất của chị 6S 2 chiếc em tất cho chị rồi nhá. Xả 6 của chị Quyên Hà có này. Đó, một quần xả 6, một quần mèo nữa này. Chị nào lấy chốt nó cho em nhá. Xả 6 của chị Hiếu Nguyễn có nữa này. Hết nhá. Hết quần xả 6 rồi. Con áo này bán cho các chị 179.000 con áo này. Hết sạch hàng rồi đúng không chị? Con đợt này con đúng không? Con này 179.000. 179.000 nhá. Đó, con này của nó đẹp này. Con này của nó em cũng hết sạch hàng rồi. Gọi hàng cũng chẳng có nữa. 65kg của chúng là các chị mặc vừa. Đây cứ gọi là con xả bảnh hộ em. Nó là áo mới tinh chứ không phải là xả đâu. Nhưng mà thôi nó theo mã số. Chị nào lấy chốt cho em nhé. Xả bảnh kèm số điện thoại này. Con áo này bán cho các chị là 179.000. Hết sạch hàng, tất cả cái hình vai này của nó hình vai kim sa. Rồi xả 6 chị Thao Nguyễn có nhé, chị Sơn Đặng. Vâng ạ, chị Sơn Đặng có thì mai chốt thêm em nhé. Để cho chị một cái, chị Hồng Huệ một cái nữa này. Áo đang mặc của em là áo ban nãy. Áo ban nãy đang mặc là áo gì ấy chị Bình? Áo ban nãy là áo hai vai. Áo hai vai á? Hai vai đá vàng 175.000. Hai vai đá vàng 165.000 à? Xả 4. Xả 4. Đó, còn, chị nào lấy chốt cho em nhé. Cái gì? 90.000. Rẻ nhỉ? Phí ơi là phí. Chị nào lấy chốt cho em ấy ạ? Đúng rồi, đúng rồi, chị chốt luôn cho em đi. Quần mèo có lông không? Quần mèo không có lông em không còn đâu. Chỉ còn quần HM không có lông thôi. Thế ra là cái quần HM ấy, mấy cái quần mèo nó y như nhau. Nó chỉ khác nhau là ở cái chữ này thôi. Nó chỉ khác nhau ở cái chữ này thôi chị nhá. Đấy, chị nào lấy áo này chốt cho em nhá. Chất vải của nó đẹp chưa? Có màu khác không? Con này thì em có màu đen, màu trắng, màu đỏ. Màu đen có bao nhiêu con chị? Màu đen đây, tất cả đây. Đây, màu đen của nó đây này. Màu đen còn có 4-5 con thôi. Các chị nhìn em nhé, đây là màu đen. Còn có 4-5 con. Cái hàng này đang định để dành Tết để bán. Ok chị Ngọc mua 2 hộp bột đó cho chị nhé.
mua hai bột là cái gì chị nhờ? Chị Ly Phạm ơi là như nào? Chị Nhung Bùi một màu trắng này. Chị nào lấy màu nào chốt cho em màu đó nhé. Có đỏ trắng đen. Có đỏ trắng đen. Em có vài con thôi không có nhiều. Chị nào lấy đi chốt cho em ạ. Của Nhung Bùi một màu trắng nữa ạ. Chị nào lấy màu nào chốt cho em màu đó nhé. Đen của nó cũng đẹp lắm. Quần xả sáu gấu bo chị ơi, nó là gấu bo chị Nguyễn Nga nhé. Có màu đen đấy ạ. Ok, của chị Vàng Bò màu đen nữa này. Của chị Kim Phượng màu đen nhé. Em còn bao nhiêu con màu đen? 65kg của chú Mặc Vừa. Kim Phượng màu đen nữa này. Hai cái bớt cho chị ơi, bên em không bớt được bởi vì hàng này em bán nó đúng giá lắm rồi, không bớt được các chị đây. Nhá, like khác người ta bán các chị giá cao cơ. Chị Quyên Đoàn một con nữa ạ. Chị Lê Huỳnh màu đen cho em về điện thoại nhá. Lê Huỳnh một màu đen nữa này, bán giữ nhiệt đi, chờ em tí chị Thoa Nguyễn nhá. Một áo màu đen nhé, chị Sơn Đặng cho em về điện thoại nhá. Sơn Đặng cho em về điện thoại này, còn có hai con màu đen thôi là hết. Một áo đen của chị Sơn Đặng có nhá, còn hai con màu đen là hết sạch này, không có. Màu đen này em không dám mặc. Mặc lên bây giờ các chị chốt lầm ầm luôn, màu đen của nó đẹp lắm. Chị Trần Kim Phượng có một con màu đen này. Chị nào lấy xả 7 chốt cho em nhé. Xả 7 kèm với điện thoại. Tất cả những cái hạt này của nó là hạt may đá trực tiếp. Mã 6 màu đen hay mã 6 ok của chị Đi Phạm nhé. Hai cái rồi, ok của chị Jinjubin màu đen nữa này. Hết màu đen rồi nhé các chị nhá. Chị nào lấy màu trắng thì chốt cho em màu trắng này. Đây là màu trắng. Màu trắng của nó đây ạ. Rất là đẹp. Đây là màu trắng. Chị Nguyễn Thu Hằng ơi, màu đen không biết là còn đến được chị không. Không biết là còn đến chị không. Đó, chị nào lấy chốt cho em nhé. Chị Nhi Lam. Chị Lam Nhi màu đen có này. Chị nào chốt thì chốt cho em đấy ạ. Một quần lót lông của chị Lê Huyền có nhá. Xả 7 của chị Nguyễn Hạ có nhá. Đó, của chị xả 7 là màu đỏ này. Các chị lấy màu nào các chị chốt cho em màu đó nhé. Xả 7 của chị màu đỏ. Chị có dồn đơn rồi, ok của chị Sơn Đặng. Nếu mà có thì là mai báo nhân viên dồn đơn trực tiếp cho em. Chị nào lấy chốt luôn cho em, xả 7 kèm số điện thoại. Lưu ý là chia sẻ ai cho em ở chế độ công khai. Bấm theo dõi thu hướng shop nha các chị nhé. Không có chị không có ai hàng đâu. Đen và đỏ chị Bích Ngọc ơi, chị chắc là chỉ còn đỏ thôi, chị lấy trắng đi. Xả 7 màu đỏ của chị Thúy Mi Nhon một con nữa này. Chị nào lấy chốt cho em nhé. Của chị Nhi Lan cho em cái điện thoại nhé. Cho chị một cái đỏ của chị Ngọc nữa này. Màu đen chị Nguyễn Hạ ơi hết rồi nhé. Rồi ok của chị Ngọc một cái màu trắng rồi đơn nữa. Cho em cái điện thoại để lấy đơn của các chị nhé. Giá bán bao nhiêu? 179.000 chị nhé. Áo này thì không xả, áo này thì em không xả vì hàng này em vẫn đang chờ hàng về. Nhưng mà tất cả những cái hàng này chờ nó không phải là về ngay được, mà cái hàng này đặt nó rất là lâu. Cái phần này của nó may bằng tay. Sâu nhím màu đen ok chị nhé. Xả 7 màu đỏ của chị Tín Đinh có này. Khi nào lấy xả 7 chốt cho em nhé. 179.000. Xả 7 kèm số điện thoại em ạ. Đây là may vai một bên, một bên vai bông. Xả 7 trắng của chị Hào Huệ một con nữa ạ. Trắng xả 7 của chị Mai Lương nữa này. Trắng cũng còn ít đấy. Trắng của chị Huệ này, của chị Mai Lương nữa ạ. Quần giả bò tối hôm qua còn không? Chị Hằng Thúy cho em số điện thoại giả bò kèm điện thoại nhé. Áo hướng mặt mà ghi cái gì chị nhỉ? Áo hương mặt mà ghi à, cho em mã 7 chị nhá. Xả 7 kèm số điện thoại. Nhi Nam em có nhìn thấy ạ. Áo vàng trên canh em vừa mới bán rồi nhá, nó là xả 1 hay xả 2. Áo trên canh là xả 2 màu vàng, comment cho em xả 2 màu vàng kèm số điện thoại. Áo tay ren mã mấy chị? Áo này, áo tay ren kia là mã số 6. Tay ren là mã số 6 chị nhá. Hôm chị đặt hai áo đính và một đen lên size màu, chị bảo Shopee lấy hai cái kia gửi lại. À không chị ơi, họ không nghe như thế đâu, bởi vì là họ không cho tách đơn. Bên em không cho tách đơn hàng mà. Các chị có thể là gửi xong đó các chị đổi cho bên em, chứ nếu mà tách đơn hàng thì không ai cho tách cả, bởi vì đơn hàng của em đi nguyên xin như thế. Có một số trường hợp xảy ra gọi là các chị tách bưu hàng, các chị gửi lại một áo cho bên em, thế nhưng mà bưu tá người ta còn lấy mất hàng của các chị cơ. Đó, thực ra là nói thì không phải là ai cũng như ai, nhưng mà cũng không phải là ai cũng có tâm. Xã hội nó như thế mà. Nhi Lam màu đỏ có nhé. Quần xả 6 lót lông gấu suông hay bo. Quần xả 6 không có lót lông gấu chị Lê Huyền. Không có lót lông chị Lê Huyền nhé. Quần đấy của nó là quần trơn không, giả chất u mì, dáng quần thể thao. Đó, em bán với giá là một là 90.000 cho các chị. Mạnh Nguyễn mấy lần rồi à? Sao lần này em chốt bên chị cũng nhiều rồi, sao em không thấy ai gọi điện chốt hàng hết. Chị Mạnh Nguyễn cho em số điện thoại nhé. Phao đỏ đô giá 2 quần mèo với. Khổ thân quá. Chị Mạnh Nguyễn cho em số điện thoại luôn để chị bình chốt cho chị nhá. Chị cho em số điện thoại này cho chị áo tay ren màu đen. Chị ơi, đó là mã số 6. Chị Mạnh Nguyễn cho em số điện thoại nào. Khổ thân quá, thích mua hàng quá mà lại không có ai chốt. Không phải là không ai chốt cho chị mà là comment của chị bị ẩn. Dạo này lượng khách nó rất là đông. Các chị theo dõi thì các chị biết nó rất là khó. Nhiều chị bị ẩn comment chứ không phải là bên em không bán hàng đâu. Chờ mãi mới được áo này. Ôi dồi ôi, thế đi mai thì sợ ẩn comment mất thôi. Bên em có shop ship Shopee không? Em không, chị Nguyễn Thu Hằng nhá. Chị nào lấy cho em này. Đây là xả số 7. Hết con áo này thì em sẽ nghỉ ở đây, hẹn các chị vào buổi ngày mai. Em thì hay bán hàng vào 8 giờ tối, 8 giờ đến 8 giờ 15 tối.
Hôm nào bất chợt bán trưa thì em sẽ thông báo trên live của em trực tiếp. Và các chị có thể là bấm theo dõi thương shop Đặng Hương ở chế độ công khai các chị nhé. Sau đó là em lên một cái thì các chị sẽ nhìn thấy em ngay. Có vấn đề gì đó, các chị gọi bên em một lần không được, hai lần không được, các chị để lại cho em 5-10 cuộc gọi nhỡ vào. Các chị bấm gọi nhỡ, các chị tắt đi, các chị lại bấm gọi nhỡ. Sau đó là để lại cho em nhiều cuộc và các bạn thì khác phải sốt ruột và khác gọi lại. Vì nhiều lúc đơn hàng bên em nó nhiều quá, chạy nó không kịp thì các bạn thì cũng không thể gọi là chăm sóc hết khách hàng được. Các chị thông cảm cho bên em. Áo vàng canh kia nó là xả số 2. Áo vàng canh là xả số 2 chị nhá. Chị nào lấy thì chốt luôn cho em nhá. Sau con áo này thì em sẽ nghỉ ở đây. Quần tất đen này, quần tất 3D này, áo này, quần nhũ này, nhiều thứ và quần legging em cũng đã bán rồi. Đó, chị nào thì có chốt thì chốt luôn cho em nhá. Để lại cho em, các chị có thể là xem lại like, để lại cho em số điện thoại và chốt hàng cho em. Tiếp theo thì có thể là đẩy sau 1 tiếng đồng hồ, bên em sẽ có nhân viên chốt hàng ngay cho các chị. Sau 1 tiếng đồng hồ các chị sẽ có đơn ở trong máy tính của em. Ngày mai sẽ có người chốt cho các chị từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Đó, chia sẻ like cho em nhé. Lưu ý là phải bấm theo dõi thương shop ở chế độ công khai. Chị nào thích lấy con quần legging mã số 2 nữa thì em mặc lại cho chị một lần nữa này. Quần legging mã số 2. Quần legging mã số 2 rất là đẹp. Chị nào vào sau thì không mua được quần đó, bây giờ em sẽ mặc lại cho các chị nhìn thấy con quần đó. Mặc lại cho các chị xem cái con quần legging mã số 2 để các chị chốt hàng cho nó đủ đơn nhé. Áo beo này hôm nay, áo beo mai sợ lại không đủ hàng nhỉ. Đó, bây giờ em sẽ mặc lại áo mã số 2 cho quần mã số 2 nhé. Áo khoác da bao nhiêu? Áo khoác da em có đấy. Có, nhưng mà các chị bổ sung ở ngoài. Cái gì em cũng có, các chị bổ sung ở ngoài thôi. Áo beo của em nhớ chốt em. Ok chị Ruby Trần nhá. Áo beo tí nữa sẽ chốt luôn cho, mai sẽ chốt luôn cho chị. Đây là con quần cặp cao này. Quần cặp cao, đây là quần của nó là hình chai leo. Rất là đẹp. Quần này hôm nay mà các chị là khách hàng quen, các chị không mua được con quần này thì tiếc lắm. Nên các chị nếu mà lấy con quần này thì để lại cho em mã số 2 kèm số điện thoại cho chị quần tất đen. Ok chị Nguyễn Minh Nguyễn cho em số điện thoại nhé. Nguyễn Minh Nguyễn cho em số điện thoại này. Nhiều quá. Quá nhiều so với định. Không có lại sợ buồn. Buồn lắm. Xong chồng cao nó lên, bày nhiều thế. Đây nhá, các chị nào lấy quần thì chốt cho em quần mã số 2 này. Thôi ưu tiên chiều các chị một tí nữa nhá, cho các chị đang thích mua quần legging. Chứ còn em thì nói thật với các chị là em mệt lắm rồi, mệt lắm luôn ý. Đó, chị nào lấy cho em nhá, quần mã số 2 rất là xinh, rất là đẹp. Áo đang mặc bán bao nhiêu? Áo đang mặc này bán với giá của nó là 179.000 chị nhá. Quần này là 135.000 này, mua luôn của em, quá là rẻ, dồn đơn luôn các chị nhá, dồn đơn luôn cho em. Không là các chị tiếc cái con quần này đấy ạ. Nhìn em nhá. Đẹp không ạ? Quá đẹp luôn, quá xinh luôn. Chất của nó thì không bao giờ phải chê một câu nào, không xù, không bay, không hỏng. Em ơi, còn áo cộc không? Chị nào lấy cho em nhé. Áo giữ nhiệt có lông em không còn đâu, em hết mất rồi. Chị nào lấy cho em ấy ạ. Quần tất đen ok của chị Thúy Nguyễn nhé. Chị nào lấy mã số 2 thì chốt cho em nhé. Mã số 2 kèm số điện thoại với giá là 135.000. Túi quần rất là sâu. Cái điện thoại của em to đùng luôn. Đây ạ, áo cộc canh mặc ok chị nhé. Đây nhé. Đây của em là 7 vlớt mà to như này, em đúc tọt luôn quần này. Nhìn em rất là thoải mái, chất vải của nó co giãn 4 chiều. 65kg một xuống các chị mặc vừa. Rồi ok, áo cộc của chị Mai Hoàng Ngọc nữa ạ. 179.000 chị nhá. Quần mã số 22 cái legging Mạnh Nguyễn cho em số điện thoại này. Mạnh Nguyễn cho số điện thoại đi. Cho số điện thoại để chị Bình chị chốt đơn luôn cho, mà Mai lại kêu không có người chốt đơn cho chị. Các chị đang bị ẩn rất là comment rất là nhiều, đặc biệt là gần vào cuối live. Nhìn em nhé, đây là dáng quần. Đẹp chưa ạ? Rất là sang. Chị nào lấy chốt nhanh cho em ấy ạ. Gái ơi cho chị áo này màu đen nhé. Chị Nhật Hạnh ơi, của chị có đơn chưa? Chị Hương Dương ơi, của chị là nếu mà chia sẻ like thì nó mới có đơn. Em nhìn xem nào, em bán được gần 3.000 áo rồi. Gần 3.000 áo nhưng mà em không thấy, em thấy các chị có 901 lượt chia sẻ thôi. Thì không biết là lượt chia sẻ của các chị đi đâu hết rồi. Đó mà không chia sẻ like thì lượng tương tác nó sẽ kém. Tặng chị áo 2 giây đi. Ôi trời ơi, Lý Phạm ơi làm gì có áo 2 giây. Mã 7 áo beo ok Hoàng Kim nhé. Đó, bạn hãy thấy Hoàng Kim hỏi cho nên là phải quay lại cái con quần này ngay. Chị nào lấy chốt cho em ấy ạ. Chị Mạnh Nguyên có quần legging nhá. Ok của chị Oanh Vân có quần mã số 2 này, 60kg có vừa, chị Tiến Đinh có này. Chị nào vừa đặt rồi thì các chị đừng đặt lại nữa nhá. Ok, một quần 65kg có mặc vừa. Chị chưa có đơn ok của chị Nhật Hạnh nhá. Chị nào lấy quần, các chị nên lấy thêm một con quần này. Các chị bình thường mà bình thường em có 47kg đấy mà em mặc con quần này vừa in luôn. Đẹp ơi là đẹp. Chị nào lấy chốt luôn cho em nhá. Co giãn 4 chiều thoải mái.
Hôm nay quên mất không gửi cho mẹ em cái quần này chị nhỉ. Chị nào lấy cho luôn cho em nhá. Đẹp nhỉ? Đẹp rất là đẹp. Đó, đẹp chưa, đẹp chưa? Cho nhà em nhá. Mai gửi áo báo cho cái đứa nào bạn em. Gửi áo báo cho cái Oanh, mới lại gửi cho nó cái con áo. Mai chị tìm cho em cái con áo chai leo ở đâu nhá. Chị nào lấy chốt cho em nhá. Ok, Mạnh Nguyễn có này. Của chị Quyên Hà có quần ạ. Chị nào lấy quần chốt cho em quần mã số 2 nhá. Quần mã số 2. Xong đâu mới đã xong một dọn. Mai thiếu hàng gì đấy? Chị nào lấy chốt cho em nhé, mã số 2 kèm số điện thoại này. Chị Mạnh Nguyễn có này. Áo cộng mã số 1 tối hôm qua hết sạch chị nhá. Chị Hoa Violet ơi, em hết sạch áo hôm qua rồi. Đang cháy hàng, không có hàng đâu. Đấy, chị nào lấy chốt cho em mã số 2 quần. Mã số 2 quần kèm số điện thoại em nhé. Mã số 2 quần kèm số điện thoại em này. Rồi, ok. Của chị Mạnh Nguyễn có nhá. Chị xem áo beo với. Ôi, áo beo thì xem lại like xong đó là để lại cho em comment nhá. Bây giờ em nghỉ ở đây nhá. Hẹn các chị vào cái buổi tối ngày mai nhá. Bây giờ em nghỉ ở đây nhá. Hẹn các chị vào buổi tối ngày mai. Chắc là trưa mai có khi là em xả lẻ đấy. Mai gửi nhân viên bên em đủ quân chốt đơn là em sẽ xả lẻ buổi trưa ngày mai. Vâng ạ, chị Đi Phạm nhá. Bây giờ em nghỉ ở đây nhá. Xin chào tất cả các chị nhá. Nhớ là bấm theo dõi Thu Hương Shop ở chế độ công khai này. Chia sẻ like cho em một lần vào trang cá nhân của mình, 2-3 lần vào các nhóm lớn. Chia sẻ like của em và cái trang của chị ấy để tìm em thật là nhanh và theo dõi được mình đặt những cái gì. Và mình còn nhớ các chị nhá, em thì em bán ở trên trang page này không bao giờ em xóa like rồi, nên các chị yên tâm. Ok ok, của chị Hương Dương nữa này. Quần mã số 258kg của chị Nguyễn Thương có mặc vừa. Bây giờ em sẽ nghỉ ở đây nhá, thực sự là rất là mệt rồi. Nghỉ ở đây nhá. Hẹn các chị vào cái buổi tối ngày mai nhá. Bấm theo dõi Thu Hương Shop Đặng Hương của em với ở chế độ công khai. Em lên một cái các chị nhìn thấy em ngay. Thôi bây giờ không bán nữa đâu, em nghỉ đây. Chị Minh Hương nhá. Ok ok, của chị Quyên Đoàn nữa. Em mai em sẽ cho chị Bình làm đơn trực tiếp cho chị. À, Hương ơi, cho chị một cái màu đen ná số 2 quần. Ok, của chị Dạ Trần nhá. Quần này đẹp mà. Các chị đã khách quen, các chị nên mua. Bây giờ em nghỉ đây nhá. Xin chào tất cả các chị nhá. Hẹn các chị vào buổi tối ngày mai nhá. Trưa mai bán hàng thì em sẽ trưa mai mà bán được hàng thì em sẽ thông báo các chị trên tường vào sáng ngày mai. Đây là quần đằng sau của nó nha các chị nhá. Dáng quần của nó đẹp lắm, mặc đi trường, đi công sở, đi làm, đi đâu cũng được. Bây giờ em nghỉ nha các chị nhá. Xin chào tất cả các chị nhá. À, chúc tất cả các chị ngủ ngon nhá. Nhớ bấm theo dõi Thu Hương Shop và Đặng Hương của em với nhá. Xin chào tất cả các chị ạ.